chương 151, oan gia nên giải không nên kết tiêu phàm mỉm cười nói. Vậy được rồi, tôi tin tưởng con mắt của cơ tổng. Cơ khinh xa quả thực tiến lên, xem phòng cùng tiêu phàm, vươn ngón tay thon dài, chỉ vào mô hình, phát biểu ý kiến tham khảo của mình. Trực tiếp tác nghiệp như không có nhân viên của hãn hải hào môn ở đây. Cảnh tượng này khiến dịch thừa hồng giận líu cả lưỡi, thật lâu sau mới định thần lại được, hung hăng chừng mắt liếc nhìn phó tổng giám đốc mẫn một cái, phó tổng giám đốc mẫn rụt cổ một cái, vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Ông chủ, tôi cũng không biết họ chính là khách quý. Vị này, tiêu nhất thiếu đúng không? Chào cậu, chào cậu. Dịch thừa hồng đi lên phía trước, cười nói bình thường. Tiêu phàm mỉm cười chủ động làm hòa với dịch thừa hồng, nói chủ tịch dịch, xin chào. Chào cậu, chào cậu, tiêu nhất thiếu. Ai ra, tiêu nhất thiếu đại giá quang lâm đến khu chung cư nhỏ này của chúng tôi, thật sự là, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn mọn này. Dịch thừa hồng được sủng ái mà lo sợ, một mặt liên tục xoay người, một mặt liếc xéo ánh mắt về phía cơ khinh xa, hướng cơ khinh xa cầu viện. Thật ra cho tới bây giờ, dịch thừa hồng vẫn không biết vị tiêu nhất thiếu này là thần thánh phương nào, từ nhưng lời cơ khinh xa mới vừa nói, ông ta đấp nghe được rõ ràng, có vẻ cơ tổng có việc cần nhờ tiêu nhất thiếu. Điều này thực sự là tốt rồi. Năng lực của cơ khinh xa ở kinh thành, dịch thừa hồng không biết rõ ràng, nhưng cũng biết đại khái. Ví dụ như ảnh ông ta chụp cùng với bảy vị lãnh đạo quốc gia tuyên dương ở khắp nơi kia, đối với dịch thừa hồng mà nói, cũng là một vốn liếng rất lớn. Không những là thể hiện thực lực mếm, cũng là thể diện của dịch thừa hồng ở trong hội bàn bè. Trong hội này chỉ ít có ba người, cũng là cùng một tuyến với cơ khinh xa. Dịch thừa hồng tận mắt thấy, ba vị lãnh đạo quốc gia đó đều ngồi cùng chỗ cơ khinh xa. Audio điện tử võ tấn bền. Sự tranh lệch trong này rốt cuộc lớn bao nhiêu, phàm là người có đầu óc đều có thể phân biệt được. Cơ khinh sa mỉm cười nói. Chủ tịch dịch, hôm nay tiêu nhất thiếu đến xem nhà, bảo người của ông giải tán đi, nên làm gì thì làm. Nhiều người vây quanh như vậy, không được tự nhiên. À, vâng vâng, cơ tổng nói đúng, mọi người, tiểu mẫn, lập tức bảo mọi người giải tán, vây quanh đây làm gì. Xem Tây Dương cảnh ưu mau giải tán giải tán dịch thừa hồng quơ bàn tay to núp ních liên tiếp chỉ đạo phó tổng giám đốc mẫn vội vàng chấp hành mệnh lệnh của ông chủ lớn nhất thiếu hay là chọn một căn ở bên hồ đi tầng thấp một chút có thể nhìn phong cảnh ở gần cơ khinh xa rất chân thành với vai trò người tham mưu được vậy đi xem nhà đi người kia nhanh lái xe của tôi qua đây lần này đến tiểu mẫn cũng bị lược bỏ trực tiếp chính là người kia. Xem ra từ nay về sau, tên hiệu của Phó Tổng Giám Đốc Mẫn ở hãn hải hào môn sẽ không thể nào vang dội được rồi. Cái người kia, vốn dĩ khách hàng đi xem nhà trong khu sẽ đi bằng xe điện, vừa yên tĩnh, lại bảo vệ môi trường. Tuy nhiên bây giờ tự nhiên ai cũng sẽ không nhắc tới việc này. Cái người kia cầm trong tay chìa khóa chiếc xe Mercedes-Benz, vội vã chạy ra lái xe đi. Tiêu phàm khoát tay áo nói. Chủ tịch dịch, đi qua đi, tiện đường xem bố cục khu. Dù sao cũng không xa. a à, được, được. Dịch thừa hồng đáp liên thanh, ánh mắt liếc nhìn chầm chầm cơ khinh xa. Tự nhiên hy vọng từ chỗ cơ khinh xa sẽ có được một chút chỉ thị. Dù sao trong tình huống mình chẳng hay biết gì, dịch thừa hồng sợ mình không nghĩ kỹ mã đắc tội với quý nhân. Dịch thừa hồng nhìn qua có chút, ngốc nghếch thô kịch. Trên thực tế đầu óc chuyển biến hơi chậm, ông ta nếu như thật là một kẻ ngốc, thì tuyệt đối sẽ không thể có được thành tựu và địa vị như ngày hôm nay. Tiêu Nhất Hiếu Đây là tên cơ khinh xa xưng hô với Tiêu Phàm. Theo điểm này có thể kết luận, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải con cháu nhà giàu bình thường. Trong cả thành phố thủ đô, không một con cháu nhà giàu nào được cơ khinh xa xưng hô như vậy. Về cơ bản dịch thừa hồng có thể kết luận, lai lịch con ông cháu cha của Tiêu Phàm không nhỏ. Chỉ có con cháu nhà quyền quý chân chính, mới xứng để cơ khinh xa xưng hô là nhất thiếu. Cơ khinh xa cười thản nhiên với cầu viện của dịch thừa hồng, không có phản ứng gì. Có một số việc, dịch thừa hồng chỉ cần biết sơ sơ, hoặc là không cần quan tâm sâu thì tốt hơn. Loại người như tiêu phàm, cũng không phải ai cũng có thể là bạn bè với hắn. Và cái người kia vội vội vàng vàng mở cửa xe Mercedes, lại phát hiện bọn tiêu phàm đã đi bộ mất rồi, đi về phía trước. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn không trần trừ do dự, quay người lại chạy chậm chậm theo. Hôm nay không ngờ lại đắc tội với khách quý của dịch thừa hồng. Bất kể như thế nào đều phải nghĩ cách bù đắp lại một chút, bằng không tự chuốc lấy phiền toái lớn thật sự rồi. Kỳ thật phó tổng giám đốc mẫn là điển hình của suy bụng ta ra bụng người. Anh ta là loại người tính cách bụng dạ hẹp hòi, nên cho rằng trong thiên hạ tất cả mọi người đều là bình thường. Kỳ thật giống như anh ta vậy, làm sao có thể khiến cho tiêu nhất thiếu lướt nhìn anh ta chứ? người phụ trách bộ phận bán nhà đưa cho tiêu phàm một bộ bìa cứng bản mẫu nhà. Ngay tại bên cạnh hồ, tòa nhà thang máy hơn 30 tầng, nhà đẹp hạng sang đều nằm ở lầu 16. Nói như vậy, người chọn mua toàn nhà thang máy, đều thích tầng 10 trở lên. Tầm nhìn rộng rãi, không khí nhẹ nhàng, khoan khoái. Nhưng cơ khinh xa đề nghị tiêu phàm là chọn tầng thấp thôi. Trong hoàn cảnh đó, tự nhiên chỉ có cô và tiêu phàm nắm chắc tâm lý. Tầng cao quá, khi gặp tình huống khẩn cấp, rất bất lợi khi thoát ra. Độ cao như tầng 3 tầng 4, theo khả năng của cơ khinh sa, không cần bất kỳ dụng cụ gì, thả người xuống cũng sẽ không có vấn đề gì. Biết trước Tiêu Phàm cũng giống như vậy. Từ lúc Tiêu Phàm lần đầu tiên xuất hiện tại trường đấu chó, cơ khinh sa cũng tự nhiên gặp mặt Tiêu Phàm như vậy. Lại trước sau luôn có một loại ý tứ ngắm hoa trong xương, nhìn mông lung, không rõ ràng. Trên người Tiêu Phàm được nâng đỡ bởi một thế lực rất lớn. Đương nhiên nếu như không phải một thầy tướng cực kỳ cao minh, thì loại lực che đậy thiên cơ như vậy căn bản sẽ không cảm thấy được. Người có chút tinh thông tướng thuật, chỉ có thể suy đoán có lực che đậy thiên cơ quấy nhiễu. Chỉ có thể suy đoán ra kết quả sai, lại không rõ lý do vì sao che đậy thiên cơ. Mà dưới góc độ võ thuật mà nói, lại cũng là mơ mơ hồ hồ. Cơ khinh xa không thể cảm giám được võ thuật của tiêu phàm rốt cuộc thâm hậu tới cỡ nào. Phạm nhạc cũng có cảm nhận như vậy. Người này, cậu nói hắn không biết võ công không ai nghi ngờ nhưng người nói võ công của hắn thâm hậu khôn lường dường như cũng không có người nghi ngờ tiêu phàm hoặc là trói gà không chặt hoặc là một đại cao thủ võ lâm tình huống này trước kia cơ khinh xa chưa bao giờ gặp phải ơzer lena khá hưng phấn không ở trong phòng mà đi tới đi lui chật chật tán thưởng căn phòng cô thuê tất nhiên khác xa căn nhà đẹp như tranh trên bản mẫu của hãn hải hào môn khó trách giá nhà cao như vậy cũng vẫn có vô số người lao vào đây giống như con thiêu thân gia nhập đội quân mua nhà một căn nhà thật hoàn mỹ quả thật có thể làm cho người ta thật sự suy gờ sứ su ig từ trong tim người nước hoa từ xưa rất chú trọng cảm giác của nhà có nhà còn có động lực có nhà còn tất cả hy vọng lần này tiêu phàm không có tiếp khách cơ khinh xa cũng không có tiếp hai người đứng ở trên ban công dựa vào lan can trông về phía xa nhìn toàn bộ phong cảnh của hãn hải hòa môn. Phạm Nhạc đứng ở ban công lối vào, vô tình hay cố ý ngăn những người khác ở bên ngoài. Tiêu nhất thiếu, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cơ khinh xa nhẹ nhàng nói. Cô nàng da trắng người Nga, anh tính khi nào thì động phòng đây. Tiêu Phạm quay đầu nhìn sang, thản nhiên nói. Cơ tổng, ý cô là gì? Cơ khinh xa cười cười nói. Trụ cột của quán ba tinh nữ, nữ hoàng hộp đêm, nhưng cũng có là cô gái có câu chuyện nghe nói tiêu nhất thiếu vì cô ấy hai lần ra oai giận dữ giáo huấn cho diệp đại thiếu và uông tam thiếu một trận nếu muốn tìm tiêu phàm thương lượng tất có đều có liên quan tiêu phàm cơ khinh xa tự nhiên phải cố gắng biết thêm nhiều một chút tiêu nhất thiếu hai lần phát huy ở quán rượu vì ơ dơ lê na đó cũng không phải là bí mật gì sớm danh chấn kinh sư muốn nghe những tình huống này cũng không khó chút nào cặp mắt của tiêu phàm hơi híp lại một chút nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Cơ khinh xa không lùi bước chút nào, nhìn thẳng hai mắt hắn, chậm rãi nói. Cô nàng da trắng người Nga này rất được, tôi mà là đàn ông, tôi cũng nguyện vì cô ấy mà ra tay. Nhưng nếu tiêu nhất thiếu đã ra tay, tôi đề nghị, thu nhận càng sớm càng tốt hơn. Về danh phận, cũng làm người khác bớt nhớ thương. Hai hàng lông mày của Lena gọn gàng, cổ thẳng vai hẹp, đường mông cong tuyệt đẹp lưu loát, giọng nói trong trẻo, tất cả đều là biểu hiện của một đóa hoa khuê các. Cái này không thể lừa được cơ khinh xa một đại gia như vậy. Rõ ràng tiêu phàm đã dẫn theo Azelena ở bên người. Azelena lại vẫn trước sau duy trì thân xử nữ. Cơ khinh xa hơi khó hiểu. Cô chưa từng gặp Tân Lâm, chỉ có nghe Uyển Thiên Thiên nhắc tới. Truyền nhân chính thống của thất diệu cung lại làm, nhà hoàn bên người, tiêu phàm, dù kiến thức cơ khinh xa rộng rãi, cũng có cảm giác vô cùng cây ếch yêu ta ép sợ nhưng mà càng như vậy cơ khinh xa càng khó có thể phân giải tiêu phàm này một người đàn ông hấp dẫn cơ tổng đây là việc riêng của tôi một lát sau tiêu phàm bình tĩnh nói thật có lỗi tiêu nhất thiếu người xưa có câu nói rất hay người không biết không có tội kính xin tiêu nhất thiếu đại nhân lượng thứ oan gia nên giải không nên kết cơ khinh xa cười nhạt nói rõ ràng là lời nói cầu cạnh từ miệng cô ta lại có thể nói ra được tự nhiên như thế, êm tai tới mức, giống như hai người bạn đang nói chuyện bình thường. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cơ tổng, việc kinh doanh của trường đấu chó chỉnh đốn một tuần, có thể tiếp tục kinh doanh. Cảm ơn. Cơ khinh xa cũng thản nhiên đáp một câu. Chuyện kinh doanh của trường đấu chó, bây giờ cơ khinh xa không để tâm đến. Trên ban công lại im lặng. Dịch thừa hồng xem phòng cùng ơ dơ lê nhưng từng giây từng phút đều chú ý đến động tĩnh trên ban công. Cô gái Tây ngoại quốc này cũng thật là thần kinh không ổn định, một mình phấn chấn xem phòng, hoàn toàn bỏ qua bạn trai một bên. Kỳ thật Azelena còn chú ý tới động tĩnh trên ban công hơn cả Dịch Thừa Hồng. Chỉ có điều Dịch Thừa Hồng không phát hiện ra được thôi. Nhất Thiếu, đoạn khổng tước tuổi trẻ không hiểu chuyện nên dạy dỗ một chút. Mấy năm trước, Đoạn Thất Tinh đã giúp tôi một chuyện. Đoạn Thất Tinh này cũng không tệ lắm, chính là quản giáo đứa nhỏ không được tốt. Một lát Cơ khinh xa nhẹ nhàng nói ra, giọng có vẻ hơi khàn khan, nói ra không được hấp dẫn lắm. Cơ tổng, nhờ cô chuyển lời tới đoạn thất tinh, 7 ngày sau, ông ta phải tự mình đến đón đoạn khổng tước trở về. Tiêu phàm chậm rãi nói, thân sắc bình thản. Một nụ cười thản nhiên, tự nhiên rộn ràng nở ra trên mặt cơ khinh xa. chương 152, cầu viện xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Tứ hợp viện cổ xưa, sức sống giạt rào, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng nói cười. Tiêu Trạm đưa vợ về thăm ông cụ ở tứ hợp viện. Tinh thần ông cụ tốt lắm, sức khỏe cũng tốt lắm. Từ trận bệnh nặng trước, hơn nửa năm rồi, đến cảm cúm ông cụ cũng chưa từng bị. Y tá Trương cũng nhàn hẳn. Tâm tình của Tiêu Trạm cũng khá hơn. Sau khi ông cụ xuất viện, thái độ khác thường, bắt đầu chú ý nhiều hơn đến bộ chính trị. Tình hình bây giờ khác một trời một vực so với trước khi ông cụ về hưu. Sau khi ông cụ hoàn toàn rút lui, cố ý thờ ơ với diễn đàn chính trị, không phải sự việc lớn đặc biệt, bình thường không nhắc tới. Dựa theo lời nói của ông cụ, chính là người già rồi, yên tâm dưỡng lão, không cần quan ngại đến ai. Theo ý của người khác mà nói, đây cũng là một cách để thế hệ sau rèn luyện và tin tưởng. Ông cụ hy vọng thế hệ sau có thể mau chóng lớn lên, tự mình tạo dựng một mảnh trời riêng. Hệ phái chính trị lớn dựa vào lão tiêu làm trụ cột, đã từng bước là lớn mạnh nhưng mà lần này ông cụ dường như thay đổi sách lược mặc dù tiêu chạm còn có chút không hiểu vì sao thái độ của ông cụ lại thay đổi như vậy nhưng khẳng định được một điều một khi ông cụ tự mình ra trận áp lực của ông ta liền được hóa giải rất nhiều dù sao uy danh của ông cụ vẫn còn đó không có ai có thể lay động đến gần giữa trưa ánh mặt trời ấm áp người trong nhà ngồi quanh cây đại thụ dưới sân vừa nói vừa cười tiêu thiên lớn tiếng nói ông nội mai còn phải đi trình diện ở thôn hồng sơn làm bí thư tri bộ thôn ông cụ hơi nghĩnh ngáng người trong nhà và nhân viên nói chuyện với ông cụ đều không phải tăng âm lượng nghĩ thông suốt rồi hả mặt ông cụ ửng hồng hỏi ánh mắt nhìn về phía cháu nội tràn đầy sự hiền lành tiêu thiên gật gật đầu nói vâng đúng vậy ông nội tuy nhiên không phải tự cháu nghĩ ra mà là bị anh cả ép đấy ạ à. anh ấy muốn đuổi cháu ra khỏi thủ đô giản tú hoa vội cười nói thằng bé này nói linh tinh gì thế anh của con sao có thể ép con chứ tiêu thiên vẫn nóng tính như vậy nói chuyện không biết cân nhắc giản tú hoa hơi sốt ruột sợ ông cụ trách tội tiêu phàm áp lực mới tốt người trẻ tuổi chính là có áp lực mới có động lực ông cụ khoát tay cười ha hả nói tiêu phàm nhiệm vụ này hoàn thành cũng không tồi ông khá khen cho cháu tiêu phàm mỉm cười nói ông nội Tương lai Tiêu Thiên chỉ cần đường đường chính chính, sẽ là thiên lý mã của lão Tiêu gia chúng ta. Là nó ư? Không đợi ông nội mở miệng, Tiêu Trạm liền hừ, một tiếng khinh thường. Nói thật, bộ trưởng Tiêu không tin tưởng tiểu tử này lắm. Ngược lại cách nhìn nhận Tiêu Phàm đã có thay đổi rất lớn. Dù sao mỗi lời Tiêu Phàm nói ra đều có thể thực hiện. Hắn nói có thể chữa được bệnh cho ông cụ, liền trị được. Nói sẽ giải quyết xong chuyện của Lục Hồng, liền làm xong nói muốn thuyết phục tiêu thiên đi làm việc ở thôn hồng sơn trong vòng một tháng bây giờ không đến một tháng tiêu thiên liền ngoan ngoãn đồng ý đi thôn hồng sơn xem ra trước kia đúng là mình có chút thành kiến với tiêu phàm rồi tiêu phàm cứ việc học đạo lại vẫn là trưởng tôn tiêu ra thông minh tài trí nhìn thái độ khinh thường của cha khiến tiêu thiên bị ký bản quyền tê ý bản quyền ngạnh cổ nói cha cha cũng chớ xem thường con con không đi thì thôi con đã đi rồi thì nhất định sẽ làm nên chuyện. Tiêu nhị thiếu là một tính cách không chịu thua. Tiêu chạm cười lạnh nói. Ta không phải xem thường con, con cho là về cơ sở công tác dễ dàng như vậy sao? Con muốn làm việc lớn, đầu tiên phải sửa cái tính cách này của con đi đã, sửa cái tất xấu nã pháo lung tung vào người khác. Làm việc ở cơ sở, không chỉ có quyết đoán, còn phải biết đoàn kết đồng chí, đồng tâm hiệp lực, cùng hướng về một chỗ, như vậy mới phát huy được tài năng. Mở miệng là giáo huấn Tiêu Thiên, càng nói càng thành dậy bảo rồi. Nói cho cùng, Tiêu Thiên cũng là con trai ruột của ông, làm gì có cha nào không yêu thương con ruột của mình. Bây giờ Tiêu Thiên rốt cục đồng ý về công tác ở cơ sở, đây chính là mở đầu tốt đẹp. Tiêu Trạm hy vọng Tiêu Thiên từ nay về sau thay đổi, nhận thức được thực sự làm người, làm việc chăm chỉ. Chỉ cần Tiêu Thiên không chịu thua kém, có lão Tiêu gia làm hậu thuẫn hùng mạnh, không sợ tương lai không có sân khấu lớn tiêu phàm mỉm cười nói cha vấn đề đoàn kết đồng chí con tin tiêu thiên có thể làm tốt công việc ở xã thị trấn và thành phố vẫn có khác nhau đấy ạ à. tiêu thiên sẽ biết làm thế nào để nắm được đầu óc của tiêu thiên tuyệt đối nhanh nhạy chỉ cần cậu ấy một lòng làm việc đường đi trong trốn quan trường này có thể nắm bắt rất nhanh làm đại ca trong hội con ông cháu cha ở thủ đô tiêu thiên tính cách trưởng nghĩa lại rất chịu chơi cán bộ thị trấn rất hoan nghênh đợi tiêu thiên đến huyện nhận công tác rồi lịch làm việc cũng không thay đổi nhiều tự nhiên hiểu được sẽ thích nghi với hoàn cảnh mới quy tắc mới điều này tiêu trạm cũng không phản đối sự thích của con ông cháu cha ở thủ đô có liên quan đến tiêu thiên bộ trưởng tiêu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả tự nhiên có người báo cáo với ông thân là bộ trưởng cấp cao là tiên phong của thế hệ đời hai tiêu gia con đường tin tức của tiêu trạm không thể bế tắc như vậy tiêu thiên nếu muốn đi công tác ở thôn Hồng Sơn, vậy phải chuẩn bị tâm lý cắm dễ ở cơ sở. Cháu đi thôn Hồng Sơn, không phải đi đến mỏ vàng, điều này cháu nhất định phải chú ý. Trước kia ông công tác ở tỉnh Giang Hán, còn có một đồng nghiệp là Lưu Lý, nhưng cháu nhất định phải tự mình giải quyết vấn đề, không được gặp một chút khó khăn liền gọi người đến hỗ trợ. Đó là cách giải quyết tồi tệ nhất, phải động não, tự mình nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Tự mình nghĩ ra cách phát triển kinh tế thôn Hồng Sơn, hiểu chưa? Vâng, cháu sẽ không đi nhờ người khác đâu." Tiêu Thiên đáp, giọng điệu hơi cứng rắn. "Tiêu Thiên, phát triển kinh tế là một phương diện, cũng cần coi trọng xây dựng văn hóa tinh thần. Hồng Sơn là quê hương của chúng ta, cũng là vùng giải phóng cách mạng cũ. Truyền thống cách mạng ưu tú không thể mất, không nên chỉ một lòng một dạ kiếm tiền. Bây giờ có rất nhiều nơi có một hiện tượng kỳ lạ, tiền lời từ buôn bán, tư tưởng đạo đức đã không có." Ai lo việc người ấy, ích kỳ lạnh lùng, thậm chí chỉ chăm chăm tìm cách hại người. Loại tình huống này phải đặc biệt chú ý, phải liên thủ xây dựng văn minh tinh thờ và xây dựng văn minh vật chất, hai bên đều phải cứng rắn mạnh mẽ. Ông cụ chậm rãi nói, thân sắc tương đối nghiêm túc. Vâng, ông nội, cháu nhớ kỹ rồi. Ở trước mặt ông nội, Tiêu Thiên không dám giảm mồm, ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Tiêu Phàm cười nói, Tiêu Thiên, Cầu việc người khác và kết nối công việc bình thường là hai việc khác nhau, đừng nên nhập làm một. Cần báo cáo, phải đúng lúc. Cần xin chỉ thị cũng phải đúng lúc. Lời này cũng là thay mặt Tiêu Trạm nói. Có mấy lời Bộ trưởng Tiêu không thể nói rõ ràng. Tiêu Thiên nếu như rất bướng bỉnh, thật sự không liên hệ với đồng nghiệp cũ của Tiêu Trạm, vấn đề đã có thể không đơn giản. Làm không tốt sẽ bị hiểu lầm là lão Tiêu ra có ý kiến với bọn họ. Không chỉ đơn giản là chuyện riêng của Tiêu Thiên như vậy trong ngóc ngách trốn quan trường người bình thường thật đúng là không thể biết được thường xuyên đi làm phiền người khác cũng không tốt hoàn toàn không tìm tới cũng không được mấu chốt là nằm ở chỗ đó ví dụ như nghiêm khắc chỉnh đốn việc ngừng kinh doanh của trường nuôi chó tiêu phàm liền thông qua lục hồng gọi điện thoại cho ban ngành tương quan lục hồng đáp ứng rất sảng khoái đến nguyên nhân cũng chưa hỏi một câu trong mắt một nhân vật lớn như lục hồng khiến trường nuôi chó của bãi Mộc Lan ngừng kinh doanh để chỉnh đốn thì phải cần lý do sao? Bây giờ, tiêu phàm dường như đã trở thành cầu nối giữa lục hồng và tiêu trạm. Ngay cả việc, riêng tư, như vậy cũng bại lộ trước mặt tiêu phàm. Sau này lục hồng cứ coi như là không thể trở thành đồng minh trung thành nhất của lão tiêu gia, ít nhất cũng không trở thành kẻ thù. Tiêu trạm liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái, chậm rãi gật đầu. Kỳ thật con cháu của nhà lão tiêu, chỉ cần có ý muốn làm quan, thật đúng là không ai là đèn cạn dầu. Tiêu phàm nhìn giống như là một hoàng lão thuật một lòng một dạng nghiên cứu, đạo lý, trong quan trường hiểu biết rất nhiều, cũng biết rất rõ ràng. Đúng lúc đó, điện thoại của tiêu phàm bỗng vang lên. Là tiểu quế tử gọi tới. Tiêu phàm đứng dậy đi sang một bên, nhấn nút trả lời. Tiểu quế tử. Anh cả, không xong rồi, cha em không xong rồi. Điện thoại vừa mới mở, liền truyền đến giọng thở hổn hển của tiểu quế tử. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm hơi nhăn lại nói: "Tiểu Quế tử, đừng hoảng hốt, có việc gì, không cần hoảng." Tiểu Quế tử nuốt từng ngụm nước, cố tự trấn an rồi mới lên tiếng: "Là như này, lão đại, hôm nay người ở bộ tới tìm cha em nói chuyện, có khả năng điều ông ấy đi làm việc trong bộ. Chuyện này mà, trước đó vài ngày đã sớm nghe phong thanh rồi, không ngờ lại nhanh như vậy đã biến thành sự thật rồi, lão đại, như vậy không được." lão ra đi bộ, chỉ định sẽ đứng sang bên cạnh đấy. Nghe nói là đi làm phó cục trưởng của cục 3, phân công vẫn chưa quyết định, không chừng sẽ không có cái gì tốt đẹp đến với ông ấy. Bây giờ cha của tiểu quế tử đang làm phó cục trưởng, phó bí thư cục quản lý trị an ở thủ đô. Chính là cán bộ cấp cục, với tư cách của ông ở thành phố, có máu mặt, thể diện lớn. Bây giờ nếu điều đến công tác ở bộ phận khác, chỉ sợ tình hình thật sự sẽ giống như tiểu quế tử nói, đứng sang bên cạnh. Tiểu Quế Tử, cán bộ điều động công việc, từ trước đến nay phải phục tùng sự bố trí của tổ chức. Chú Quế làm việc ở cục thành phố thời gian tương đối dài, điều động một chút cũng là rất bình thường. Tiêu Phàm nói không vội vàng, không hấp tấp. Không phải như thế, lão đại, đúng đúng, hai, tôi nói thẳng nhé, khả năng có người muốn hại ông ấy. Anh cũng biết đấy, điều động ông ấy đi công tác lúc này, bên trong có âm mưu gì. Tiểu Quế Tử lại trở nên hồn hền. Gần đây quả thật có một hiện tượng như vậy, nếu như xét từ góc độ nào đó cán bộ lãnh đạo quyền cao chức trọng để có thể bài trừ trở ngại, thuận lợi điều tra lấy chứng nhận, bình thường sẽ trước tiên điều chỉnh chức vụ cho vị lãnh đạo đó, bắt đầu rời đơn vị, lúc này mới xuống tay. Đương nhiên, khả năng này chỉ là suy đoán của tiểu Quế tử, có lẽ chỉ là một lần điều chỉnh nhân sự bình thường thôi. Luân chuyển cán bộ trong nội bộ lãnh đạo bộ công an là chuyện bình thường tuy nhiên nếu như quế thanh thu thật sự đã bị gạt ra ngoài tiểu quế tử cũng đã rất khó chịu cậu ta sở dĩ có vị trí không nhỏ trong hội con ông cháu cha ở thủ đô mấu chốt là ở chỗ người thực sự cầm quyền lại có một số việc đám con ông cháu cha bình thường phải tìm đến quế thanh thu nhờ ông ta giúp đỡ lúc đó tiểu quế tử vội vàng gọi điện cho tiêu phàm tự nhiên hy vọng vào phút chót lão tiêu ra có thể giúp một tay ừ tôi biết rồi tiêu phàm thản nhiên nói lập tức tắt điện thoại. chương 153, con mắt tinh tường. Trở lại bên cạnh chiếc bàn nhỏ bên dưới cây đại thụ, giản tú hoa quan tâm hỏi. Tiểu phàm, điện thoại của ai vậy? Vừa mới loáng thoáng nghe được tiêu phàm trong điện thoại nói đến điều động cán bộ, lại nhắc đến chú Quế, dường như là việc cấp bách. Tiêu chạm đối với những việc như vậy tương đối mẫn cảm, chỉ là ông trước nay đều rất ít nói chuyện với hai đứa con trai, giản tú hoa khéo hiểu lòng người, liền giúp chồng hỏi một câu tiêu phàm nói là con trai của phó cục trưởng quế quế thanh thu cậu ta trong điện thoại nói đồng chí trong bộ tìm phó cục trưởng quế nói chuyện khả năng trên công việc có biến động muốn điều chú quế đi làm trong bộ tạm thời vẫn chưa có sắp xếp chức vụ chính xác có khả năng giảm đi uy thế quyền lực sắc mặt của tiêu trạm liền trầm xuống giản tú hoa kinh ngạc nói con của quế thanh thu gọi điện cho con nói cái này ư ừ. cũng khó trách giản tú hoa giật mình bà biết quế thanh thu là phó cục trưởng cục thành phố Bắc Kinh, nói ra cũng là con cháu đời thứ hai nhà hào môn. Cha của Quế Thanh Thu và ông ngoại của Tiêu Phàm từng là cộng sự một thời gian, xem như là có mấy phần giao tình. Thế nhưng hai ông cụ đều đã qua đời, giản gia và Quế gia cũng không có lui tới nhiều nữa. Con cháu của hai nhà kết giao, thật ra tương đối bình thường, con cháu quý tộc trong thành Bắc Kinh này, đều hình thành từng vòng tròn nhỏ hẹp. Chỉ có điều Quế Thanh Thu phải điều động công việc, con trai ông ta vội vội vàng vàng gọi điện cho tiêu phàm, giản tú hoa nghĩ tới, chuyện như vậy, thực tế không liên quan gì đến tiêu phàm. Một phó trưởng phòng nhàn rỗi quản lý cục tôn giáo có thể quản được chuyện như thế này sao? Tiêu chạm xa sầm mặt nói. Tiêu phàm, an tâm làm tốt chức vụ công việc của anh đi, việc như thế này, đừng hàm hồ tham dự. Không hề nghi ngờ, tiêu chạm cho rằng cuộc điện thoại này là ý của Quế Thanh Thu cho con trai ông ta gọi điện cho tiêu phàm, muốn thông qua tiêu phàm, cầu viện lão tiêu ra. Thế nhưng chuyện lớn như vậy, Quế Thanh Thu không tự mình đến cửa nhờ cậy, lại dùng phương thức quanh con này để, khéo léo, biểu đạt, không tránh khỏi trẻ con quá mức. Tiêu Trạm là người cực kỳ mẫu mực, coi trọng quy củ, không hoan nghênh cách làm này. Quế Thanh Thu xem lão tiêu ra là cái gì, ai cũng có thể điều khiển sao. Tiêu phàm cười cười, nói, Cha, việc này cha không cần phải lo lắng, để con giải quyết. Con ư tiêu chạm không khỏi ngẩn ra. Vâng, tiêu phàm cũng không nhiều lời. Tiêu thiên ngắt lời nói. Anh không phải chứ, chuyện như thế này, anh cũng có cách ư. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, cậu biết rằng anh trai có bản lĩnh, xử lý diệp đại thiếu, uông nhị, uông tam giống như chơi đùa vậy, nuôi một con mèo đều có thể đem chó ngao tây tạng dọa chết cây ếch yêu ta ép, quả thật là uy phong lẫm liệt, dung trời chuyển đất. Thế nhưng phạm vi đó là không giống nhau cha của Tiểu Quế tử chính thức là phó cục trưởng cục thành phố Bắc Kinh, cán bộ cấp cục. Loại sắp xếp nhân sự tầng cấp này, cho dù là Tiêu Phàm cũng không thể trực tiếp can dự, nhất định phải thông qua một loạt các hành động mới có thể có ảnh hưởng. Hiện tại Tiêu Phàm lại nói để hắn tự đến giải quyết, không khỏi làm cho người khác cảm thấy có chút không dám tin. Bởi vì Tiêu Phàm nói, giải quyết tỏ vẻ rất chắc chắn. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói: Bất cứ chuyện gì trên thế gian đều có thể tìm ra đường giải quyết, mấu chốt chính là xem ta có thể tìm được cách giải quyết chính xác hay không. Tiêu Thiên cười nói, anh, anh cũng quá huyền bí rồi, hay là lộ một chút cơ mật đi. Tiêu Trạm cũng rất chú ý nhìn sang, thực lòng mà nói Tiêu Trạm hiện tại đối với hết thảy của Tiêu Phàm càng ngày càng có hứng thú rồi. Chẳng qua với tính cách nghiêm túc của ông, vẫn còn muốn bày ra bộ dạng của người cha, có những lời lại không tiện thốt ra hỏi han. Tiêu Phàm cười nói, Tiêu Thiên, có những việc chỉ có thể làm, không thể nói. Bây giờ nói rồi thì sẽ không linh nữa. Tiêu Thiên gãi đầu, tiêu Trạm sắc mặt lại là trầm xuống. Trong mắt ông, Tiêu Phàm đây chính là cố ra vẻ thần bí, vẫn là một bộ dạng thần thần quỷ quỷ. Đây là nơi khó buông xuống nhất trong lòng Tiêu Trạm, chỉ cần nghĩ đến công việc của Tiêu Phàm, trong lòng Tiêu Trạm liền không khỏi nhức nhối. Quan điểm nhân sinh, quan điểm tốt xấu, tuyệt đối không thể thay đổi dễ dàng như vậy tiêu phàm liếc mắt nhìn cha một cái muốn nói lại thôi tiêu chạm hừ một tiếng nói có lời cứ nói tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút thận trọng nói cha trong khoảng thời gian này tinh thần ông nội sung sức rất nhiều chuyện đích thân đi xử lý con có ý kiến nói đi tiêu phàm lại hướng về ông cụ nói ông nội ông xem có phải nên mời bác diệp trở về hay không người gọi là bác diệp chính là diệp khí vân trợ thủ đắc lực do ông nội tiêu phàm một tay cất nhắc, trước mắt là bí thư tỉnh ủy của tỉnh nào đó. Giống như tiêu Trạm, là lực lượng trung thành của gia tộc tiêu gia. Bố cục tổng thể hiện nay của gia tộc tiêu gia là người phát ngôn lớn tầng cao nhất, lực lượng trung thành lại là một nhóm quan cấp cao câu tỉnh bộ hơn 50 tuổi như tiêu chạm, diệp khí vân, cộng thêm một số lực lượng bên ngoài. Người đứng đầu bởi vì liên quan tới thân phận, một số chuyện không tiện đích thân ra mặt, thông thường đều là do tiêu Trạm đi phụ trách giao lưu thương lượng. Thế nhưng tính cách của tiêu chạm quá mức cứng rắn, có những việc xử lý không phải đặc biệt tốt hết mức có thể. Lại bởi vì thân phận của ông đặc thù, là con trai ruột của ông cụ đứng đầu tiêu ra, những đồng chí khác trong đại bang phái, có những lời cũng không tiện nói một cách rõ ràng. Vị trí mấu chốt này, thực sự vô cùng quan trọng. Ông cụ khóe miệng hiện lên ý cười, có hứng thú hỏi. Tại sao phải mời bác Diệp của cháu trở về? Trong mắt toát ra thần sắc cổ vũ. Tiêu phàm nói. Cháu là suy nghĩ như thế này, cha cháu làm việc ở trung ương thời gian cũng tương đối dài rồi, chỉ bằng đổi một chút với bác Diệp. Hiện tại một số chính sách mới của trung ương, các nơi đều đang làm thử nghiệm, làm rất tốt, là kinh nghiệm tiên tiến mang tính cho toàn quốc. Lời này nói khá hàm súc, thế nhưng lại rất rõ ràng. Nếu như hiện tại ông cụ đã đích thân quan tâm đến rất nhiều chuyện, thế thì địa vị, người phát ngôn của tiêu chạm này lại không phải là cực kỳ quan trọng nữa. Hơn nữa, ý của ông cụ trực tiếp do Tiêu Trạm truyền đạt đi ra ngoài. Tính cách của Diệp Khí Vân nhu hòa hơn so với Tiêu Trạm, thủ đoạn thành thục lão luyện, để ông ta tiến vào Bắc Kinh tiếp nhận thay địa vị hiện tại của Tiêu Trạm, so với Tiêu Trạm càng thích hợp hơn. Tiêu Trạm ngồi vị trí quan trọng ở Trung ương khá lâu, đắc tội với người khác quá nhiều, không bằng đi ra ngoài nơi khác, trực tiếp nắm một tỉnh. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa, nội trong một tỉnh, bí thư tỉnh ủy chính là số một. Tính cách Tiêu Trạm có chút cứng rắn cũng chỉ có thể là người khác đến thích ứng với ông, không phải là ông đi thích nghi với người khác. Loại tính cách cứng rắn này, ở địa phương càng dễ dàng thi triển, cũng càng dễ dàng thêm thành tích, đắc tội người khác sẽ giảm đi nhiều. Tiêu phàm đây là đề nghị cha, ra ngoài, tránh đầu gió, chuyên tâm quản lý tốt một tình, lời nói càng có trọng lượng. Trước đây sức khỏe của ông cụ không tốt, tiêu trạm không thể tùy tiện rời thành Bắc Kinh, hiện giờ tình hình đã thay đổi, sách lược hiển nhiên cũng phải thay đổi tiêu chạm hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên ông cụ đang ngồi, tiêu chạm không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Ông cụ khe khẽ thở dài, nhìn phía đôi tròng mắt tinh quang lóe ra của tiêu phàm. Tiểu phàm, kỳ thật trong tiêu gia chúng ta, người có tính nhận thức cao nhất chính là cháu. Đáng tiếc rồi. Tiêu chạm, giản tú hoa không khỏi ngơ ngác. Đây là lời tán thưởng cực kỳ cao của ông cụ. Tiêu phàm nếu không phải, xuất gia đi theo con đường làm quan, Tương lai của hắn nhất định không thể đong đếm được. Hiện giờ lại rất khó để quay đầu, thể chế hiện hành và hoàn cảnh xã hội quyết định điểm này. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Ông nội, xin hãy hiểu cho cháu, cháu sẽ tận lực giúp đỡ Tiêu Thiên." Ông cụ gật gật đầu, nói: "Điều này nói cũng rất có lý, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, mới có thể hưng vượng phát đạt. Cháu phát huy tốt có lẽ có thể giúp đỡ cho cha cháu và Tiêu Thiên." "Vâng." Tiêu Phàm gật gật đầu. Giải phóng. Tiêu Trạm vội vàng hướng mặt về phía cha. Con về sau có một số chuyện, có thể giao lưu với Tiểu Phàm nhiều hơn một chút. Sau khi Tiểu Thiên đi Hồng Sơn, con cũng không cần phải luôn xa sầm mặt giáo huấn nó. Nó còn trẻ, bất cứ việc gì đều có một quá trình học tập. Ta hiện tại sức khỏe còn tốt, có thể giúp các con bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Thế nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, có thể giúp các con đến khi nào, ai cũng đều không biết được chỉ có ông trời mới biết. Ông cụ chậm rãi nói, giọng điệu hết sức trịnh trọng. Vâng, tiêu chạm vội vàng gật đầu, thế nhưng trong mắt đều là ý kinh hãi, bất luận thế nào đều khó có thể che giấu. Những lời này của ông cụ hôm nay chẳng khác gì là chính thức mở cửa lớn của tiêu gia cho tiêu phàm, từ nay về sau tiêu phàm không chỉ là cháu đích tôn của ông cụ, con trai của tiêu chạm, mà còn là thành viên quan trọng của tập đoàn gia tộc tiêu gia điều này thật sự là một quyết định trọng đại làm người ta giật mình. Tiêu Thiên tạm thời còn chưa nghĩ được xa như vậy, giống như lời nói của ông cụ, mọi chuyện đều có quá trình học tập. Hôm nay cha đồng ý về sau không thường xuyên xa sầm mặt dân dậy, trong lòng Tiêu Thiên vui như thế, cả người đều cảm thấy thoải mái thư thái rồi. Tiểu Phàm chú ý nắm giữ đúng mực, phải chú ý cực vật tất phản, chín quá hóa nỗ. Ông cụ lại trịnh trọng dặn dò Tiêu Phàm Vâng, ông nội, cháu nhớ kỹ rồi. Tiêu Phàm cũng rất trịnh trọng mà đáp. Buổi trưa liền ở lại tứ hợp viện cùng ăn cơm trưa với ông cụ. Sau khi cơm nước xong, Giản Tú Hoa gọi Tiêu Phàm qua một bên, muốn nói lại thôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Mẹ, có lời gì, mẹ cứ hỏi đi. Giản Tú Hoa do dự một lát, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Phàm, mẹ sao lại nghe tin con và một cô gái người nước ngoài ở cùng nhau? Cô gái đó còn là ca hát ở hộp đêm. Tiêu Phàm hơi có chút bất ngờ, không ngờ chuyện liên quan đến Lena đã chuyển đến tai mẹ. Thấy Tiêu Phàm không lên tiếng, Giản Tú Hoa càng thêm lo lắng, nói. Tiểu Phàm, mẹ nói rõ với con thái độ của mẹ nhé, chuyện này tuyệt đối không được. Nhà Tiêu ra, Giản ra chúng ta, với người bình thường không giống nhau, lấy một cô gái người nước ngoài về, vậy không được. Càng không cần phải nói đến làm việc ở cái nơi đó, tuyệt đối không được. Tiêu Phàm cười nói. Mẹ, mẹ yên tâm đi, trong lòng con tự hiểu rõ giản tú hoa lại rõ ràng không yên tâm nói tiểu phàm mẹ biết con rất thông minh vừa rồi ông nội đều khen ngợi con rồi thế nhưng con vẫn còn trẻ người trẻ tuổi ư trước những chuyện như thế này rất khó nắm chắc cái này mẹ biết con gấp rút cắt đứt với cô gái ngoại quốc kia đừng dây dưa không dứt nữa truyền ra ngoài thật không tốt đúng không lại thêm con tuổi cũng không nhỏ nữa chính là lúc chính thức tìm bạn gái rồi hay là mẹ xem xét cho con một người có được không yên tâm đảm bảo ra thế tốt vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện mẹ chắc chắn không thể để con trai mình thiệt thòi phải không dường như sợ tiêu phàm không đồng ý giản tú hoa lại nói thêm vâng tiêu phàm cười gật đầu không ngờ cũng không thoái thác thật không được con có động thái này mẹ liền vui rồi giản tú hoa không ngờ con trai đáp ứng một cách sảng khoái như thế không kìm nổi vui mừng quá đỗi khắp mặt đều là thần sắc vui vẻ. Chương 154, quê mùa. Đi dạo phố là sở thích lớn nhất của Giản Tú Hoa. Làm phu nhân lãnh đạo, công việc của Giản Tú Hoa tương đối nhàn hạ, cơ bản thuộc loại có thể đi cũng có thể không đi, thời gian vẫn là có. Thế nhưng có tiền, rảnh rỗi lại chưa phải là toàn bộ yếu tố cần thiết để đi dạo phố, còn phải có bạn đi cùng. Một mình đi dạo phố không có nhiều hứng thú để nói. Giản Tú Hoa không có con gái tạm thời cũng không có con dâu vậy nên dạo phố chỉ có thể gọi bạn tâm giao đi cùng có tư cách trở thành bạn tâm giao của phu nhân bộ trưởng tiêu cũng tuyệt đối không đơn giản ví dụ như nhiều vũ đình nhiều vũ đình nghe lên chỉ là tên của một cô bé trên thực tế lại là nữ chủ nhân của phương gia chiếc xe mercedes benz mới tinh chậm rãi dừng trước cửa cao ốc thắng lợi tiêu phàm đích thân lái xe đưa mẹ đi dạo phố đây là lần đầu tiên phá lệ giản tú hoa hưng phấn dị thường còn nhớ lúc hai anh em hắn còn nhỏ, mới có động tác như vậy. Thế nhưng khi đó, không tính là Tiêu Phàm, Tiêu Thiên đưa mẹ đi dạo phố, mà là Giản Tú Hoa đưa hai anh em bọn họ đi dạo phố. Có sự khác nhau về bản chất. Cao ốc thắng lợi là công trình kiến trúc tiêu biểu của quảng trường thành phố thắng lợi. Theo sự phát triển kiến thiết nhanh chóng của thành phố Bắc Kinh, một loạt các quảng trường thành phố ở Bắc Kinh nở hoa tứ phía, đột ngột từ dưới đất mọc lên. Quảng trường thắng lợi hoàn thành xong chưa lâu, được xác định là một khu vực tiêu dùng sang trọng cao cấp, là nơi yêu thích nhất của tầng lớp phụ nữ quý tộc, thiên kim nhà giàu ở thủ đô. Giản Tú Hoa thường xuyên đến quảng trường thắng lợi dạo một vòng, có khi mua chút đồ, phần lớn thời gian đến đây đều là đến chăm sóc sắc đẹp, tập thể dục thẩm mỹ gì đó. Ở đây có không ít những bạn tốt cùng chung chí hướng. Nơi cửa chính cao ốc thắng lợi, có hai người phụ nữ đang đợi. Trong đó có một vị dáng vẻ khoảng chừng hơn 40 tuổi, vóc dáng cao gầy, diện mạo đoan trang, cách ăn mặc thời thượng, phối hợp kiểu tóc, trang phục, trang sức, túi sách tay đều cực kỳ sang trọng, vừa nhìn thấy đã biết là quý phu nhân sống trong nhung lụa. Đứng bên cạnh quý phu nhân đó còn có một cô gái trẻ tuổi, trang điểm tương đối bình thường, áo phông tay dài, quần bò, giày thể thao, có chút mê phong cách Hàn Quốc, dáng người cao gầy thon thả, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, chỉ đơn giản thoa chút son môi, vẽ chút lông mày, có vẻ vô cùng thanh thuần. Thế nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trang phục đơn giản này không có một chút gì là hàng hiệu, tự nhiên mà toát ra thần thái kiêu sa thản nhiên. Vũ Đình, Tiểu Mỹ Giản Tú Hoa bước xuống chiếc xe Mercedes-Benz, cười chào hỏi với hai người. Ý, chị, hôm nay đổi xe rồi ư. Quý phu nhân trung niên hơi có chút kinh ngạc. Di Giản Cô bé xinh đẹp thần sắc thản nhiên chào hỏi Giản Tú Hoa. Giản Tú Hoa cười nói Đúng vậy, Tiểu Phàm mua xe mới, hôm nay tâm tình không tệ đưa chị đi dạo phố tiểu phàm nhanh đây là gì nhiêu đây là tiểu mỹ tiêu phàm ngồi ở trong xe khẽ cười nói chào gì nhiêu tiểu mỹ chào em gì nhiêu mọi người đi dạo trước cháu đưa xe đến bãi đỗ lập tức tới ngay ơ ờ, đây là tiêu phàm ư Dì nhiêu hiện lên vẻ không ngờ được mở to mắt nhìn đúng vậy rất lâu không gặp rồi phải không Giản Tú Hoa có chút đắc ý nhỏ, thân là phu nhân bộ trưởng, Giản Tú Hoa không phải là loại phụ nữ gia đình nông cạn, cho rằng con trai lái một chiếc Mercedes-Benz là rất lợi hại, mấu chốt ở chỗ người lái chiếc xe Mercedes-Benz là Tiêu Phàm đó lại không giống nhau. Tiêu Phàm trước kia chưa bao giờ coi trọng những điều này. Hôm nay chẳng những lái xe Mercedes-Benz mà còn là cả người hàng hiệu, thời thượng tao nhã, phong độ nhẹ nhàng. Giản Tú Hoa cảm thấy vô cùng có thể diệt, nuôi hai đứa con trai cuối cùng cũng có một đứa có thể làm cho mình có tự tin rồi. Đúng vậy, lâu rồi không gặp, ừm, khi đó vẫn đang học trung học phải không? Nhiều vũ đình ngạc nhiên thán phục nói. Tiêu đại thiếu gia trong con cháu nhà hào môn thế gia, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, ai không biết cháu đích tôn trưởng của tiêu gia là một đạo sĩ chứ? Hai tiểu tử của tiêu gia, sớm đã trở thành trò cười của nhà hào môn thế gia. Không ngờ tới hôm nay lại có thể dùng phương thức này xuất hiện. Tiêu phàm lại lễ phép hướng về phía nhiều vũ đình nhẹ gật đầu, chiếc Mercedes-Benz chậm chậm đi vòng về phía trước. Nhìn Mercedes-Benz đi xa, nhiều vũ đình lúc này mới cười nói. Chị, tiểu phàm thay đổi tính tình rồi ư. Giản tú hoa liên tục gật đầu, cảm giác vui sướng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đi, vũ đình, tiểu Mỹ, chúng ta trước tiên đi vào uống ly cà phê, tiểu phàm đỗ xe xong sẽ qua vốn dĩ giản tú hoa là hẹn mẹ con nhiêu vũ đình đến đi dạo phố bây giờ đổi thành uống cà phê rồi nhiêu vũ đình cũng không phản đối uống cà phê trước tán gẫu một chút đi dạo phố cũng không muộn quán cà phê ở quảng trường thắng lợi trang trí tinh mỹ mặc dù trang hoàng rất khiêm tốn thế nhưng vẫn hiển hiện ra không khí xa hoa rất hợp với thẩm mỹ quan của những nhân vật cao cấp tiêu phàm dừng xe xong qua đây giản tú hoa ba người đã tìm thấy chỗ ngồi tiểu phàm bên này Giản Tú Hoa vẫy tay với con trai, Tiêu Phàm bước tới, lại chào hỏi Nhiêu Vũ Đình thêm một lần. Nhiêu Vũ Đình mỉm cười xoa cằm, nói với con gái yêu xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. "Tiểu Mỹ, đây là anh Tiêu Phàm." Trên gương mặt của cô gái xinh đẹp có điểm nhấn đặc biệt nhất chính là đôi mắt to, đen láy, giống như hai viên bảo thạch đen phát sáng, cực kỳ sinh động có thần. Liếc Tiêu Phàm một cái, vẻ mặt rừng rưng, không lạnh không nhạt nói một tiếng, "Chào anh," liền không nói gì nữa rất kiêu ngạo, cũng khó trách, làm thiên kim đại tiểu thư nhỏ tuổi nhất của gia tộc Phương thị, Phương Do Mỹ quả thực có khả năng và tư cách để kiêu ngạo. Gia tộc Phương thị ở Bắc Kinh cũng là một thế gia hào môn rất có danh tiếng, ông cụ Phương trước khi về hưu, luôn luôn ở hệ thống chính trị pháp luật làm việc, được gọi là cây trường xuân không bao giờ đổ của hệ thống chính pháp. Bây giờ tuy rằng đã lui xuống, trong hệ thống chính pháp lời nói vẫn có sức nặng quyền lực như trước. Cha của Phương Do Mỹ Phương Lê hiện tại cũng đang làm việc ở hệ thống chính pháp, chức vụ không phải rất quan trọng, nhưng cấp bậc lại đến phó bộ trưởng, chiếm vị trí mấu chốt cực kỳ quan trọng, thế nên trong tay có quyền lực ngầm cực lớn. Bản thân nhiều vũ đình có chỗ không giống với các phu nhân lãnh đạo bình thường đó là không phải là thuộc loại giúp chồng dạy con cái. Đảm nhiệm chức quản lý trưởng ở một cơ cấu hành chính nhà nước, hưởng thụ chế độ đãi ngộ cấp cục. Trong ngành nghề do nhiều vũ đình phụ trách, không nói nhất ngôn cửu đỉnh, ít nhất cũng có thể đạt đến lời nói tựa ngàn cân. Nhiều vũ đình lãnh đạo ban trị sự ban hành quy tắc của các ngành sản xuất, cả ngành sản xuất đấy đều phải tuân theo chấp hành. Có thể xem là một người phụ nữ mạnh mẽ. Phương do Mỹ nhìn qua tuổi rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là 17-18 tuổi, có lẽ còn không đến. Trẻ con trong giai đoạn này, chính là giai đoạn thanh xuân phản nghịch, đối với thế giới bên ngoài hết thảy đều là thái độ hoài nghi, đối với bất kỳ một người lạ nào bên cạnh, đều là không quá thân thiện. Xem chừng hôm nay đưa mẹ đi dạo phố, đều có chút bị ép bất đắc dĩ. Con bé này, sao lại thế? Có lẽ thái độ của Phương do Mỹ quá sức lạnh lùng, nhiều vũ đình chỉ sợ làm cho giản tú hoa không hài lòng, liền trách cứ một câu. Thế nhưng vẫn mang theo ý mỉm cười, có thể thấy nhiều vũ đình đối với con gái bé nhỏ tràn đầy yêu thương, thậm chí là cương chiều, bất luận như thế nào đều không nỡ nói nặng với cô bé một câu. Giản tú hoa vội vàng nói. Không sao, không sao, người trẻ tuổi mà, bây giờ đều coi trọng cá tính, ha ha. Ai ra, mấy tháng không gặp, tiểu Mỹ dáng vẻ càng ngày càng xinh đẹp rồi. Vũ Đình, nó với em lúc trẻ chính là một khuôn đúc. Nhiều Vũ Đình thở dài nói. Chị, chị đừng khen nó, con bé này không nghe lọt lời khen. Trong nhà, chỉ có lời của cha nó có thể nghe, lời em nói toàn bộ đều coi như gió thổi bên tai. Phương do Mỹ bĩu môi, cũng không cãi lại, tự mình lấy điện thoại ra chơi. Đúng vào lúc này, Nữ nhân viên phục vụ kịp thời qua Giải vây mỉm cười hỏi Tiên sinh có cần uống chút gì không Trà xanh Tiêu phàm thuận miệng đáp Được tiên sinh ngài đợi một lát Nhiều vũ đình quan sát tiêu phàm Cười nói Tiêu phàm 10 năm không gặp Trở thành một tiểu tử đẹp trai rồi Vốn dĩ nhiều vũ đình muốn hỏi Tiêu phàm còn làm ở cuộc tôn giáo hay không Thế nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào Trước đây khi đi cùng giản tú hoa nhiều vũ đình cũng rất cẩn thận, bình thường không hỏi tình hình của tiêu phàm và tiêu thiên, tránh xảy ra lúng túng. Tiêu phàm cũng đang quan sát nhiều vũ đình, đương nhiên ánh mắt che giấu vô cùng tốt, rất hàm xúc. Lãnh đạo có thực quyền của các ngành nghề sản xuất trong toàn quốc, nữ chủ nhân thế gia, loại thân phận địa vị như nhiều vũ đình này rất coi trọng quy củ và thể thống. Ánh mắt hàm xúc này của tiêu phàm làm cho nhiều vũ đình tăng thêm vài phần thiện cảm với hắn. Thân phận của nhiều vũ đình đã định trước là ngày nào cũng phải giao tiếp với những nhân vật cao cấp trong xã hội, mỗi người đều rất nho nhã, trầm ổn, có văn hóa. Đối với những loại người như thế này, nhiều Vũ Đình tự nhiên mà có nhiều hơn một chút tin tưởng. Vũ Đình, không giấu em, hôm nay hẹn em đi ra ngoài là có việc muốn bản với em. Nhiều Vũ Đình vội vàng nói. Chị, chị cứ nói. Là thế này, chúng ta là chị em tốt, em xem, tiểu phàm cũng đến lứa tuổi kết hôn rồi, em tham mưu cho nó một chút có cô gái nào thích hợp không? Giản Tú Hoa cười nói. Nhiều vũ đình cũng cười rộ lên. Chị, hóa ra chị muốn em làm bà mối à? Phương do Mỹ chơi di động ở một bên, bĩu môi lẩm bẩm hai chữ, giọng nhỏ khó có thể nghe, nhưng tiêu phàm nội lực tinh thâm cỡ nào chứ? Giọng lẩm bẩm của Phương do Mỹ tuy nhỏ, nhưng hắn lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Quê mùa. Phương do Mỹ lẩm bẩm đúng là hai chữ này. Tiêu phàm không khỏi âm thầm bật cười. Đây là thời đại nào rồi, lại còn có người muốn giới thiệu đối tượng. Trong mắt Phương do Mỹ, quả thực chính là không thể tin nổi. Thế nhưng, dù sao cũng không phải là giới thiệu đối tượng cho cô bé, cũng không sao cả, không ảnh hưởng đến Phương đại tiểu thư chơi điện thoại. Loại chuyện này trong mắt Phương do Mỹ dĩ nhiên là quê mùa tới cực điểm, hai vị mẫu thân lại là hứng chí giạt rào, thậm chí đến phố cũng không dạo nữa, liền ở nơi này bàn bạc với khí thế ngất trời. Chị, vậy chị phải nói cho em trước, chỉ cần điều kiện như thế nào. Giới thiệu đối tượng cho con trai bộ trưởng tiêu, thật không giống bình thường. Nếu thành, cô gái này sẽ trở thành cháu dâu trưởng của lão tiêu gia. Giản tú hoa cười nói, cũng không có điều kiện cụ thể gì, tóm lại thích hợp là được. Ví dụ như tướng mạo cần xinh đẹp một chút, tính cách phải tốt một chút, không thể quá bất tài, điều kiện gia đình cũng không quan trọng. Lời thì là nói như vậy, Mấu chốt là phải để quản lý trưởng nhiều người ta quen biết cô gái có điều kiện gia đình bình thường mới được. Làm con dâu của lão Tiêu gia, dĩ nhiên không nhất định phải là xuất thân thế gia hào môn cùng đẳng cấp, nhưng cũng không thể khác biệt quá xa. Nếu như Tiêu Phàm là tự do yêu đương, thế thì cô nương gia đình bình thường cũng có thể gả vào nhà quyền quý, cái việc giới thiệu này hiển nhiên không giống nhau. Giản Tú Hoa nói xong, liền liếc mắt nhìn Phương Do Mỹ một cái. Ngụ ý nói rằng, tướng mạo của cô gái đó phải dựa vào phương do Mỹ làm tiêu chuẩn. Nhiều vũ đình lại trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ, giản tú hoa đánh, chú ý, với con gái yêu của bà. Cái này tuyệt đối không được. Không phải nói tiêu gia không tốt, mấu chốt là công việc của bản thân tiêu phàm là một vấn đề lớn, đã định trước trên con đường làm quan không có cơ hội xuất đầu lộ diện rồi. chương 155, điểm báo cực hung tiêu phàm, bây giờ đang đi làm ở đơn vị nào thế? Nhiều vũ đình vốn dĩ có chút do so dự, bây giờ lại trực tiếp mở miệng hỏi, cũng không quan tâm đến cảm nhận của giản tú hoa nữa. Ở cục tôn giáo, ồ, vẫn ở cục tôn giáo à, có nghĩ đến chuyện sẽ đổi nơi làm việc không? Nhiều vũ đình nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt giản tú hoa có chút không tốt, giống như tiêu chạm, giản tú hoa rất kỵ người khác ở trước mặt nhắc đến công việc của tiêu phàm. Tiêu phàm mỉm cười nói. Gì nhiêu, cháu cảm thấy làm ở cục tôn giáo rất tốt. Cục tôn giáo là làm việc gì? Phương Do Mỹ đang chơi di động ở một bên chen miệng hỏi. Có phải đãi ngộ rất được, mua một chiếc xe tốt như vậy, hơn 2 triệu tệ phải không? Đây là vấn đề mà Phương Do Mỹ tương đối quan tâm. Làm Thiên Kim đại tiểu thư của Phương gia, một chiếc Mercedes-Benz hiển nhiên không thể làm cho cô quá ngạc nhiên. Cô kỳ quái ở chỗ là cán bộ ở cục tôn giáo làm sao có thể quan hệ với nhà xe tư nhân của chiếc xe Mercedes-Benz hay là tên tiêu phàm này là giả thần, giả danh lừa bịp tiền bạc của người khác. Hoặc là, cậy thế lực, trên danh nghĩa là ở cục tôn giáo làm việc, kỳ thực lại đặt một tấm biển lớn trong nhà, thay đổi cách kiếm tiền. Gia giáo của Phương gia, tương đối mà nói là rất nghiêm khắc. Phương do Mỹ mặc dù rất được bố mẹ cưng chiều, thế nhưng trên nguyên tắc, Phương Lê và nhiều vũ đình trước nay đều không hàm hồ. Phương do Mỹ tuổi còn đang nhỏ, ăn mặc và tiền tiêu vặt, hiển nhiên không để cô bé phải thiếu thế nhưng những đồ trang sức châu báu xe cộ xa xỉ đối với phương do mỹ mà nói vẫn là rất xa vời trái lại một người cùng tuổi xuất thân từ nhà thế gia nhỏ hoặc là giai tầng nhà giàu bởi vì cha mẹ chiều chuộng còn nhỏ tuổi liền có xe sang nhà lớn rượu ngon cao lương mỹ vị sống cuộc sống thượng đẳng của những người ngợp trong vàng son trẻ con trong nhà trừ khinh bỉ cũng không tránh khỏi có vài phần ngưỡng mộ tâm tư của cô bé vốn dĩ là có vài phần mâu thuẫn nhiều vũ đình chừng mắt nhìn con gái một cái, phương do Mỹ chỉ làm như không nhìn thấy. Nhiều vũ đình lại cũng muốn tìm hiểu một chút, tiêu phàm rốt cuộc đang làm những gì. Hoài nghi của phương do Mỹ không phải là không có lý, cán bộ cục tôn giáo, không có thu nhập thêm, thật sự lái không nổi Mercedes-Benz. Tiêu phàm này nếu là giả thần giả thánh hoặc dựa vào con ông cháu cha, xem như hắn là con cháu của tiêu gia, nhiều vũ đình cũng chưa chắc đã giới thiệu đối tượng cho hắn. Nguyễn cho hại con gái nhà người ta. Đây cũng là chức trách cơ bản của bà mối. Tiêu phàm cười cười nói. Anh hiểu biết một chút về đồ cổ, cũng thích siêu tập những thứ này. Một chiếc Mercedes Benz có lúc cũng là giá của một món cổ vật nhỏ. Đồ cổ ư, nghe nói là rất đáng tiền. Vậy chiếc nhẫn ngọc đang đeo trên tay anh là đồ cổ của triều đại nào? Phương do Mỹ lập tức hứng thú, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào chiếc nhẫn ngọc bích đang đeo trên ngón giữa của tiêu phàm nhẫn ngọc có một cách nói rằng dân tộc mãn trước kia đeo trên ngón tay cái khi bắn tên dùng để bảo vệ ngón tay cái không bị dây cung cắt vào còn được gọi là ngón vặn thực ra chiếc nhẫn ngọc chế tác các triều đại đều có chưa hẳn chỉ là đặc sắc của dân tộc mãn cái này là của đời minh hiển nhiên chính là chiếc nhẫn ngọc mà uyển thiên thiên tặng cho hắn tiêu phàm suy đoán là lấy từ mộ của dương minh tiên sinh ba món pháp khí tiêu phàm luôn đeo ở trên người dần dần hấp thu tinh hoa nguyên khí trong đó Mặc dù là vật của cổ nhân, chôn sâu dưới nền đất mấy trăm năm, nguyên khí của chủ nhân lúc sinh thời mất đi không ít, thế nhưng vẫn là có ích lợi rất lớn. Phương do Mỹ lại biểu môi, dường như cảm thấy Triều Minh không tính là quá xa xôi, hoặc là trong mắt của cô bé, tất cả các đồ cổ, ít nhất cũng phải có hơn một ngàn năm lịch sử. Triều Minh, quá gần rồi. Nói như vậy, anh chỉ dựa vào nhặt đồ rơi vãi, bán đồ cổ liền có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Cô bé không biết xem tiểu thuyết ở đâu, cảm thấy nhặt đồ rơi là một chuyện rất dễ dàng, có thể phất nhanh trong một đêm. Tiêu phàm mỉm cười nói, hiện tại nhặt đồ rơi không dễ dàng, hơn nữa nói như vậy, trừ buôn lậu văn vật, đại đa số người thích đồ cổ nhằm mục đích siêu tập, không phải là bán lấy tiền. Phương do Mỹ gật gật đầu, thân hình mềm mại dựa về phía sau, lại đi chơi điện thoại, không để ý đến tiêu phàm nữa. Nhiều vũ đình trầm ngâm nói, tiêu phàm, dì nhiêu có một đề nghị, cháu đừng để ý nhé dì nhiêu cứ nói dì kiến nghị cháu có nên đổi đơn vị làm việc không cục tôn giáo không tệ công việc gì đều cần có người làm mà thế nhưng cháu là người trẻ tuổi cũng không cần thiết cả đời đều ở cùng một đơn vị có thể suy xét đi xí nghiệp phát triển một chút ai ra vũ đình em nói quá đúng rồi giống hệt suy nghĩ của chị tiểu phàm con nên nghe lời của dì nhiêu suy nghĩ kỹ một chút lời đề nghị này giản tú hoa lập tức lên tiếng phụ họa khách quan mà nói đề nghị này của nhiều vũ đình thực sự vì muốn tốt cho tiêu phàm tiêu phàm nếu đã có trải qua xuất gia còn muốn trở lại trong vòng thể chế chính thức tuyệt đối không thể thế nhưng đi xí nghiệp lại không phải không thể suy xét vẫn có rất nhiều cấp bậc hành chính song trên hình thức quản lý trung quy vẫn có sự khác biệt rõ ràng với đơn vị hành chính đảng với tình huống của tiêu phàm sau này muốn lên đến cấp phó bộ có lẽ có chút khó khăn nhưng muốn lên đến cấp bậc sở chỉ cần không phải là các doanh nghiệp nhà nước có tính lũng đoạn nổi tiếng nhất kia, có tấm biển lớn của tiêu gia bao che, lại cũng không phải là chuyện khó. Tổng giám đốc của xí nghiệp vốn nhà nước lớn, thân phận địa vị cũng là không giống bình thường. Bất luận như thế nào, so với cuộc tôn giáo mạnh hơn rất nhiều, khi nhiều vũ đỉnh giới thiệu đối tượng cho tiêu phàm, cũng có tự tin hơn nhiều. Tiêu phàm vẫn duy trì mỉm cười lễ phép, nhẹ giọng nói. Dì nhiêu, đề nghị này của dì cháu xin ghi nhận. Thế nhưng, cá nhân cháu có sở thích này, thích nghiên cứu điển tích tôn giáo. Công việc ở cục tôn giáo cũng là có nhận thức khác với thế giới bên ngoài. Vậy sao, có cái gì không giống chứ? Nhiều vũ đình hỏi ngược lại. Luận tính cách mà nói, nhiều vũ đình cũng là rất cứng rắn, cộng thêm thân phận của bà đặt ở đó, thói quen nói lời có trọng lược, đối với ý kiến phản đối, không phải nghe lọt được như thế. Tiêu phàm lại cẩn thận quan sát tướng mạo của nhiều vũ đình, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, nói. Dì Nhiêu, có phải sau hai ngày nữa gì phải đi xa? Ừm, khoảng ngày kia, đi thiết môn. Ai, tiêu phàm, sao cháu biết ta phải đi xa? Nhiều vũ đình hai hàng lông mày hơi hơi dương lên. Có vẻ như tình huống này, giản tú hoa đều không biết. Nhiều vũ đình và giản tú hoa là bạn tâm giao, thế nhưng loại bạn tâm giao này của họ, so với bạn tâm giao, giữa nữ chủ nhân của các gia đình bình thường có khác biệt rất rõ ràng, cũng chỉ là cùng nhau dạo phố, đi chăm sóc sắc đẹp gì gì đó, ngày thường cũng không có nấu cháo điện thoại, đem chương ra dài, lý ra ngắn ra buôn chuyện. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, thân làm quy lý trưởng của cơ cấu cơ quan nhà nước, Nhiêu Vũ Đình đối với cái này phân chia rất rõ ràng. Tiêu Phàm trầm ngâm, không vội trả lời câu hỏi của Nhiêu Vũ Đình. Giản Tú Hoa liền có chút trách móc nói, "Tiểu Phàm, có lời gì, con cứ nói đi, gì Nhiêu lại không phải người ngoài?" Giản Tú Hoa biết tính cách của Nhiêu Vũ Đình, tiêu phàm ở trước mặt cô, thần thần quỷ quỷ, chỉ sự Nhiêu Vũ Đình sẽ vô cùng không hài lòng. Không thể vì cái lý do ấy, đắc tội với Nhiêu Vũ Đình và Lão Phương ra. Đúng vậy đó, tiêu phàm, có việc cứ nói thẳng, không cần có cái gì phải băn khoăn. Cho dù có nói sai, dì Nhiêu cũng không trách cháu đâu. Dì Nhiêu, chuyến đi này không thể hủy bỏ sao. Tiêu phàm vô cùng nghiêm túc nói. Thực ra từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhiều vũ đình, tiêu phàm liền phát hiện khí sắc của bà không đúng. Huyết quang ở ấn đường hiện ra, hung vân trực tiếp chỉ thiên, đuôi lông mày toán loạn, sơn căn bốc hơi sương mù, chính là điểm báo cực hung. Tiêu phàm bất động thanh sắc bốc lên một quẻ, phát hiện điểm giữ này ứng với hướng Tây Nam. Vô cực cử cửu tương thiên và kinh dịch đều bắt nguồn cùng một thời đại, chủ chỉ giống như kinh dịch, tinh túy ở một chữ biến. Cũng chính là nói. Vận thế tướng mệnh của mỗi người không phải đã hình thành là sẽ không thay đổi, theo sự bất đồng của tác phong làm việc của bản thân và môi trường thế giới bên ngoài mà thay đổi. Từ Thọ Tương Đệ Tam và Kiếp khổ Tương Đệ Tứ trong Vô Cực Cửu Tương Thiên đã ghi lại, điểm cực hung của nhiều vũ đỉnh thuộc loại có thể tránh, vô cực môn gọi là sinh kiếp, còn loại không thể lẩn tránh lại được gọi là tử kiếp. Trừ phi có người có thể kiên trì chịu đựng thuật sư thi triển pháp thuật, nghịch thiên cải mệnh tìm thấy người hoặc vật thay mình chịu kiếp tai ương mới có thể hóa giải. Nhiều vũ đình vẻ mặt thoáng hiện ra ý không hài lòng, nhíu mày nói. Tiêu phàm, cháu đây là có ý gì? Giản tú hoa cũng vội nói. Tiểu phàm, không được nói linh tinh. Bà thật sự rất lo tiêu phàm nói những lời gì thất lễ. Trước mặt nhiều vũ đình, giả thần giả thánh có thể thấy không phải là ý hay. Tiêu phàm nhẹ giọng nói. Dì nhiêu, có lẽ gì cũng không tin thuyết tướng mệnh, thế nhưng chuyện này xác thực rất nghiêm trọng, cháu vẫn là đề nghị gì hủy bỏ hành trình hai ngày sau đi. Tướng mệnh, nhiều vũ đình giật mình kinh hãi. Tiêu phàm, cháu rốt cuộc là muốn nói cái gì? Lực chú ý của Phương do Mỹ cũng rời khỏi chiếc điện thoại, liếc nhìn tiêu phàm một cái, hỏi. Ai, nếu như mẹ của em không hủy bỏ lộ trình, vậy thì sẽ thế nào? Cực hung chi triệu, huyết quang chi tai, tiêu phàm chậm rãi nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu phàm, giản tú hoa thật sự tức giận rồi, âm điệu lập tức cao lên không ít, làm cho mấy vị khách ngồi cách đó không xa đều nhìn sang bên này. Nói đùa gì vậy, những lời như thế cũng có thể nói linh tinh. Nhiều vũ đình cũng không phải là nữ chủ nhân của gia đình bình thường. Phương do Mỹ lại cười nói. Ý của anh là nói, sẽ xảy ra chết người. Cô bé khắp vẻ mặt đều là ý châm chọc. Đây là người gì vậy? giữa thanh thiên bạch nhật chạy đến trước mặt mẹ nhà mình nói hưu nói vượt, đây không phải là nguyền rủa người ta sao? Còn là con cháu của lão tiêu gia đó, lão tiêu gia làm sao có thể có loại người không đáng tin cậy này, thật sự làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Nhiều vũ đình đổi lại cũng không có bốc hỏa, dù sao vẫn đang ở trước đông người, quản lý trưởng nhiêu cũng phải chú ý phong độ. Thế nhưng nhìn ánh mắt của bà, hiển nhiên cũng đối với tiêu phàm vô cùng không hài lòng rồi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiêu phàm, cháu ở cuộc tôn giáo chính là nghiên cứu cái này ư. Tiêu phàm hơi than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ, đi nói vấn đề này với người không tin tướng mệnh, đa số thời điểm đều là kết quả như vậy. Thế nhưng hung quang trên mặt nhiều vũ đình quả thực quá rõ ràng, thêm vào quẻ tướng phụ trợ, nếu như không ngăn cản bà, nhất định là lành ít giữ nhiều. Chuyện như vậy, nếu tiêu phàm không gặp, thì là không có cách nào khác, nếu đã gặp rồi, bất luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc không để ý. Uống hồ nhiêu Vũ Đình là bản tâm giao của mẹ hắn, nữ chủ nhân của phương gia. Dì nhiêu, nếu nhất định không thể hủy bỏ lộ trình, thế thì, chiếc nhẫn này, mong gì đeo vào đi. Tiêu Phàm nói xong, đem chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay rút ra, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt nhiêu Vũ Đình. Nguyên khí trên chiếc nhẫn này hắn mới chỉ hấp thu phần lớn, vẫn còn hơn non nửa chưa hấp thu. Thế nhưng trong lúc này, Tiêu Phàm không có chút nào keo kiệt không nỡ chiếc nhẫn có quý giá hơn nữa cũng không thể so với mạng người. Tiểu phàm, giản tú hoa vừa giận vừa nóng, hận không thể đưa tay ra đem chiếc nhẫn ấy cầm trở về. Quá mất mặt, đây là giả thần giả quỷ đấy. Sớm biết như vậy, hôm nay thật không nên đưa tiêu phàm ra ngoài gặp mặt nhiều vũ đình, không biết còn bị người ta ở sau lưng cười chê thành bộ dạng gì nữa. Nhiều vũ đình đưa ly cà phê lên uống một ngụm, có thể nhìn ra, bà đang cật lực áp chế sự không hài lòng của bản thân mình. Bất kể nói thế nào, tiêu phàm vẫn là cháu đích tôn trưởng của lão tiêu gia, nể tình có giản tú hoa ở đây, cũng xem như giữ lại vài phần thể diệt. Được, ta nhận rồi, cảm ơn cháu. Nhiều vũ đình chậm rãi đặt ly cà phê xuống, cầm lấy chiếc nhẫn kia, quan sát một chút, ngay sau đó luồn vào ngón tay mình. Dựa vào mắt của nhiều vũ đình, tự nhiên có thể nhìn ra, bất kể tiêu phàm nói hưu nói vượn như thế nào, chiếc nhẫn này quả thật là thượng phẩm. Tiêu phàm không hề do dự tặng cho bà, ít nhất cũng không phải là một tên keo kiệt dì nhiêu bất luận như thế nào mong gì nhất định phải đeo chiếc nhẫn này trên tay tiêu phàm lại không để ý tới tâm tư của bọn họ rất trịnh trọng nói thêm một lần nữa được nhiều vũ đình vẫn mỉm cười đồng ý ngay sau đó đứng dậy chị em còn có chút việc hôm nay không đi dạo phố với chị nữa rồi lần sau nhé tiểu mỹ đi thôi được lần sau giản tú hoa cũng không giữ lại xảy ra tình hình như thế này, bà làm gì còn có tâm tư đi dạo phố chứ? Tất cả đều loạn lên cả rồi. Thực không biết tiểu phàm là thế nào, ở nhà đều không nói những thứ này, làm sao đi ra ngoài, trước mặt nhiều vũ đình lại không chú ý như thế. Nhiều vũ đình vốn dĩ phong độ nhất quán, lần này cũng nhịn không nổi rồi. Mặc dù nói, giản tú hoa cũng không sợ đắc tội với người khác, thế nhưng không thể đắc tội một cách kỳ quái như thế. Vẫn may, nhiều vũ đình thu nhận chiếc nhẫn mà tiêu phàm đưa đó, ít nhiều cũng xem như giữ lại chút đường lui để sau này gặp mặt. Thi, anh tiêu phàm, tạm biệt. Trước khi ra cửa, phương do Mỹ đang hoạt bát theo sau nhiều vũ đình đột nhiên nghiêng đầu lại, đưa tay lên hướng tiêu phàm vẫy vẫy, nhìn qua là cười hì hì, ngây thơ khờ khảo, thế nhưng ý châm chọc trên mặt lại hiện ra rất rõ ràng. Sự vận động của tướng mệnh, rất nhiều người trung niên, người già cũng đều không tin, nói chi đến một cô bé còn trẻ như phương do Mỹ ánh mắt nhìn tiêu phàm, chính là trực tiếp coi hắn trở thành bệnh nhân tâm thần. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Tiểu phàm, con thế này là thế nào? Mắt thấy nhiều vũ đình dẫn theo con gái vội vàng đi, giản tú hoa thật sự là nhịn không nổi. Con sao có thể nói chuyện với gì nhiêu như thế, mẹ còn trông đợi gì ấy sẽ giới thiệu đối tượng tốt cho con đấy. Nhiều vũ đình bởi vì quan hệ công việc, giao du so với giản tú hoa rộng hơn nhiều, giản tú hoa quả thật đều đặt hy vọng vào nhiêu vũ đình bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ tan rồi. Nhà cao cửa rộng, khuê nữ của nhà ai mà không phải là bảo bối được yêu chiều chứ? Ai sẽ tình nguyện đem khuê nữ gả cho một gã, giả thần giả quỷ, đây? Cho dù có là con cháu của lão tiêu gia cũng không được. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không giải thích với mẹ. Có những việc, trước khi nhìn thấy kết quả, bất kỳ giải thích nào đều là phí công. Chỉ hy vọng nhiều vũ đình khi ra cửa, có thể nhờ lời của hắn, đeo chiếc nhẫn đó Audio điện tử võ tấn bền chương 156, tai nạn xe cộ Một chiếc Audi đang đi như tên bắn trên đường cao tốc từ Bắc Kinh đến thành phố Thiết Môn, thủ phủ của tỉnh Yên Bắc. Tốc độ xe rất nhanh, thế nhưng thân xe lại rất vững vàng. Nhiều vũ đình một thân ăn mặc trang trọng ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe lật xem tài liệu. Đây là báo cáo mà phân hội Yến Bắc đưa lên. Nhiều vũ đình gấp rút qua tổ chức một cuộc họp cho bọn họ, thương lượng tổ chức một số vấn đề. Thực tế, nhiều Vũ Đình là một người quản lý chuyên nghiệp, mỗi năm đều không từ vất vả đi tới các nơi, hoặc điều tra khảo sát, hoặc chỉ đạo công việc, hoặc giải quyết vấn đề. Một số báo cáo điều tra nghiên cứu do bọn họ đưa ra, ngay cả lãnh đạo tầng cao nhất đều rất quan tâm. Mặc dù xe chạy rất vững vàng, thế nhưng ngồi trên xe xem tài liệu một thời gian dài, đầu cũng có chút choáng váng. Nhiều vũ đình đặt tài liệu xuống, giơ tay rụi rụi vành mắt, đưa chiếc nhẫn ngọc bích đeo trên ngón áp út chạm đến chóp mũi, lập tức một cảm giác mát lạnh truyền đến. Chiếc nhẫn này và những chiếc nhẫn ngọc bình thường khác hoàn toàn không giống nhau. Nhẫn bình thường đeo trên ngón tay, thời gian càng dài, sẽ trở nên càng ấm. Chiếc nhẫn ngọc bích này từ đầu đến cuối luôn lành lạnh, dường như che không nóng. Cực hung chi triệu, huyết quang chi tai. Nhiều vũ đình thấp giọng tự nói một câu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Đứa bé của lão tiêu gia kia cũng thật là, học đạo đã làm hư đầu óc rồi, nói với bà những lời kỳ quái này. Nhiều vũ đình không tin những thứ này, bà là xuất thân khoa học chính phái, sinh viên khoa học tự nhiên, thích dùng quan điểm khoa học đi phân tích thế giới. Thế nhưng hắn tặng chiếc nhẫn ngọc bích này, lại quả nhiên không tệ, nhiều vũ đình rất yêu thích. Trước khi ra cửa, ma xui quỷ khiến thế nào lại đeo ở trên tay. Đợi lần này từ Liêu Đông quay về, phải nói chuyện với giản tú hoa, bất luận thế nào, đều phải bảo tiêu phàm đổi cơ quan làm việc. Tiểu tử kia, bộ dạng nhã nhặn đặc biệt tuấn tú, nhiều vũ đình vừa nhìn thấy liền có vài phần yêu thích. Cứ khăng khăng thích học vấn của hoàng lão. Đáng tiếc, nếu như hắn nghe lời khuyên, nguyện ý, lạc đường biết quay lại, như thế thì nhiều vũ đình vẫn là thực sự muốn giới thiệu cho hắn một đối tượng tốt. Bất kể nói thế nào, tấm biển vàng của lão tiêu ra vẫn đủ sức lóe sáng. Hơn nữa tiêu phàm nhìn lên, tính cách hiền lành, sau khi kết hôn, hẳn sẽ là một ông xã tốt biết quan tâm chu đáo. Từ Bắc Kinh đến Thiết Môn cách khoảng 300 số cộng với hành trình bên trong thành phố, xe đi trong khoảng từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng đồng hồ. Nhiều vũ đình nhẹ nhàng dựa về phía sau, hai mắt khép hờ, nghỉ ngơi một lát. Nhiều vũ đình dự định sau khi dùng xong bữa trưa ở thiết môn, lập tức triệu tập các đồng chí ở phân hội tham gia cuộc họp nghiên cứu, trên xe nghỉ ngơi một chút, lấy chút tinh thần. Bên trong xe rất an tĩnh, chỉ có tiếng động cơ truyền ra âm thanh rất nhỏ, sàn sạt. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy quản lý trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần, lái xe lập tức tắt nhạc. Tuyến đường cao tốc từ Bắc Kinh đến Thiết Môn bận rộn khác thường, lưu lượng xe cực kỳ lớn. Ước chừng sau nửa giờ, một trận cảm giác bỏng rát từ ngón áp út tay trái chuyển đến, nhiều vũ đình đột nhiên bừng tỉnh, liền lập tức ý thức được trận bỏng này là từ chiếc nhẫn ngọc bích kia, lập tức phản xạ có điều kiện đem rút chiếc nhẫn ra, ném qua một bên. Thế nhưng cảm giác bỏng rát kia lại không biến mất, trái lại ngày càng mãnh liệt. Nhiều vũ đình chỉ cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, phảng phất có một bàn tay vô hình bỗng nhiên bóp lấy trái tim của bà trong khoảng thời gian ngắn ngay cả thở cũng không ra dừng xe mau dừng xe nhiều vũ đình lập tức hạ cửa kính xe gió to từ bên ngoài tràn vào trong xe khiến búi tóc tinh xảo của bà đều bị gió thổi hỗn loạn lái xe gần như là phản xạ có điều kiện một cước đạp phanh lại từ bên trong gương chiếu hậu có thể nhìn ra quản lý trưởng sắc mặt đã trở nên trắng bệch xe vẫn chưa hoàn toàn dừng hẳn nhiều vũ đình liền mở cửa xe nhảy xuống ghé vào vòng bảo hộ trên đường cao tốc liên tục nôn khan lại không nôn ra cái gì chỉ có điều nói không ra cảm giác khó chịu quản lý trưởng cô làm sao thế lái xe và thư ký vội vã chạy từ trên xe xuống liên tục hỏi nhiều vũ đình không nói lời nào cả người đều ghé vào trên hàng lan can nửa chút cũng không thèm để ý tới phong độ tao nhã tiểu hạ trong xe có tinh dầu không mau lấy lại đây thư ký liền gọi lái xe, bước lên trước vỗ lưng cho nhiều vũ đình. Lái xe là con trai, sẽ không tiện làm động tác đó, nghe vậy vội vàng đáp ứng, xoay người quay lại xe lấy tinh dầu. Tiểu hạ, cẩn thận. Bỗng nhiên, thư ký thất kinh kêu lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chiếc xe tải lớn nhanh như chớp từ phía sau đâm tới. Chuyện khi nãy phát sinh quá đột ngột, lái xe gần như không có suy nghĩ đến chuyện khác, trực tiếp dừng xe trên đường cao tốc, mặc dù cũng có rừng sát bên đường, trung quy cũng không phải dừng ở giải rừng xe khẩn cấp, đã vi phạm luật giao thông rất nghiêm trọng rồi. Nhiều vũ đình ngạc nhiên quay đầu. Chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chiếc xe Audi bị đâm bay ra ngoài, trực tiếp bay ra đến hơn 10 mét, chiếc xe tải vẫn lao về phía trước, một tiếng thắng xe cực kỳ chói tai vang lên, ước chừng phải đến 4-50 mét, chiếc xe tải cuối cùng mới có thể dừng lại. Lúc này chiếc Audi sớm đã nát thành bảy tám mảnh không còn hình dáng, mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất. Nhiều vũ đình và thư ký trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt như pho tượng. Tiêu hạ, tiểu hạ đâu, tiểu hạ thế nào rồi? Chố mắt thật lâu sau, nhiều vũ đình mới khôi phục tinh thần lại, liên tiếp hỏi. Không biết, thư ký lắc đầu liên tục, vẻ mặt kinh hãi, không ngừng sợ hãi. Ngay sau đó, lái xe tiểu hạ từ trong rãnh bên đường bỏ ra, máu chảy khắp mặt, cả người run rẩy. Lại nói tiếp, cũng là anh ta mạng lớn, khi chiếc xe tải kia lao đến, đúng lúc bên cạnh lóe lên một cái, thế nhưng vẫn là ngã vào trong rãnh, ngã thất điên bát đảo, cũng chỉ là bị thương ngoài ra, không có trở ngại. Chỉ bị dọa hết phía, tam hồn lục phách chạy mất hơn phân nửa. Nhiều vũ đình cả người đều mềm nhũn, gọi thư ký, điện thoại. Thư ký run lẩy bẩy đưa điện thoại qua cho cô, nhiều vũ đình nhận lấy, lại không gọi 122, cũng không gọi 120, mà trực tiếp gọi cho giản tú hoa. Alo, chị. Vũ Đình, là em hả? Chuyện gì? Em, em đang ở đâu? Giản thanh tú tựa hồ nghe có chút không đúng, giọng nói của nhiều Vũ Đình vẫn chưa hoàn hồn. Chị, đừng hỏi nữa, xảy ra tai nạn xe rồi. Giản tú hoa thất kinh kêu lên. Hả, ở chỗ nào? Làm sao lại xảy ra tai nạn rồi? Có nặng lắm không? Không gấp, chị, Chị đưa số điện thoại của Tiêu Phàm cho em. Đúng, đúng, em hiện tại cần điện thoại của nó. Được, em nhớ rồi, cảm ơn. Tiêu Phàm là ở Hán Hải Hào Môn, nhận được điện thoại của Nhiêu Vũ Đình. Theo như cơ khinh xa đưa ra ý kiến tham khảo cho hắn, Tiêu Phàm cuối cùng ở Hán Hải Hào Môn mua một căn nhà 120 mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng khách, Dịch thừa Hồng dành cho hắn sự ưu đãi lớn nhất. Theo ý của Dịch thừa Hồng, căn nhà này nên trực tiếp tặng cho Tiêu Phàm hơn nữa không kể tiêu phàm có phải là đại thiếu gia nhà giàu có hay không, dựa vào sự khách khí của cơ khinh xa đối với tiêu phàm, liền có thể nhận lấy ân tình này. Tuy nhiên cơ khinh xa không có bất kỳ biểu thị nào trên phương diện này, dịch thừa hồng trung quy không dám lỗ mãng. Thân là tay lão luyện thương trường, dịch thừa hồng cực kỳ hiểu một đạo lý, đó chính là tặng quà cũng cần có quan hệ, quan hệ còn chưa đến mức độ đó, người cho dù ôm núi vàng núi bạc cũng tặng không nổi, ngay cả cửa cũng sợ không đến. Cơ khinh xa một người quan trọng như vậy, có thể để ý một căn nhà của ngươi sao? Không chọc giận tiêu đại thiếu gia, vỗ mông ngựa rồi vỗ tới đùi ngựa, cũng là đẹp rồi. Vỗ mông ngựa, cách nói ví von, chỉ ý nịnh hót. Hai ngày này, tiêu phàm đều cùng lena bận biểu việc tu sửa nội thất cho căn hộ. lena đặc biệt hưng phấn, giống như tất cả các cô gái rơi vào dòng sông tình ái, đối với việc tu sửa nội thất trong căn hộ đều biểu hiện cực kỳ nhiệt tình thậm chí ngay cả tiền riêng của bản thân đều móc ra, bận trước bận sau, toàn bộ đều tham gia vào hành động tu sửa nội thất. Tiêu phàm trước sau vẫn cùng cô làm. Ít nhất trong ánh mắt bên ngoài, hai người là một đôi. Chúng ta đi xem đồ nội thất đi, có được không? Chọn một chiếc giường lớn. Đánh giá căn phòng ngủ chính đang trống rỗng, Ozelena kéo chặt tay tiêu phàm, buột miệng nói ra, bỗng nhiên như ý thức được điều gì, khuôn mặt trắng tinh nhỏ nhắn bỗng trở nên đỏ rực, vội vàng cúi đầu khẽ cắn chặt đôi môi kiểu diễm đỏ mỏng dáng vẻ hoang mang rối loạn thật khiến cho người yêu mến được chứ tiêu phàm xoa xoa mái tóc vàng của cô khẽ mỉm cười có lẽ đây chính là căn nhà thứ hai có ý nghĩa thật sự của Azelena. ngôi nhà của thời thơ ấu cách cô đã quá xa vời trong ấn tượng đã sớm mơ hồ không rõ tuy rằng tiêu phàm rất rõ ràng tương lai của Azelena sẽ không bằng phẳng an nhàn như vậy nhưng ít nhất hiện tại có thể cho cô một chút vui vẻ. Vì phần vui vẻ này, tiêu phàm không bận tâm bỏ ra nhiều tiền, bỏ ra chút thời gian. Không phải chỉ là do môn quy của vô cực môn hành thiện tích đức, tiêu phàm bản tính chính là như vậy. Chính vào lúc này, điện thoại của tiêu phàm reo lên. Xin chào, tiêu phàm sao, ta là nhiêu vũ đình gì nhiêu? Tiêu phàm vội vàng nói. Gì nhiêu? Nhiêu vũ đình cười khổ một tiếng nói. Không được tốt, Ta bây giờ đang ở trên đường cao tốc đến Thiết Môn. Vừa rồi xảy ra tai nạn, xe của ta bị đâm bay rồi. Tim tiêu phàm liền trầm xuống, vội vàng hỏi. gì Nhiêu, những người khác không có xảy ra thương vong chứ? Về phần an nguy của Nhiêu Vũ Đình, không cần phải hỏi lại, đây không phải đang gọi điện thoại cho hắn sao. Lái xe bị thương rồi, bị rơi ở trong rãnh, thế nhưng nhìn tình hình, không phải quá nghiêm trọng. Nhiêu Vũ Đình đã chấn định lại. a à, vậy là tốt rồi, cháu một mực đang lo lắng đây. Những lời này của tiêu phàm vẫn là xuất phát từ nội tâm, hắn giao cho nhiều vũ đình chiếc nhẫn kia, là báu vật vì thân đeo trên người của đại năng thời minh, bản thân nó chính là một pháp khí rất đặc biệt, chỉ cần nhiều vũ đình đeo trên người, nhất định có thể tránh được kiếp nạn lớn. Chỉ có điều những người đồng hành khác thì không đảm bảo rồi. Hiện tại nghe tin mọi người không sao, tiêu phàm tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Tiêu phàm, chiếc, chiếc nhẫn kia, nhiều vũ đình bỗng nhiên hạ giọng giọng điệu cũng trở nên vô cùng trần trừ do dự vừa rồi nếu không phải chiếc nhẫn kia kịp thời cảnh báo hôm nay quả thật quá nguy hiểm rồi đương nhiên nếu không phải bà bỗng nhiên yêu cầu dừng xe dường như cũng sẽ không xảy ra tai nạn thế nhưng kết hợp với lời nhắc nhở của tiêu phàm hai ngày trước với bà trong lòng nhiều vũ đình không nghĩ như vậy tiêu phàm tuyệt đối không phải người mù mờ bằng không làm sao có thể trùng hợp như thế bà không đeo chiếc nhẫn kia có lẽ xe tải lớn cũng sẽ không đâm phải chiếc xe Audi mà bà đang ngồi, thế nhưng tai nạn xe cộ trên đường cao tốc vô cùng kỳ quái, đương nhiên không chỉ có một loại này. Xe tải lớn không đâm chúng, không có nghĩa là một chuyến đi này của bà có thể bình an vô sự. Gì nhiêu, chiếc nhẫn không cần tìm nữa rồi. Tiêu phàm nhẹ giọng nói. Pháp khí đã chịu nạn thay, tìm thấy cũng chỉ là một đống ngọc vỡ. Vậy, tiếp theo làm thế nào? Xem ra nhiều vũ đình thật sự bị dọa hết hồn rồi bà thật sự không dám khẳng định tiếp theo có xảy ra chuyện không ngờ khác gì hay không. Dì Nhiêu, đã không sao rồi, dì yên tâm đi. Vậy sao, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Nhiều vũ đình thì thảo nói, thở phào một hơi. chương 157, lời mời. Màn đêm buông xuống, hội tư nhân, hoa nhài, cũng sáng lên ngọn đèn ấm áp. Gần đây, loại hội sở tư nhân này đang rất thịnh hành, Trở thành nơi tụ hội đầu tiên được lựa chọn của các nhân vật nổi tiếng ở thành Bắc Kinh, nguồn khách hàng từ khách sạn lớn phân luồng qua đây không ít. Khách sạn lớn đem đến cho người ta cảm giác luôn quá chính thống quá trình tự hóa rồi, rất khó tìm được cảm giác ấm áp như ở nhà. Hội sở tư nhân sở dĩ nhanh chóng nổi lên, chính là ở 10 phần công phu trên dưới hai chữ ấm áp. Đương nhiên, mức độ sang trọng của trang trí nội thất bên trong cũng không dưới cấp sao của khách sạn lớn. Hội sở hoa nhài trong các hội sở tư nhân ở thành Bắc Kinh là khá có danh tiếng, cũng rất đặc sắc. Đặc sắc lớn nhất của hội sở hoa nhài có 3 loại, thứ nhất là các loại hoa thơm cỏ lạ đặc biệt nhiều, người sáng lập hội sở bỏ ra rất nhiều công sức thu thập rất nhiều các cây các hoa có tiếng tăm trồng ở bên trong hội sở. Có người đùa nói, bên trong hội sở hoa nhài, cho dù là một cây cỏ bình thường nhất cũng là có lai lịch. Thứ hai là đồ ăn phòng riêng được làm rất bài bản, tay nghề của đầu bếp không giống người thường đặc điểm thứ ba lại càng có ý nghĩa ở tên của ông chủ hội sở ông chủ của hội sở hoa nhài tên là chu đại thường thật không biết cha của ông ta lúc đầu não là nghĩ như thế nào hoặc là thổi một cái như thế sau đó liền hoa mỹ gọi là chư đại tràng ruột của heo tiếng chung hai tên này đồng âm với nhau hơn nữa càng làm người ta rơi mắt kính chính là con trai của chu đại thường gọi là chu tiểu thường nói cách khác bệnh đầu óc động kinh này là có thể truyền nhiễm thế hệ này lây sang thế hệ khác. Lại không biết, con trai của Chu Tiểu Thường tương lai lại gọi là gì, lẽ nào lại gọi là manh chàng, ruột thừa. Cha con Chu Thị không những là ông chủ của hội sở tư nhân hoa nhài, mà còn là đầu bếp chính. Không uổng công cha con hai người đặt tên, phong cách, như vậy, tay nghề chính là cực kỳ tiêu chuẩn. Nhiều vũ đình là khách quen của hội sở hoa nhài, là người có được tấm thẻ kim cương cao cấp nhất. Nhiều vũ đình tự mình mời khách ăn cơm, nếu như là bạn bè riêng, bình thường đều là ở hội sở hoa nhài. Chỉ có khách công vụ mới sắp xếp ở khách sạn. Đi vào hội sở hoa nhài, bất kỳ lúc nào đều xuất hiện hoa thơm cỏ lạ, ngửi mùi hoa thơm nhẹ nhẹ sảng khoái. Giản tú hoa không kìm được chật lưỡi tán thưởng. Hội sở này quả thật không tệ. Hội sở hoa nhài thời gian khai trương cũng không quá dài, giản tú hoa cũng là lần đầu tiên tới đây dùng cơm. Với đại đa số hội sở tư nhân giống nhau, hội sở hoa nhài cũng là thi hành chế độ hội viên, không phải là hội viên của hội sở hoa nhài, thân phận có cao đến đâu, tiền có nhiều đến đâu, cha con chu đại thường chu tiểu thường vẫn là lượng thứ không tiếp đãi. Phí hội viên ở hội sở hoa nhài nằm trong top 3 trong các hội sở ở thành Bắc Kinh. Đối với mức lương bình thường mà nói, phí hội viên một năm ở hội sở hoa nhài chính là một con số thiên văn. Tiêu chạm làm quan thanh liêm, giản tú hoa cũng không có kiêm chức, đơn cử tiền tài mà nói, giản tú hoa trong số nữ chủ nhân nhà quyền quý ở thành Bắc Kinh được xem là giai cấp vô sản. Vụ tai nạn xảy ra thình lình kia, cắt đứt hành trình thiết môn của nhiều vũ đình. Sau khi cảnh sát giao thông tới hiện trường, nhiều vũ đình đơn giản nói lại một chút tình hình, ngay sau đó quay về Bắc Kinh, lập tức gọi điện thoại cho giản tú hoa, mời hai mẹ con bà và tiêu phàm đến hội sở hoa nhài dùng cơm tối. Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều vũ đình không quan tâm đến sự ngăn cản của cảnh sát giao thông, Kiên trì tiến vào trong chiếc xe đã bị hủy không còn chút hình dáng nào, tìm cho ra chiếc nhẫn ngọc bích kia. Thời điểm nhìn thấy chiếc nhẫn, nhiều vũ đình lại thêm một lần nữa sừng sốt. Chiếc nhẫn ngọc vẫn yên tĩnh nằm ở trên ghế sau của chiếc Audi, bể thành hai nửa. Những ngọc phỉ thúy xanh lục đã biến thành màu lục ảm đạm không ánh sáng. Nhiều vũ đình giật mình không phải là cái này, bà kinh ngạc chính là chiếc nhẫn ngọc rõ ràng không phải vì va chạm tổn thương mà chính là hoàn toàn từ bên trong chỉnh tề vỡ làm hai mảnh giống như là chiếc nhẫn tự nứt ra va chạm kịch liệt như vậy không ngờ lại không làm lệch vị trí chiếc nhẫn vẫn ở trên chỗ ngồi phía sau đương nhiên cũng có thể giải thích như thế này lực va đập cực lớn làm cho chiếc nhẫn bay ra ngoài ở tấm thành đằng sau ghế trước đâm vỡ thành hai mảnh trùng hợp thế nào lại bắn về trên ghế sau nhưng đem cả sự việc nối lại với nhau để suy nghĩ nhiều vũ đình bất luận thế nào đều không tin loại trùng hợp này. Toàn thân nhiều vũ đình trong nháy mắt chợt truyền đến một cơn lạnh toát. Đến buổi tối, sự việc đã qua được mười mấy tiếng, nhiều vũ đình hiển nhiên hoàn hồn trở lại, lại khôi phục thành quản lý trưởng như phong độ nho nhã, đoan trang cao quý. Thế nhưng thái độ của bà với giản tú hoa rõ ràng càng thêm thân mật vài phần. Chị, đầu bếp lớn của nơi này tay nghề không tệ, rất hợp với khẩu vị của em. Chị sau này có thời gian có thể thường xuyên đến đây ăn cơm, bọn họ ở đây cũng có làm đẹp đấy. Nhiều vũ đình mỉm cười nói, thuận tay đưa cho giản tú hoa một tấm thẻ. Chị, đây là thẻ hội viên của bọn họ. Giản tú hoa giật mình kinh hãi, liên tục khoát tay cự tuyệt, nói. Vũ đình, cái này không thể được, ta không thể cầm tấm thẻ này. Bà mặc dù là lần đầu tiên đến hội sở hoa nhài, thế nhưng nhìn thấy dáng điệu này, trong lòng sáng rõ như gương, chi phí của hội sở này tuyệt đối không nhỏ, tấm thẻ hội viên này của Nhiêu Vũ Đình, chỉ sợ giá trị không xa xỉ, ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn tệ. Một ân tình lớn như thế này, không thể tùy tiện cầm. Chị, chúng ta chị em bao nhiêu năm rồi, chị còn khách khí thế này với em. Nhiêu Vũ Đình cười, cứng rắn đem thẻ hội viên nhét vào trong tay giản tú hoa. Tiêu Phàm liền cười. Nhiêu Vũ Đình quả nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ, so với nữ chủ nhân nhà gia thế bình thường hoàn toàn không giống nhau tác phong hành sự rõ ràng 10 phần là tác phong của giới quan trường. Bà muốn cảm tạ là tiêu phàm, thế nhưng tiêu phàm không thiếu tiền. Đừng nhìn tiêu phàm hai ngày trước nói nhẹ nhàng bâng quơ, nói là chút ý mân mê. Thế nhưng một món đồ nhỏ rút ra có thể đổi một chiếc xe Mercedes Benz đem về, tấm thẻ này đưa đến tay tiêu phàm, quả thực chính là của ít lòng nhiều, rồi. Tặng cho giản tú hoa là thích hợp nhất. Dù sao bà và Giản Tú Hoa cũng là chị em thân thiết nhiều năm, đối với tình hình của Giản Tú Hoa hiểu biết rất rõ ràng. Mẹ, gì nhiêu có ý tốt, mẹ cũng không nên từ chối nữa. Tấm thẻ hội viên về sau con sẽ phụ trách nạp tiền. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hắn quan tâm không phải là tấm thẻ hội viên, quan tâm chính là động tác này của Nhiêu Vũ Đình. Trên ý nghĩa nào đó, Nhiêu Vũ Đình có thể đại diện cho Lão Phương gia, ít nhất có thể đại diện cho chồng của bà, chủ nhiệm Phương Lê, đây mới chính là mục đích của tiêu phàm. Lực che đậy thiên cơ trên người ông cụ quá nặng, tiêu phàm hoàn toàn không có cách nào nhìn ra manh mối nào. Cái này thực ra hiển thị rất rõ ràng ra sự rơi xuống của tiêu phàm trên cảnh giới tướng thuật. Luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, thất bại trong gang tắc, tiêu phàm bị thương rất nặng, bất đắc dĩ phải trải qua kiếp nạn hồng trần. Hạo nhiên chân khí tổn thương, hoặc là có thể mượn dùng ngoại lực và các vị thuốc nhanh chóng khỏi hẳn, không cần lâu liền có thể tu lại cảnh giới đại viên mãn thế nhưng rất xuống từ trên cảnh giới thuật pháp, thì không thể dễ dàng tu luyện trở lại như vậy. Chẳng những cần có thời gian, còn cần cơ duyên nhất định. Tình hình của ông cụ không chắc chắn, cũng là biểu thị tiền đồ của lão tiêu gia vẫn là cái chưa biết. Tiêu phàm chỉ có thể nhúng tay từ, trình tự bình thường, ở những năm sinh thời của ông cụ, tận lực làm cho tiêu gia lớn mạnh và lấy tiêu gia làm trụ cột thực lực của đại môn phái. Có thực lực lớn mạnh làm hậu thuẫn, tính toán tuổi thọ của ông cụ không vĩnh viễn, buông tay đi Tây Thiên, lão tiêu gia cũng có thể ngăn cản được áp lực và ám tiến bất ngờ đâm đến từ các phía. Lão Phương gia tuyệt đối xứng đáng là thế gia hào môn lỗi lạc. Nghe con trai nói như vậy, giản tú hoa cũng không từ chối nữa, cười đem tấm thẻ hội viên đặt vào ví đem theo bên người, ánh mắt hướng về phía tiêu phàm, không còn là oán trách của hai ngày trước. Lộ ra một bộ mặt đầy thể diện. Nhiều vũ đình tính tình tâm cao khí ngạo, giản tú hoa rất rõ ràng. Trong ấn tượng của giản tú hoa, đây vẫn là nhiều vũ đình lần đầu tiên mời vãn bối dùng cơm. Đến đây, chị, tiêu phàm, chúng ta vào bên trong ngồi đi. Phòng ăn của hội sở hoa nhài được thiết kế cổ kính, có sự thước tha của đình viện Giang Nam, cũng có hương vị của lâm viên hoàng gia, xem là một thể hỗn hợp. Phương do Mỹ đi theo sau lưng mẹ, đôi khi liếc về phía tiêu phàm. Thế nhưng ánh mắt của tiểu nha đầu có chút cổ quái, mang theo chút trào phúng và hoài nghi nói không ra lời, thậm chí còn có chút chán ghét nhưng lại không biết trong lòng giả dạ hẹp hòi của cô Beirut cục đang nghĩ cái gì. Quản lý trưởng Nhiêu, chào bà, chào bà. Một người đàn ông mập mạp tuổi chừng 50 tiến lên nghinh tiếp, mặc bộ áo ngắn màu trắng của nhà bếp, cười ha ha chào hỏi Nhiêu Vũ Đình. Chu Tổng, chào ông. Nhiêu Vũ Đình mỉm cười ứng đối. Giản tú hoa có chút kỳ quái, không hiểu tại sao Nhiêu Vũ Đình và một vị đầu bếp béo lại quen thân như thế. Chị, vị này chính là Chu Tổng, Chu Đại Thường hội sở hoa nhài là do ông ta mở. Ông đồng thời cũng là đầu bếp đặc biệt bậc một, món do khách quan trọng trong hội sở đặt đều là do Chu Tổng đích thân xuống bếp. Chu Tổng, giới thiệu với ông một chút, đây là chủ nhiệm giản giản tú hoa, đây là phó trưởng phòng tiêu, tiêu phàm. Khi giới thiệu, hiển nhiên là xưng hô chức vụ. Trong hội sở tư nhân ở thành Bắc Kinh, chức vụ tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị gì đấy, thực tế cũng không nổi tiếng như thế nào, làm cho người ta rất dễ liền đánh đồng bọn họ với dê béo. Mà một vị trưởng phòng hành chính lớn của Bắc Kinh lại tuyệt đối được xem là một nhân vật, bao nhiêu chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc đều phải cầu cạnh người ta, nhìn sắc mặt của người ta để hành sự. Chào ba, chào ba, giản chủ nhiệm, chào ngài, phó trưởng phòng tiêu, hoan nghênh đại giá đến hội sở hoa nhài, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Chu đại thường vội vã nhún mình chào hỏi giản tú hoa, tiêu phàm. Vị chủ tịch Chu Kiêm đầu bếp đặc biệt cấp một y toàn thân đều tròn vo, miệng luôn cười, giống Đức Phật Di Lặc diện mạo cũng tương đối thật thà chất phác, không khiến cho người ta chán ghét. Từ lời giới thiệu của nhiều vũ đình, chu đại thường cũng rất nhạy bén ý thức được, hai vị này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Nhiều vũ đình có hậu thuẫn như thế nào, chu đại thường ít nhiều cũng biết một chút. Rất nhiều khách đến hội sở hoa nhài, đều đối với nhiều vũ đình cực kỳ cung kính. Hiện tại nhiều vũ đình gọi giản tú hoa là chị, rõ ràng là một loại tôn xương nào đó, không hề nghi ngờ, xuất thân của hai vị này không dưới như vũ đình giản tú hoa mỉm cười khách khí đôi câu tiêu phàm vươn tay bắt tay chu đại thường một chút chu đại thường bàn tay cực kỳ đầy đặn thịt xếp lớp thế nhưng so với đại đa số đầu bếp lại không giống nhau bàn tay của chu đại thường cực kỳ khô giáo lại càng không dính mỡ khi bắt tay vô cùng trầm ổn có lực không giống đa số người béo bắt tay với người khác cảm giác mềm nhũn tiêu phàm nhẹ nhàng cười quả nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Dưới sự dẫn đường của Chu Đại Thường, dẫn đám người nhiều vũ đình tiến vào một phòng ăn riêng, cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ chính là từng khóm từng khóm hoa nhài, đóa hoa nở rộ trắng muốt, hương hoa sông vào mũi, khiến cho người ta tinh thần sảng khoái. Nhiều vũ đình cũng không nhường giản tú hoa và tiêu phàm, trực tiếp chọn vài món ăn. Bà là khách quen của nơi này, biết món nào là món kinh điển nhất, cũng không cần phải khách khí nữa tối hôm nay vốn dĩ cũng không phải là vì đến dùng cơm. chương 158, anh suy đoán một chút, khi nào thì tôi gặp xui xẻo. Chu đại thường đích thân xuống bếp, lấy lại tinh thần, rất nhanh mấy món ăn gia đình đã được đưa lên. Giản tú hoa cười nói, ôi, món trứng gà chiên này thật thơm. Tất cả đều là món ăn gia đình ngày thường, ngay cả một món ăn cao lương mỹ vị cũng không nhìn thấy. Nhiều vũ đình mỉm cười nói, đến hội sở hoa nhài chính là nhằm vào món ăn gia đình do cha con chu ra làm rất bài bản có thể đem món ăn đơn giản nhất làm ra hương vị tuyệt hảo nhất đó mới thực là đầu bếp lớn giống như đĩa cật heo xào áp chảo này đầu bếp khác chế biến ra khiến người khác cảm giác chính là một đĩa cật xào qua lửa chu đại thường chế biến ra chính là cật heo xào áp chảo cật heo xào áp chảo rau thịt xào trứng chiên đồ ăn như vậy ở khách sạn khác nhiều vũ đình không bao giờ ăn càng không chọn món đó. Bà vô cùng chú ý đạo dưỡng sinh, nội tạng động vật rất ít khi ăn. Nhưng ở hoa nhài, lại chuyên chọn những món ăn này. Tiêu Phàm cười nói, thần kỳ trong chỗ tầm thường, mới thật sự là thần kỳ. Chính là đạo lý này. Nhiều vũ đình gật gật đầu, lập tức lại cảm thán một tiếng. Vũ Phàm, cháu cũng là thật sự thần kỳ. Tiêu Phàm cười, khoát khoát tay nói. Gì nhiêu, quá khen rồi mệnh lý tướng học và toán học là giống nhau đều xem là học vấn của tổ tông lưu truyền mấy nghìn năm vẫn luôn là có đạo lý một số hiện tượng quả thực tương đối kỳ diệu dựa vào trình độ khoa học của chúng ta hiện nay rất khó để đưa ra giải thích hợp lý thế nhưng không thể biểu thị loại hiện tượng này là mê tín phong kiến chân tướng vẫn luôn trong quá trình khám phá không ngừng nhiều vũ đình nhẹ nhàng gật đầu nói đúng thế một số chuyện nếu như không thực sự xảy ra bên cạnh bản thân mình có thể rất nhiều người sẽ không tin, xem ra quan điểm của ta vẫn phải thay đổi một chút. Phương do Mỹ liền có chút giật mình liếc mắt nhìn mẹ một cái. Trong trí nhớ của cô, nhiều vũ đình là một người vô cùng, cố chấp, rất ít người có thể thay đổi quan điểm của mẹ, thậm chí ngay cả cha của Phương do Mỹ là Phương Lê cũng rất khó làm được. Hiện tại không ngờ ở trước mặt tiêu phàm lại có thể nói ra những lời này. Trước ánh mắt kinh ngạc của con gái, nhiều vũ đình hiển nhiên không thèm quan tâm đến, bưng lên một ly nước trà nói chị tiêu phàm em không thích uống rượu cho lắm lấy trà thay rượu chúng ta chạm ly một chút giản tú hoa cười nâng ly trà lên tiêu phàm cũng nâng ly trà mọi người chạm ly một chút cũng không nói lời nào nhiều vũ đình có thể làm được như thế này đã là vô cùng lợi hại rồi ý cảm tạ đều ở trong lời không nói có những lời không cần thiết phải nói ra bằng không liền trở nên bình thường rồi a à, khoan đừng nói món trứng chiên này quả thật rất ngon. Giản tú hoa thử một miếng trứng chiên, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, tán thưởng. Nhiều vũ đình cười nói, nơi này à, không thể thường xuyên đến, nếu không rất khó khống chế cái miệng, khẩu vị của em đều đã được nuôi dưỡng hư rồi. Xem như là đánh giá tốt nhất đối với tay nghề của Chu Đại Thường. Phương do Mỹ không uống trà, gọi một lon nước ngọt, thỉnh thoảng uống một ngụm, tinh lực vẫn đặt trên điện thoại. Thế nhưng vẫn thừa dịp không ai chú ý, Liếc Tiêu Phàm một chút, dường như muốn tìm ra sơ hở của Tiêu Phàm. Có đánh chết tiểu nha đầu cũng không tin, Tiêu Phàm biết, tiên đoán còn có thể tiên đoán cực kỳ chuẩn. Tất cả đều là trò siết gạt người. Nếu có thể vạch trần hắn, đó mới thú vị, đến lúc đó, nhìn hắn sẽ là sắc mặt như thế nào. Mẹ cũng thật là, ngày thường anh minh như thế, thế nào lại bị người này đùa cợt. Coi tư thế kia, thật đúng là giả thần giả quỷ, trở thành nhân vật khó lường. Động tác nhỏ của Phương do Mỹ, làm sao có thể vượt qua đáy mắt của Tiêu Phàm, chỉ làm như không biết. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn là thật sự không rảnh đi cân nhắc tâm tư của cô bé. Tiêu Phàm, nói xem, cháu muốn tìm một đối tượng như thế nào? Nhiều vũ đình cười hỏi, mang theo một chút giọng điệu trêu chọc. Cái này rất bất ngờ, trước mặt vãn bối thế ra, nhiều vũ đình thông thường đều cực kỳ coi trọng thể thống. Tiêu Phàm cười cười, nói. gì Nhiêu, chuyện này cháu vẫn chưa nghĩ xong, nói thật với gì, cháu bây giờ vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý cho việc kết hôn. Ừm, lời nói này thật có trình độ, chưa có dự định kết hôn, thế nhưng nói chuyện yêu đương, trò chơi hồng trần vẫn là có thể. Ta nói con trai các ngươi làm sao đều là một ruột này. Có thể đổi mới một chút không, có trách nhiệm một chút được không? Không đợi nhiều Vũ Đình mở miệng, Phương Do Mỹ liền trợn mắt, rất khinh thường nói, khuôn mặt đều là thần sắc khinh miệt nhiều vũ đình sẵn giọng do mỹ lại nói linh tinh không có tôn ti trật tự gì cả anh tiêu phàm cũng không là học sinh trung học con nghĩ giống như bạn học của con là một tiểu nam sinh hay sao tiểu nam sinh thì làm sao tiểu nam sinh chí ít đơn thuần chân thành sẽ không giả thần không lừa gạt người khác phương do mỹ một chút cũng không chịu nể mặt mũi xem bộ dạng cô vốn dĩ muốn nói giả thần giả quỷ suy xét đến giản tú hoa đang ngồi cuối cùng dừng cương trước bờ vực, đem lời nói trong miệng nuốt xuống, đổi lại một câu tính đả kích không mạnh như thế nữa. Nhiều vũ đình đối với cô con gái bảo bối này cũng thực có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cười xin lỗi, nói. Chị, tiêu phàm, chớ để ý nhé, nhà đầu này chính là tính cách này, nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không suy nghĩ. Giản tú hoa rộng lượng nói. Không sao, không sao, tiểu Mỹ vẫn là một đứa trẻ mà, lời trẻ con không kiêng kỵ, không kiêng kỵ. Kỳ. Vốn dĩ nhiều vũ đình phê bình cô nói chuyện không có đầu óc, Phương do Mỹ cực muốn phản bác, nhưng vẫn là e rè mặt mũi của giản tú hoa, khẽ, hưm, một tiếng, lại vùi đầu vào chơi điện thoại. Trong mắt cô, những món ăn gia đình mà nhiều vũ đình, giản tú hoa khen không dứt này cũng chỉ tầm thường. Tiểu cô nương ở độ tuổi này như Phương do Mỹ, rất nhiều người được đặt danh hiệu, thùng cơm, thế nhưng, thùng cơm, và, hào ăn, là hai chuyện. Thùng cơm, chú ý số lượng, để ý nếm thử các loại đồ ăn không giống nhau, thế nhưng tuyệt đối không nghiên cứu khẩu vị. Khẩu vị là những người có tuổi hoặc những ẩm thực ra, háo ăn, mới để ý tới. Ha ha, chị, tiêu phàm vẫn là có chút non trẻ. Nhiều vũ đình cười nói, tìm cho tiêu phàm một lối thoát. Giản tú hoa liền có chút mặt mày ủ rủ nói. Ai nói không phải chứ, tiểu phàm những năm này đều chỉ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, nhân tình thế thái có chút không hiểu, tiêu phàm thầm buồn cười. Trong miệng của mẹ, những thứ đồ thần thần quỷ quỷ kia bỗng nhiên lại trở thành học vấn, rồi. Chuyển biến rất không tệ. Nói đến cũng là bình thường, học vấn này thế mà lại cứu được nhiều vũ đình một mạng, vẫn không thể nói là học vấn bình thường, phải là đại học vấn. Học vấn có thể cứu người, có thể cứu đời, đương nhiên là đại học vấn. Thế này đi, tiêu phàm, dì nhiêu cho cháu kỹ lưỡng xem xét một chút, theo ý kiến của mẹ cháu, diện mạo đoan trang, tính cách dịu dàng, ý của cháu như thế nào. Nhiều vũ đình biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nói. Được, vậy tất cả đều nhờ cậy gì nhiêu rồi. Đối với việc giới thiệu đối tượng, xem mắt như thế này, bản thân tiêu phàm hiển nhiên sẽ không thật sự có hứng thú. Có điều nhìn tư thế sốt ruột như ngồi trên đống lửa, hận không thể có cháu bế ngay mai của mẹ, tiêu phàm cũng chỉ có thể đồng ý với ý tốt của nhiêu vũ đình. Dù gì thì có nhìn chúng hay không, có lấy về nhà làm vợ hay không, quyền chủ động là ở trong tay mình. Nếu đã phải trải qua kiếp hồng trần, phải giúp tổ phụ đưa lão tiêu ra phát triển lớn mạnh, những việc này vẫn là trốn không nổi. Vòng tròn của thế gia hào môn lớn như vậy, những điều được coi trọng cũng không ngoài chuyện phú quý mãn đường, con đàn cháu đống. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Chị, tối nay không có kế hoạch gì gấp gáp chứ. Dịch vụ làm tóc làm đẹp của bọn họ ở đây vẫn xem là tốt, hay là chúng ta đi thử dùng cơm xong, nhiều vũ đình cười đưa ra lời mời. Đại ơn cứu mạng, vẫn không thể đơn giản ăn một bữa cơm là xong, nhiều vũ đình, theo lý biểu hiện càng thêm khách khí một chút. Hơn nữa bà và giản tú hoa vốn dĩ cũng là bạn thân, những năm này thường xuyên đi làm cùng với nhau. Được chứ, vậy thì đi thử một chút. Giản tú hoa hiển nhiên sẽ không chối từ, mặc dù bà ngày thường cũng không quan tâm lắm đến chuyện chính trị, thế nhưng suốt thân thế ra, gả vào nhà quyền quý, mấy chục năm mưa dầm thấm đất, một tính và hiểu biết với chính trị không phải là thứ mà nữ chủ nhân gia đình bình thường có thể so sánh. nhìn thấy tiêu phàm trong một câu, nhiều vũ đình thái độ thân mật, đương nhiên phải thừa cơ hội này tiến thêm một bước phát triển cảm tình với nhiều vũ đình, liên kết tiêu gia và phương gia chặt chẽ lại với nhau. tiêu phàm, cháu có thích đánh bowling không? nhiều vũ đình lại hướng về phía tiêu phàm hỏi. thích à? tiêu phàm hàm ý cười nói. kỳ thật hắn chưa từng chơi bowling, thế nhưng biết quy tắc trưởng giáo chân nhân vô cực môn ngày thường mặc dù chuyên tâm nghiên cứu thuật pháp, trung quy vẫn không phải là ngăn cách với môi trường sinh hoạt, hắn đồng thời còn là cháu đích tôn trưởng của lão tiêu gia, một số hoạt động giải trí thế tục vẫn là có nghe biết đến. Vậy được, tiểu Mỹ cũng thích chơi bóng, hai đứa đi đánh vài hiệp đi, chúng ta có thể cần tốn chút thời gian. Vâng, tiêu phàm vẫn khiêm nhường lễ độ. Được, vậy chúng ta đi tới bộ phận chăm sóc sắc đẹp. Trung tâm thể hình ở bên trái, Tiểu Mỹ biết đường đi đấy. Mẹ, hai người mau đi đi, con đâu phải là trẻ con. Phương do Mỹ có chút không kiên nhẫn nói. Con không phải trẻ con thì là gì, chẳng lẽ là người lớn sao? Nhiều vũ đình liền trách mắng một câu. Phương do Mỹ ướn ướn ngực, đừng nhìn cô tuổi còn nhỏ, quy mô bộ ngực vẫn là tương đối khả quan, đường cong cao ngất. Ý này chính là nói, mẹ nhìn xem con là trẻ con hay là người lớn nhiều vũ đình có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng chẳng muốn tiếp tục giáo huấn con bé cùng với giản tú hoa đi tới bộ phận chăm sóc sắc đẹp mắt thấy hai vị mẫu thân dễ qua hành lang nhìn không thấy rồi phương do mỹ lập tức lấy hai tay ôm ngực chừng đôi mắt to tròn lấp lánh cười lạnh nói phó trưởng phòng tiêu anh thật đúng là một đại lưu manh tiêu phàm làm gì sẽ so đo với tiểu cô nương này cười cười nói đi thôi đi chơi bowling linh thôi đứng lại Tiểu cô nương gào to một tiếng, tiếp tục trừng mắt nhìn tiêu phàm, khắp mặt đều là vẻ mặt không tin tưởng. Lúc này, cô làm gì có tâm tư đi đánh bowling linh cái gì chứ? Tiêu phàm quả thực đứng lại, trong miệng ngậm ý cười nhìn cô, trong mắt đều là biểu hiện bất đắc dĩ của anh trai dành cho em gái càn quấy. Phương do Mỹ tiếp tục hai tay ôm ngực, vây tới vây lui quanh người tiêu phàm, đánh giá cao thấp. Anh nói xem, anh rốt cuộc là làm thế nào để che đi? Hay vốn dĩ là anh tính kế? Tiêu Phàm lắc đầu, hơi buồn cười, nói. Cái này cũng có thể tính kế ư. Tính kế cho xe tải trên đường cao tốc đâm bay chiếc Audi của nữ chủ nhân Phương ra. Thật không biết trong quả đầu dưa của tiểu nha đầu này nghĩ những gì. Cô bé dường như cũng cảm thất mình nói lời này có chút ngang ngược vô lý, trong mắt nhanh như chớp đảo qua đảo lại, nói. Được, anh muốn tôi tin tưởng đây là anh tiên đoán, vậy anh tiên đoán một chút, tôi lúc nào sẽ gặp đen đùi. Được, đợi một chút đi đánh bowling, chú ý dựa bên trái, đừng dựa bên phải, nếu không sẽ bị thương đó. Tiêu Phàm rất tùy ý nói. chương 159, anh là yêu quái ửm. Phương do Mỹ lập tức liền trợn tròn đôi mắt to. Anh nói là, một lát nữa tôi sẽ gặp xui xẻo ư. Có tôi đi cùng, sẽ không đâu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, giọng điệu lại vô cùng chắc chắc. Theo ý này, anh là thần tiên hạ phàm rồi vậy anh có biết bay không? Bay một cái cho tôi xem xem, xem anh có từ trên trời rơi xuống hay không? Phương do Mỹ không tự chủ được đối với tiêu phàm dùng, thuật biện luận trên Internet, trước tiên chính là tự làm chủ, giả thiết ra một khả năng, sau đó dựa vào điểm này, phát huy vô hạn, cuối cùng luận chứng người khác chính là nói hưu nói vượt. Tiêu phàm cũng không tức giận, cười nói. Có thể chứ, khi thích hợp, anh sẽ bay cho em xem. Anh vô lại mắt thấy tiêu phàm luôn không vội vàng, không hấp tấp, không gợn chút sợ hãi, phương do Mỹ cũng có chút bất đắc dĩ, rồi. Biện luận với người khác, sợ nhất chính là gặp đối thủ như tiêu phàm, vĩnh viễn không xung đột chính diện với anh, thể hiện rõ một chút cũng không rằng co với anh. Cãi nhau với người như thế, thật không có sức lực. Ý chí chiến đấu, tràn đầy, không tìm thấy chỗ để chút. Vậy được, chúng ta bây giờ đi chơi bóng, tôi quyết đi bên phải. Quyết phải xem xem, Tôi sẽ gặp xui xẻo như thế nào? Được, Tiêu Phàm vẫn là mỉm cười gật đầu. Hừ, chiếc mũi nhỏ của cô bé nhếch lên, hai tay giấu ra sau lưng, mười ngón tay đan lại nơi đáy lưng nhỏ xinh, dưới chân mang theo ý nhảy chân sáo, đi thẳng về phía trước, không thèm để ý đến Tiêu Phàm nữa. Mái tóc đen nhánh, giống như làn sóng cuộn lên nhấp nhô, phập phồng. Cô bé quả thật rất xinh đẹp, bất kể diện mạo, dáng người đều là tiểu mỹ nhân xếp hàng top 1 chỉ là tính cách có chút không chính thống tiêu phàm cười cười vô thành vô tức theo sát ở phía sau cô phương do mỹ miệng tuy nói cứng giống như hoàn toàn không tin vào tiên đoán của tiêu phàm khăng khăng đi bên con đường nhỏ phía bên phải tuy nhiên trong đôi mắt to lại tràn đầy cảm giác không kìm được quét mắt nhìn hết thảy xung quanh một lượt sợ có thứ gì từ trong khóm hoa bên đường vù một cái xông ra khiến bản thân té vào đó bóng đêm dần sâu hai bên con đường mòn trong không gian rừng bên trong hội sở hoa nhài, hoa và cây cảnh sum xuê, theo gió vờn xào sạc. Dưới ánh đèn mờ ảo, biến ảo thành các hình dạng không giống nhau, bốn phía yên tĩnh, trong lòng Phương do Mỹ thực sự có chút sợ hãi. Cô bé không sợ cái khác, cô sợ ma. Suốt cục, quán bowling đang ở trong tầm mắt, nhìn thấy ánh đèn huy hoàng trước cửa và lớp sàn xi măng rộng mở sáng tỏ trước mặt, tiểu nha đầu âm thầm thở phào một cái. Đến cửa của quán bowling, Phương do Mỹ mãnh liệt xoay người lại, lại bị dọa cho một trận. Tiêu phàm là đi đằng sau lưng cô, cách xa nhau không đến một mét. Suốt quãng đường tiểu nha đầu chỉ chăm chăm về phía trước, tuyệt đối không nhìn về phía sau, đỡ phải làm cho tên kia cảm thấy mình đang đợi hắn. Cảm giác, tiêu phàm cách cô có chút xa, không ngờ lại dính sát ngay phía sau lưng. Anh, cái người này, sao lại thế này? Tuổi mèo sao, đi đường một chút tiếng động cũng không có. Phương do Mỹ lập tức rất tức giận. Thiếu chút nữa dọa chết mình rồi. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Phương do Mỹ bĩu môi, rất khinh thường nói. Này, thế nào vậy? Tôi hiện tại không phải tốt sao? Đều nói anh đang lừa người, anh chính là đại lừa. Cẩn thận! Tiêu phàm bỗng nhiên nói, tay đưa ra, cô bé vẫn chưa kịp định thần. Bàn tay nhỏ xinh liền bị một bàn tay to lớn mà ấm áp nắm chặt lấy. Lập tức một cỗ lực mạnh truyền đến, thân mình bé nhỏ mềm mại không tự chủ được ngã nhào vào lồng ngực của tiêu phàm. a à, anh làm gì vậy? Cô bé hét dầm lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía bên trên cửa lớn của quán bowling rơi xuống một vật đen đen, ân, ừ, một tiếng, rơi vỡ nát bên chân của phương do Mỹ, gốm xứ và bùn đất xung quanh vảy ra. Phương do Mỹ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là một tiếng thét chói tai, lập tức chui vào ngực của tiêu phàm. Thân mình nhỏ bé yêu kiều, mềm mại mà có đàn hồi, mùi thơm xông vào mũi. Nói rồi, phải đi bên trái, đừng đi bên phải. Tiêu phàm hạ giọng nói. Chân tĩnh hồn phách, phương do Mỹ mới phát hiện, cái vật đen đen rơi xuống kia là một chậu hoa. Bên trên cửa chính của quán bowling cũng đặt một dãy hoa cỏ, chậu hoa này liền rớt xuống. Nếu như không phải tiêu phàm sớm đã có chuẩn bị, phương do Mỹ cũng sẽ bị đập vừa vặn. Nhân viên bảo vệ của quán nghe thấy âm thanh, chạy tới, vừa nhìn thấy tình hình này, liên tục không ngừng xin lỗi hai người sao lại thế này các người làm thế nào vậy thiếu chút nữa đập chết tôi rồi phương do mỹ phẫn nộ kêu lên nhìn lên cô bé này quả thật rất tức giận bị dọa một trận là một chuyện khác mấu chốt là ở chỗ lại bị tiêu phàm che mắt đúng rồi tiểu nha đầu thực không có mặt mũi rất xin lỗi rất xin lỗi nhân viên bảo vệ liên tục nói xin lỗi có thể đến hoa nhài tiêu tiền mỗi một người đều không đơn giản không phải là cao quan thì là cường hào, không thì là con cái nhà giàu mới nổi. Những tiểu thư công tử này quả thật đắc tội không nổi, huống hồ đây vốn dĩ cũng là vấn đề của hội sở. Hừ, ngay sau đó, Phương do Mỹ mới ý thức được chính mình vẫn đang rút vào trong ngực của tiêu phàm, lập tức xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, liền tức khắc dùng sức uốn cái eo, dẫy rụa đi ra, không hề bốc hỏa với nhân viên bảo vệ nữa, nổi giận đùng đùng nhìn thẳng tiêu phàm. Giống như tất thảy ở đây đều là lỗi của tiêu phàm. Tiêu Phàm cũng không để ý đến lửa giận của cô bé, an ủi nhân viên bảo vệ đang hoảng sợ đôi câu, chậm rãi đi vào quán bowling. linh. Được, tôi xem anh có phải thần tiên hay không. Ngơ ngẩn nhìn bóng lưng không nhanh không chậm của Tiêu Phàm, Phương Do Mỹ nhẹ nhàng đá một chân, lẩm bẩm một câu, chặt chẽ đi theo sau. Quán bowling linh của hội sở hoa nhài khá, mini, chỉ có 8 đường bóng. Rốt cuộc chỗ đánh bóng chỉ là một bộ phận tạo thành khu tập thể hình mà thôi. Tương đối mà nói, Bowling đối với thể lực yêu cầu rất cao, bình thường người giàu có quen sống an nhàn su y g xứ y g, thật đúng là không thể chơi nhiều. Nếu khỏe mạnh, cả người đau nhức phải vài ngày mới có thể giảm được, dư vị đó quả thực không dễ chịu. Lúc này đang chơi bóng trong quán bowling, cũng có mười mấy người, phân thành bốn nhóm, chiếm bốn đường bóng, cạch, tang, cạch, tang, đánh với khí thế ngất trời. Đi, chúng ta chơi bóng, anh có biết chơi không? phương do mỹ đi lên cầm một trái bóng nặng tám bao màu hồng cô vóc dáng cao gầy dù sao tuổi còn nhỏ lại là con gái thể lực hiển nhiên sẽ không thể so sánh với đàn ông đã trưởng thành thế nhưng cô bé hoài nghi tiêu phàm quả thực không phải không có lý tiêu phàm nhìn lên quả thực rất nhã nhận sắc mặt tái nhợt ẩn ẩn mang theo thần sắc có bệnh một chút cũng không giống dáng vẻ thường xuyên luyện tập tôi hiểu quy tắc chưa từng chơi qua tiêu phàm đúng sự thật mà nói vậy à vậy tôi dạy cho anh nhé. Nhìn này, là cầm bóng như thế này, dùng ngón giữa và ngón áp út, không cần dùng ngón trỏ, ngón trỏ không đủ lực, nà, chính là như vậy. Cô bé miệng nói tay làm, chạy lấy đà vài bước, rất tự nhiên, phóng khoáng đưa bóng trong tay ném ra ngoài, tư thế thật vô cùng diễm lệ. Cạch tang, một tiếng, đánh ngã tám cái bình. Trên màn hình điện tử hiển thị 8 điểm. Phương do Mỹ lần thứ hai đánh bóng, lại đánh ngã thêm một chiếc bình, được 9 điểm. Thấy chưa, chính là chơi như vậy đó, quy tắc ghi điểm cũng rất đơn giản, nhìn một cái là biết rồi. Đến đây, anh thử xem, anh dùng loại 12 pao, không, dùng loại 10 pao đi. Phương Do Mỹ cũng là có ý tốt, lò bóng 12 pao tiêu phàm căn bản ném không được. Tiêu Phàm cũng không phân bì, nhận lấy bóng xanh 10 pao, học theo dáng vẻ của Phương Do Mỹ, chạy lấy đà vài bước, ném bóng ra, kết quả bóng trực tiếp lăn vào đường máng bên cạnh. Ăn zero. Phương do Mỹ cười khanh khách. Hóa ra anh đúng thật là gà mờ, không biết chơi thì thôi, chúng ta có thể đi chơi cái khác, đánh cầu lông, tennis đều được." Tiêu Phàm cười nói. "Bình thường đều là học mới biết, không phải sinh ra đã biết, cái này cũng không khó học." "Được, chính là lời này, chúng ta học trước một ván, sau khi học xong, chúng ta đấu một chút." "Được." Đối với những chuyện không cần gấp gáp, Tiêu Phàm trước sau đều là một loại thái độ hiền hòa này. Vô cực môn mặc dù với truyền thừa chính đạo của tông môn có chút không giống nhau, nhưng giáo lý tu tâm dưỡng tính giúp người làm việc tốt cơ bản là thống nhất. Tiểu Mỹ, em thời gian này chú ý một chút, ở trường đừng nên cãi nhau với người khác. Tiêu Phàm một bên đập bao linh, một bên thuận miệng nói. A, à, stop, an lại muốn lè tôi nữa hả? Phương Do Mỹ chừng đôi mắt to, đầy vẻ cảnh giác nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, quả nhiên không nhiều lời nữa bên trên hai má của phương do mỹ một đường vân vàng kéo dài đến trong miệng trong thời gian sắp tới sẽ dính vào chuyện ăn nói góc mắt phải hơi mang theo sát khí chủ thương tổn thế nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng tiêu phàm cũng không quá gấp gáp chỉ là cô gái được chiều chuộng như phương do mỹ cứ coi như là rách một chút da nghĩ đến cũng sẽ rất không thoải mái tiêu phàm ngậm miệng lại phương do mỹ lại không chịu yên tĩnh con mắt đen lấy tròn vo chuyển động một chút bỗng nhiên cười hì hì nói hay là thế này đi, chúng ta đấu một trận. Nếu như anh thắng, tôi liền thừa nhận những điều anh nói có lý. Nếu như tôi thắng, anh phải thừa nhận mình là nói hưu nói vượt, lừa phỉnh người khác, được không? Logic này thực cổ quái, rất tốt, rất vĩ đại. Mệnh lý tướng thuật và thi đấu bâu linh thắng thua lại có thể kéo quan hệ với nhau sao? Ai ngờ tiêu phàm vẫn là cười gật đầu, nói một tiếng. Được. Phương do Mỹ liền nổi hứng lên, con gà mờ này đâu phải là đối thủ của Phương Tiểu thư chứ? Quả nhiên, Phương Tiểu thư ván đầu tiên liền ra tay không tầm thường, ngay tức khắc liền nhếch cái mũi nhỏ lên, đắc ý nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười, chọn một quả bóng nặng 16 pao. Phương do Mỹ lập tức kêu lên: "A, à, a, à, anh cẩn thận một chút, cái đó là 16 pao đó, anh đánh nổi sao?" Khi luyện tập, Tiêu Phàm luôn luôn đánh bóng đều là bóng nhẹ 10 pao. Thử xem một chút tiêu phàm mỉm cười, chạy lấy đà, bóng ra tay, đập vào xoáy mà thẳng tiến lên, đều trúng. Nạ, vận may rất tốt nha, xem tôi đây. Kỹ thuật đánh bóng của cô bé quả thật không tệ, lại đánh được 9 điểm. Tiêu phàm vẫn là bóng nặng 16 pao, vẫn là đều trúng. Phương do Mỹ mở to mắt nhìn, vận may này cũng tốt thái quá rồi, hai phát đều trúng hết. Ai biết tiếp theo đó còn có chuyện gì càng tà đạo hơn. Lần thứ ba đều trúng, lần thứ tư đều trúng. Khi đánh đến phát thứ sáu đều trúng, các khách khác của quán bowling, thậm chí cả nhân viên làm việc đều kinh động, dồn dập bỏ trái bóng của mình, chạy đến đường bóng số 5 xem náo nhiệt. Đều trúng, đều trúng, đều trúng, tổng cộng 12 lần đều trúng. Khi màn hình điện tử hiển thị ra con số tối đa 300 điểm, tất cả mọi người đều ngây người, mở to miệng, không khép lại được. Quán bowling trong hội sở hoa nhài trước nay chưa từng có người đánh quá 300 điểm. Thành tích này, xem như có trong trận đấu quốc tế, cũng tuyệt đối là quán quân, bởi vì không có khả năng có số điểm cao hơn thế này nữa. Anh, anh, anh là yêu quái. Phương do Mỹ chợt hét dầm lên. Mọi người không kìm lòng được liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy lời này của tiểu cô nương rất được lòng ta. chương 160, có loại chuyện này sao? Giản tú hoa và nhiều vũ đình làm đẹp xong, thần thái hồng hào đi ra, tiêu phàm đang cùng hai người đàn ông nói chuyện phiếm. Người đàn ông có tuổi tác lớn, hơn 40 tuổi, sống lưng rất thẳng, tuy rằng mặc thường phục, nhưng trên tóc có một, đai, vừa nhìn đã biết chính là thường xuyên đội mũ, thần thái phong độ cũng giống một nhân vật có quyền lực. Vị trẻ tuổi kia, lại là một người mới khoảng 20 tuổi, ăn mặc quần áo khá mộc mạc, mỉm cười đứng ở một bên, nghe tiêu phàm và người đàn ông tuổi kia nói chuyện, không hề nói xen vào phương do Mỹ lại là đứng ở nơi cách xa một chút, ngoài dự đoán của mọi người chính là, cô bé lại không hề chơi điện thoại, mà có rất nhiều hứng thú nhìn tiêu phàm, nhìn không ngừng, dường như đang tiến hành nghiên cứu cái gì đó. Nhìn thấy giản tú hoa và nhiều vũ đình, người đàn ông trung niên liền vội vàng tiến lên phía trước, vẻ mặt tươi cười. Chủ nhiệm giản, quản lý trưởng nhiêu. Giản tú hoa cảm thấy kinh ngạc. Cục trưởng Quế, người đàn ông trung niên nãy chính là cha của tiểu Quế tử. Phó Cục trưởng Cục Thành phố Bắc Kinh, Quế Thanh Thu. Chủ nhiệm giản, tôi là Quế Thanh Thu. Nhiều vũ đình sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười hỏi. Phó Cục trưởng Quế, ông là hội viên của Hội Sở Hoa Nhài Ư. Bố chồng của Nhiều Vũ Đình cũng là đại lão của hệ thống chính pháp, ông Sa Phương Lê trước mắt cũng đang làm việc ở Ủy ban Chính trị Pháp luật. Quế Thanh Thu là phó cục trưởng xếp tên hàng đầu của thành phố Bắc Kinh, Nhiều Vũ Đình hiển nhiên cũng là có quen biết. Quế Thanh Thu vội vàng đáp, quản lý trưởng Nhiêu, tôi không phải là hội viên của Hoa Nhài, đi cùng với mấy người bạn đến đây ăn bữa cơm, vừa hay gặp phó trưởng phòng tiêu, liền hàn huyên một hồi. Ồ, là vậy à, phó cục trưởng Quế và tiêu phàm là bằng hữu ư. Phải rồi, phải rồi, quản lý trưởng Nhiêu. Đối với Nhiêu Vũ Đình, Quế Thanh Thu cực kỳ tôn trọng. Trên thực tế, ông cũng không phải là ngẫu nhiên gặp tiêu phàm ở chỗ này, mà là nhận được điện thoại của tiêu phàm, đặc biệt chạy tới đây tiêu phàm cần ông chọn thời điểm thích hợp lộ diện trước mặt nhiêu vũ đình tiêu phàm mỉm cười gật đầu được được vậy mọi người tiếp tục nói chuyện đi tôi xin phép nhiêu vũ đình không có nói chuyện nhiều với quế thanh thu ra hiệu với phương do mỹ một chút liền nói với giản tú hoa chị chị cùng về với tiêu phàm hay là em đưa chị về nhà trước giản tú hoa cười nói chúng ta cùng đi đi cũng không sớm nữa lão tiêu một mình ở nhà ta cũng không yên tâm. Được, vậy em đưa chị về trước. Tiêu phàm, dì Nhiêu xem xét đối tượng cho cháu, nếu như thành rồi, cháu phải mời dì Nhiêu uống rượu mừng đó. Nhiêu Vũ Đình cười nói, giọng điệu vô cùng tùy ý. Đó là đương nhiên rồi, quên ai cũng không thể quên gì là bà mối chứ. Tiêu phàm cũng mỉm cười đáp. Nhiều Vũ Đình và Quế Thanh Thu bắt tay một chút, cùng với giản tú hoa, dẫn theo phương do Mỹ đi ra ngoài. Phương do Mỹ nghiêng đầu sang phía Tiêu Phàm làm mặt quỷ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, dường như nói thầm câu gì, người khác nghe không hiểu, Tiêu Phàm lại nghe thấy rất rõ ràng. "Yêu quái." Cô bé nói thầm đúng là hai chữ này. Một con gà mờ vừa mới học đánh bowling, lần đầu không chính thức thi đấu, đã chơi được tối đa 300 điểm, không phải là yêu quái thì là cái gì? Cho dù là vận động viên chuyên nghiệp cấp quán quân thế giới, cũng rất khó chơi được một thành tích ngang ngược như vậy cả 12 lần đều trúng, không chỉ đều là do vận may. Thế nhưng tiểu nha đầu làm mặt quỷ phía trước, lẩm bẩm yêu quái, ở phía sau, cảm giác quan sát của cô với tiêu phàm dường như lại xảy ra một biến hóa rất kỳ diệu nào đó. Tiêu phàm cười lắc đầu. Cô bé có tin hắn hay không cũng không sao cả, chỉ cần nhiều vũ đình tin tưởng là được rồi. Nhìn theo ba người rời đi, tiểu quế tử nhảy lên cao, giơ ngón tay cái lên với tiêu phàm. Khi đại ca, anh thật trâu bò, em đối với anh quả thật là bội phục sát đất. Thực ra mấy hôm trước tiểu quế tử gọi điện thoại cho tiêu phàm cũng là ôm tâm thái liều thử một lần. Cậu và em trai của tiêu phàm là tiêu thiên là anh em bang hội, không có nghĩa tiêu gia sẽ vì cái này mà vươn tay ra viện trợ với cha của cậu. Ngựa chết cũng làm thành ngựa sống, hoặc là có một tia hy vọng cũng chưa biết chừng. Không ngờ đại ca nhanh như thế đã có hồi đáp, còn không phải là cách nói linh tinh lập lờ đại loại như có lẽ có khả năng mà gọn gàng dứt khoát dẫn cha của cậu đến trước mặt Nhiêu Vũ Đình. Nữ chủ nhân thế gia thuộc loại phụ nữ mạnh mẽ như Nhiêu Vũ Đình có lẽ nào không hiểu được dụng ý trong hành động này của tiêu phàm. Mặc dù không có bất kỳ biểu thị nào, thế nhưng đây không phải là mấu chốt, mấu chốt chính là động tác này của tiêu phàm. Tiêu phàm nếu như không có vài phần nắm chắc, làm sao có thể lỗ máng, hấp tấp để Quế Thanh Thu xuất hiện trước mặt Nhiêu Vũ Đình chứ? Rất dễ bị hiểu lầm. Tiểu Quế tử và Tiêu Phàm tuy rằng số lần giao tiếp vẫn chưa nhiều, song đối với năng lực và sự phóng khoáng của Tiêu Phàm, đã nhận thức cực kỳ rõ ràng. Cho đến tận hôm nay, Tiểu Quế tử vẫn chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm làm những việc mà không có nắm chắc. "Phó trưởng phòng Tiêu, cảm ơn." Quế Thanh Thu cũng là lời nói từ đáy lòng. Ông hiển nhiên không thể như Tiểu Quế tử gọi Tiêu Phàm là đại ca hay là đại thiếu gia, mà là xưng hô chức vụ của Tiêu Phàm. Đường Đường là phó cục trưởng cục thành phố Bắc Kinh nhất định phải làm cho có thể thống. Tiêu phàm mỉm cười xua tay, nói. Chú Quế, đừng khách khí. Chú Quế làm việc trong cục thời gian tương đối dài, ý kiến cá nhân của cháu, đi vào bộ công tác một thời gian cũng tốt. Phó Cục trưởng Cục Thành phố Bắc Kinh xưa nay đều là kiêm chức ủy viên thường vụ thành ủy thành phố, được coi là nhân vật chính trị. Quế Thanh Thu lại là một lãnh đạo nghiệp vụ, đây chính là sự khác biệt giữa chức vụ chính và phụ. Quế Thanh Thu muốn trong cục thành phố càng tiến thêm một bước, khó khăn quá lớn, gần như không có khả năng. Điều đi làm việc ở bộ, thực ra là một lựa chọn không tệ. Mấu chốt là ở chỗ, sau khi đi vào bộ, sẽ sắp xếp như thế nào. Quế Thanh Thu vội vàng nói. Ý kiến này của phó trưởng phòng tiêu hoàn toàn chính xác, ta cũng là nghĩ như thế. Bất kể đi đâu đều là công việc yêu cầu, ta kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, chỉ cần có việc để làm, không nhàn rỗi là được rồi lãnh đạo bên trong bộ khẳng định cũng sẽ xem xét mới dùng tiêu phàm mỉm cười nói đúng vậy đúng vậy lãnh đạo đều có suy xét với thế mạnh trong hệ thống chính pháp của lão phương gia cùng với vị trí hiện nay của phương lê nói để bạt quế thanh thu hiển nhiên không phải đơn giản như vậy thế nhưng chỉ là dành giúp ông một chức vụ có thực quyền bên trong bộ độ khó sẽ nhỏ đi nhiều rồi phó trưởng phòng tiêu quế văn minh vẫn còn trẻ nếu như nó có chỗ nào làm không đúng Mong Phó trưởng phòng Tiêu nhất định phải giáo dục về bình nhiều hơn với nó. Nếu như không nghe lời, Phó trưởng phòng Tiêu cứ tùy ý gọi điện thoại cho ta, ta sẽ giáo huấn nó. Quế Văn Minh chính là tên khai sinh của tiểu Quế tử. Cha, xem cha nói kìa, chỉ cần là lời của đại ca nói, con đều nghe từng câu, nhớ kỹ từng chữ." Tiểu Quế tử ở một bên liền nói. Tiêu Phàm cười mà không nói. Tiểu Quế tử trung quy vẫn là trẻ tuổi một chút nghe lời nói nghe không được thấu triệt như thế. Trọng điểm những lời này của Quế Thanh Thu, căn bản không phải là nói tiểu Quế tử cậu ta, trọng điểm là câu nói, phó trưởng phòng tiêu cứ tùy ý gọi điện thoại cho ta. Quế Thanh Thu chẳng khác gì đang, biểu thị lòng thành, với tiêu phàm, hoặc là toàn bộ tiêu gia. Chỉ cần chuyện này ta được như nguyện, sau này bất kể là chuyện gì, phàm là dùng đến Quế Thanh Thu ta, phó trưởng phòng tiêu ngài gọi một cú điện thoại là được rồi, ta sẽ cố gắng làm hết sức bên này đang trò chuyện, nhiều vũ đình đã đích thân tiến giản tú hoa về tận cửa nhà. giản tú hoa mời mẹ con nhiều vũ đình vào trong nhà ngồi một chút, nhiều vũ đình cười khéo léo từ chối, lấy lý do thời gian quá muộn, lái xe rời khỏi khu ký túc xá của cán bộ viên chức. giản tú hoa tự mở cửa nhà đi vào, cảm thấy hơi bất ngờ. tiêu trạm không ở trong thư phòng làm việc, mà là châm một điếu thuốc, đi qua đi lại ở phòng khách, giống như là đang suy nghĩ vấn đề gì quan trọng lại giống như vận động một chút hoạt động gân cốt về rồi à tiêu trạm nhìn thấy vợ nhàn nhạt lên tiếng về rồi giản tú hoa vẻ mặt hồng nhuận nhìn qua vẻ mặt có chút phân chấn lão tiêu nói cho anh nghe chuyện này tiêu trạm liền dừng bước giống như tiếp thu nhìn về phía gản tú hoa chuyện điều động công tác của quế thanh thu anh biết rồi chứ khi đó tiểu phàm nói chuyện này do nó đi giải quyết em còn lo là nó khoác lác chứ bây giờ anh đoán thế nào thế nào tiêu trạm thuận miệng hỏi ngược lại hai tiểu phàm quả thật giải quyết xong chuyện này rồi Ồ, nó giải quyết thế nào tiêu trạm lập tức hứng thú truy hỏi một câu cứ như vậy giải quyết thôi nó trực tiếp tìm nhiều vũ đình của lão phương ra chính là vừa rồi dẫn quế thanh thu đến trước mặt nhiều vũ đình rồi em xem chừng nhiều vũ đình khẳng định sẽ giúp đỡ đấy giản tú hoa nói xong thật sự hưng phấn tiêu chạm càng thêm kinh ngạc hơi khó tin nói tiêu phàm trực tiếp dẫn quế thanh thu tới trước mặt nhiêu vũ đình ư người ta dựa vào cái gì mà giúp đỡ nó chỉ dựa vào bản lĩnh thật sự của con trai anh chuyện ở đây ngoạn mục lắm em nói cho anh biết nhé lão tiêu sự việc trải qua là thế này này giản tú hoa kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối một lần cặn kẽ cái gì tiêu chạm cũng chấn động em nói là tai nạn xe cộ xảy ra trên đường cao tốc kia, tiêu phàm sớm đã dự liệu được ư. Với thân phận của nhiều vũ đình, bỗng nhiên trên đường cao tốc xảy ra sự cố bất ngờ, hiển nhiên sớm đã lan truyền khắp hào môn thế gia trong thành Bắc Kinh với tốc độ nhanh nhất, tiêu trạm cũng đã nghe đến hồi báo như vậy rồi. Còn không phải sao, em nói với anh, khi đó em cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, còn nói tiểu phàm không nên nói linh tinh. Ai biết nó lại tiên đoán chính xác như thế, nhiều vũ đình vốn dĩ cũng không tin, qua chuyện này đã triệt để tin rồi. Giản Tú Hoa nói xong, liền có chút đắc ý. Tiêu Phàm là bà sinh đấy, nhà mình có đứa con lợi hại như vậy, có người mẹ nào lại không vui? Hai hàng lông mày của Tiêu Trạm gắt gao nhíu chặt lại, cho thấy nhất thời rất khó tiếp nhận sự giải thích như vậy. Hoàn toàn đảo điên thế giới quan của Tiêu Trạm. Lão Tiêu, xem ra chúng ta trước đây đối với con nó có chút hiểu lầm rồi. Tiểu Phàm chuyên môn nghiên cứu học vấn như vậy, quả thực có chỗ thần kỳ. Khó trách cha nhắc nhở anh, có chuyện có thể bàn bạc với tiểu phàm thì ra đạo lý là ở đây. Theo như vậy, tiểu phàm xác thực có thể giúp đỡ cho anh. Lão Tiêu, em cảm thấy cha nói 10 phần chính xác, chúng ta sau này phải thay đổi quan niệm rồi, nhất là anh, không nên hơi một tí là đi giáo huấn, con đều sợ anh rồi. Chúng ta là người một nhà, tục ngữ nói rất hay, đánh hổ phải dựa vào anh em, ra chiến trường dựa vào phụ tử, em chính là cảm thấy con chúng ta đều trưởng thành rồi. Giản Tú Hoa rất thành khẩn nói. Từ trước đến nay, giữa cha con họ kết nối giao lưu quá ít. Nhất là Tiêu Thiên, nhìn thấy Tiêu Trạm giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. Tình hình này, Giản Tú Hoa nhìn ở trong mắt, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Tiêu Trạm không lên tiếng, chậm rãi đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, lại thêm một lần nữa nhíu chặt đôi lông mày. Không nghi ngờ chút nào, những lời này của vật Tiêu Trạm đều đã nghe lọt rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 161, địch trong tối, ta ngoài sáng. Quế Thanh Thu và Tiểu Quế Tử đi rồi, Tiêu Phàm rời khỏi hội sở hoa nhài. Nhưng hắn không vội vàng trở về chỉ thủy quan, mà chạy xe tới một hẻm nhỏ cách chỗ ở của ông cụ không xa. Dừng xe ở một nơi hẻo lánh, đi bộ từ từ vào tứ hợp viện. Người mở cửa cho Tiêu Phàm chính là Hà Tứ. Là đồ đệ thứ tư của Văn Nhị Thái Gia, là Hà Tứ ca cước quyền tinh thông. Văn Thiên sống ở đây. Sư Thúc, Hà Tứ nhìn thấy Tiêu Phàm, vội vàng cúi người cung kính gọi hắn. Xét về tuổi, Hà Tứ lớn hơn Tiêu Phàm mười mấy tuổi, nhưng gọi sư thúc lại là tự nguyên kêu. Trước khi giao đấu với Tân Lâm, Hà Tứ rất tự tin với công phu quyền cước của mình. Ai biết được cao thủ đứng đầu ở ngay trước mặt, thậm chí không đỡ nổi một chiêu. Tân Lâm vẫn chỉ là một tiểu nha đầu của tiểu sư thúc. Có thể nghĩ võ công của tiểu sư thúc rất cao. Về phần trình độ trên tướng mệnh, càng không cần nói hà tứ không đủ để nói là đệ tử đích truyền của vô cực môn nhiều nhất chỉ xem như là vòng ngoài văn nhị thái gia vẫn chưa chính thức thu nhận anh ta vào vô cực môn tướng thuật mệnh lý liên quan ngoài văn tư viễn ra năm đệ tử khác chỉ học được chút công phu nhưng đối với thầy tướng bình thường mà nói cũng coi như là rất lợi hại tiêu phàm mỉm cười gật đầu sư thúc mời người theo con sư phụ đang ở trong uống trà ngay sau đó hà tứ dẫn tiêu phàm đi vào tứ hợp viện đây là một tứ hợp việc loại chung, diện tích rộng lớn, nhiều người có thể ở. Biết đối thủ không thể coi thường, nên Văn Nhị Thái ra lần này vào thành đã chuẩn bị rất nhiều. Dẫn toàn bộ sáu đệ tử đích truyền theo bên cạnh, ngoài ra còn có một số tùy tùng tài nghệ cũng không kém. Một tập thể nhỏ với ý chí chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Sau khi tiêu phàm về kinh thành, vẫn là lần đầu đến thăm nhị sư huynh. Với trình độ pháp thuật của hắn, thì có thể nhìn ra, tứ hợp viện này đã sớm bày ra trận pháp phức tạp. Nhị sư huynh tu luyện cao, đúng là danh bất hư truyền. Văn thiên hành tẩu giang hồ mấy chục năm, luôn luôn phải có chuẩn bị. Một gian phòng ở phía tây đã sửa thành phòng trà. Lúc văn nhị thái gia đang thưởng thức trà, tiêu phàm đi vào. Văn thiên ngồi đối diện văn tư viễn thưởng thức trà, hương trà bay thoang thoảng trong phòng. Thấy tiêu phàm bước vào, văn tư viễn lập tức đứng dậy kính cần nói. Sư thúc, Văn Thiên mỉm cười nói. Sư đệ, đến rồi à? Mời ngồi. Vâng, cảm ơn sư huynh. Tiêu phàm chậm rãi đi tới, Văn Tư Viễn nhường chỗ ngồi của mình cho hắn ngồi xuống. Văn Tư Viễn tận tay pha một chén trà thơm cho Tiêu phàm trà mà Văn Nhị Thái ra uống không phải là trà nghệ thuật của miền Nam. Vào kinh thành được hơn nửa năm, Văn Thiên nhìn lên tinh thần càng thêm quắc thước so với trước kia, trung khí rất dồi dào xem ra kẻ thù núp trong bóng tối đã kích động đến ý chí chiến đấu của văn nhị thái gia tiêu phàm ngồi xuống văn thiên tỉ mỉ quan sát gương mặt hắn nói sư đệ để ta bắt mạch cho đệ đây là câu nói tiêu phàm thường hay nói với người khác cuối cùng bây giờ cũng đến lượt mình nghe người khác nói tiêu phàm cười rồi đưa cổ tay trái ra văn nhị thái gia đặt ba ngón tay lên mạch của hắn tập trung bắt mạch một lát sau đổi sang tay phải trầm ngâm nói sư đệ nội thương hồi phục rất nhanh nằm ngoài dự đoán của ta hơn nửa năm trước tại tuyệt đỉnh thái sơn tiêu phàm nguyên khí rõ ràng đại thương văn nhị thái ra suy đoán tiêu phàm cần phải trị nội thương đem hạo nhiên chính khí một lần nữa trở về cảnh giới thời gian không ít hơn một năm mới có lẽ là ba đến năm năm nhưng hiện tại xem ra nhanh hơn cả thời gian dự kiến cho dù vẫn chưa trở về cảnh giới một lần nữa thì cũng không xa mấy văn thiên vô cùng vui mừng cũng có chút ngạc nhiên sư phụ đưa tiểu đệ tử áo cà sa, là chân nhân trưởng giáo đời thứ 64 của vô cực môn, thiên phú của tiêu phàm không thể nào phủ định được. Nhưng thiên phú mạnh tới trình độ như vậy cũng không tránh khỏi khiến người khác khâm phục. Tiêu phàm cười và nói, sư phụ, mấy ngày trước con gặp may. Vậy à, gặp may như thế nào? Văn thiên cũng cảm thấy thú vị hỏi. Tiêu phàm hơi cúi đầu, lấy miếng ngọc và viên chân châu đen ở trên cổ xuống, đưa cho văn thiên. Văn Thiên nhận lấy, khẽ vuốt miếng ngọc, sắc mặt lập tức thay đổi, lông mày trắng như tuyết khẽ giật lên, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt viên chân châu đen, cảm nhận kỹ càng. Một lát sau, lông mày giãn ra, Văn Thiên thở một hơi dài và nói. Sư đệ, quả nhiên là gặp may, quả thật không thể coi thường chủ nhân của hai món đồ này. Tiêu phàm có thể cảm nhận được linh lực nguyên khí rồi rào ẩn trong miếng ngọc và viên chân châu đen, Văn Thiên cũng có thể cảm nhận được như vậy. Đúng là như vậy, để suy đoán có khả năng là di vật của dương minh tiên sinh văn thiên là người từng trải nhưng nghe vậy cũng phải giật mình di vật của dương minh tiên sinh ư đúng hai món đồ này có được cũng xem như là có duyên tiêu phàm nói qua loa chuyện gặp gỡ với huyền thiên thiên văn nhị thái ra vuốt vuốt hàm dâu bạc trắng mỉm cười nói thì ra hai món đồ này là trên người cô bé này tới thảo nào tiểu nha đầu này điên quá rồi so với sư phụ tinh linh cổ quái của cô ta, thì tiểu nha đầu này điên quá rồi, điên gấp ba lần, mộ nào cũng dám đào, đồ của ai cũng dám lấy. Tiêu phàm cười, sư phụ quen với yên chi kiếm. Văn nhị thái ra cười nói, đánh nhau hai lần với Uyển thiên thiên, và truyền nhân yên chi kiếm đời trước, cũng chính là sư phụ của Uyển thiên thiên, giao đấu khá nhiều. Những thứ hiện giờ ta cất giữ rất nhiều, đều là những vật lấy từ tay sư phụ của cô ta. Cũng không biết vì sao, Chuyên nhân của hai đời yên chi kiếm đều rất điên. Hoành hoành vô kỵ, thủ đoạn độc ác, hoành hoành vô kỵ, thủ đoạn độc ác, tám chữ này với ngữ khí ung dung như vậy mà nói, chỉ sợ vẫn là xưa nay chưa thấy. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Chuyên nhân hai đời yên chi kiếm đều có tính cách như thế, không có lợi với bọn họ. Để thấy âm sát khí trên người uyển thiên thiên vô cùng nặng, không còn cách nào hóa giải sớm, sợ là sớm muộn sẽ gây hại lớn. Văn nhị thái ra gật đầu, nói. Lời nói của sư đệ rất có lý. Ban đầu ta cũng nói với sư phụ của Uyển thiên thiên như thế, nhưng bà ấy không quan tâm. Sau đó tuổi còn trẻ đã rút khỏi giang hồ, cũng không biết bà ấy hiện giờ như thế nào rồi. Người kế thừa yên chi kiếm vô cùng tài giỏi, bất kể kiếm thuật hay tu luyện nội công đều có bí kíp độc đáo, không thua gì truyền thừa của thất diệu căng. Nhưng việc này là do bọn họ lực chọn. Nói đến đây, Văn Thiên khẽ lắc đầu, dường như có chút thương tiếc có một số ngôi mộ có thể đào lên, có một số ngôi mộ lại không thể tùy ý đụng vào. Ví dụ như nơi Dương Minh Tiên sinh đang an nghỉ, thực sự thì không nên quấy dày. Sư phụ của cô ta không nghe lọt lý lẽ này, hiện tại nhà đầu uyển thiên thiên chỉ sợ là phải theo gót sư phụ của nó. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, sắc mặt ngưng trọng. Văn nhị thái ra thở dài, ngay sau đó lông mi trắng giãn ra, cười nói. Nhưng đối với sư đệ mà nói, thì lần này thật sự là một nhân duyên. Dương Minh Tiên Sinh là bậc thầy của phái tâm học, thậm chí có thể nói là người sáng lập phái tâm học. Vật tùy thân của ông ấy là nguyên khí tinh túy ẩn chứa suốt đời, sư đệ từ từ luyện hóa, thảo nào hồi phục nhanh như vậy. Xem ra còn một khoảng thời gian nữa, hạo nhiên chính khí có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn một lần nữa. Cổ thật là một vận may hiếm có, tiêu phàm gật đầu đồng ý, có thể sớm đem hạo nhiên chính khí trở về cảnh giới, đến lúc đối địch, nắm chắc càng tăng lên nhiều. Sư đệ, để tu luyện ở cảnh luân hồi như thế nào rồi? Văn nhị thái ra hỏi nghiêm túc, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khách quan mà nói, Văn Thiên càng chú ý tới tình hình của tiêu phàm về phần trăm. chương 162, ý nghĩa chân chính của tướng mệnh. Nhìn về phía tứ hợp viện cố kính tĩnh nghịch, thật ra nó đã sớm biến thành một nơi chiến đấu rồi. Chuông báo động kêu lên, đoàn người cùng hành động, nhưng từ ngoài nhìn vào lại rất yên tĩnh. Báo động từ hướng Tây Bắc. Văn Tư Viễn nhảy lên nóc nhà, phóng về hướng tây bắc. Hàn quang lập lòe, một thanh dao găm đã nắm trong tay. Rất xa, một bóng trắng chợt lướt qua rồi biến mất, ở phía sau có một bóng người khác cứ đuổi theo. Là Khương Nhị Ca phụ trách canh giữ góc tây bắc. Trong sáu đại hộ pháp, ngoài Văn Tư Viễn ra, Khương Nhị là người điềm đạm nhất. Góc tây bắc đối diện với nơi Tiêu lão gia ở, Văn Tư Viễn phái nhị sư đệ đóng giữ, Văn Tư Viễn nhanh chóng đuổi theo. Kề vai sát cánh với Khương Nhị hành động. Chạy được một đoạn, Văn Tư Viễn đột nhiên dừng lại, nói. Lão Nhị, đừng đuổi theo nữa. Khương Nhị nghe vậy cũng dừng lại. Y hiểu được ý của Đại Sư Huynh, động tác của bóng trắng đó nhanh nhẹn vô cùng, thân hình trôi nổi, như suốt quỷ nhập thần. Tuy nhiên hai người công phu không kém, nhưng muốn đuổi theo kịp cũng là hết sức khó khăn. Nhìn rõ tướng Mạo như thế nào không? Văn Tư Viễn đứng trong ngõ hẻm vắng vẻ thấp giọng hỏi. Khương Nhị lắc đầu đáp, không nhìn thấy rõ kẻ này giấu mặt. Nếu như không tiếp xúc được bộ phận che đậy, thì chúng ta không nhận ra người đó đâu. Văn Tư Viễn gật đầu, xem ra là một lão luyện rồi. Đại sư huynh, rốt cuộc những người này đến từ đâu? Khương Nhị có chút nghi hoặc hỏi. Sáu đại hộ pháp dưới trướng Văn Nhị Thái gia có tiếng tăm lừng lẫy ở Hoàng Hải, sớm đã là đại nhân vật danh chấn một phương. Lần này theo sư phụ đến kinh sư hơn nửa năm rồi mà tung tích của kẻ địch vẫn chưa điều tra ra được chút tin tức nào tối nay không dễ có người xuất đầu lộ diện nhưng lại lướt qua rồi biến mất ngay cả trưởng tướng người điềm tĩnh như khương nhị còn nhìn không ra văn tư viễn lắc đầu nói trở về báo với sư phụ và sư thúc biết khương nhị kinh ngạc hỏi sư thúc cũng đến rồi ư đối với sư thúc còn trẻ tuổi này hình như sáu đại đệ tử đều rất tán thành lúc tiêu phàm đến Khương Nhị Canh dư ở góc tây bắc, vẫn không biết chuyện này. Ưm, ừ. sư huynh đệ cùng trở về tứ hợp viện bẩm báo cho Văn Thiên và Tiêu Phàm. Văn Thiên thái ra cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Chỉ cần đối thủ không giữ được bình tĩnh, phái người tới thăm dò bọn họ. Sớm muộn một ngày nào đó sẽ phải lộ diện. Các con nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ không có ai tới thám thính đâu. Vâng, sư phụ. Văn Tư Viễn và Khương Nhị khom lưng hành lễ rồi lui xuống. Sư đệ, lực che đẩy hiện giờ của đệ càng ngày càng nặng. Dường như nhìn không ra bất cứ manh mối nào, có cách nào tốt không? Văn Nhị Thái ra nhìn về phía tiêu phàm, có chút lo lắng. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, lực trời phạt trừ phi hắn có thể phá bỏ thiên nhân cảnh, có thể xua tán thiên cơ che đậy, nhìn ra một ít manh mối. Nhưng hiện giờ hắn bị rớt xuống cảnh giới, ngay cả luân hồi còn chưa vững chắc, nói gì đến phá bỏ thiên nhân cảnh. Văn nhị thái ra thở dài nói, nếu như ngũ sư đệ ở đây thì tốt rồi, hắn chuyên tu kiếp khổ tướng, có lẽ có thể giúp được. Câu nói này, Văn nhị thái ra nói không chỉ một lần. Tiêu phàm trầm ngâm hỏi, nhị sư huynh, rốt cuộc ngũ sư huynh là người như thế nào? 20 năm nay, tiêu phàm đi theo sư tổ chỉ thủy luyện công, sư tổ chỉ thủy đào tạo hắn rất nghiêm khắc. Chỉ có lúc nhàn rỗi mới nhắc tới mấy vị sư huynh, hơn nữa mỗi lần đều là nói không rõ ràng. Tình hình giữa Tiêu Phàm với mấy vị sư huynh hiểu nhau không nhiều lắm. Vì Văn Nhị Thái gia ở Hoàng Hải, tiếng tăm lẫy lừng ở giang hồ, Tiêu Phàm mới có thể tìm được y trong số những người chưa từng gặp. Văn Thiên nói về Ngũ sư huynh ở trước mặt hắn lần nữa, khiến Tiêu Phàm hiếu kỳ. Nghe ý trong lời nói của Nhị sư huynh, rất tôn sùng Ngũ sư đệ. Văn Thiên nhìn hắn nói: "Sư đệ" trước mặt đệ, trong số sư huynh đệ chúng ta, thiên phú của ngũ sư đệ cao nhất, sư phụ rất xem trọng ngũ sư đệ. Đệ ấy vốn là người có hy vọng trở thành truyền nhân trưởng giáo nhất, nhưng sư phụ trước sau đều không truyền áo cả xa. Hả, là lý do gì? Văn thiên thoáng trầm mặc chậm rãi nói. Sư phụ nói, đệ ấy gợi yêu ta ít nhiệt quá nặng, tính cách quá bướng bỉnh Tuy thiên phúc cực cao, trình độ về tướng Pháp cũng rất cao, nhưng quy môn của vô cực môn chúng ta là làm việc thiện, Quảng thích âm đức, sư phụ lo đệ ấy sẽ khiến vô cực môn lạc lối. Tiêu Phàm lặng lẽ gật đầu. Lúc đó ta có chút kỳ lạ, nếu ngũ sư đệ sát nghiệp quá nặng, tại sao sư phụ phải nhận đệ ấy làm đồ đệ? Sư phụ nói, hết thảy đều là duyên. Giữa ông và ngũ sư đệ nhất định là thầy trò có duyên với nhau. Ngũ sư đệ cũng đã định trước là phải qua kiếp sát. 20 năm trước, ngũ sư đệ không từ mà biệt, sư phụ lập tức nhận đệ làm đồ đệ. Văn Thiên thở dài nói, còn có mấy lời ông không nhắc tới với tiêu phàm trong số đệ tử của vô cực môn văn thiên ân huệ nặng nhất sư tổ chỉ thủy có ơn tái sinh với ông văn thiên luôn xem sư phụ là cha ruột của mình quan hệ với sư tổ chỉ thủy cũng thân thiết nhất thật ra lúc tiêu phàm còn nhỏ văn thiên đã gặp qua hắn chỉ là tiêu phàm không biết thôi sư tổ chỉ thủy không cho văn thiên lộ diện trước mặt tiêu phàm truy cứu nguyên nhân vì tiêu phàm lúc đó còn nhỏ sư tổ chỉ thủy sợ hắn phân tâm thử nghĩ một lão nhân có tuổi gần như tổ phụ của tiêu phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt tiêu phàm, tự xưng là sư huynh của hắn, tiêu phàm tuổi còn nhỏ, sợ là rất khó làm rõ nguyên nhân trong lúc này, có thể tạo phức tạp về nhận thức cho hắn. Lúc đầu nhập môn, cực kỳ chú trọng về việc dưỡng thành tính cách. Bất luận là chuyện gì, sư tổ chỉ thủy cũng không cho phép quấy dày tiêu phàm tu luyện. Nhưng sư tổ chỉ thủy cũng từng bày tỏ sự lo lắng với Văn Thiên, vị đệ tử cuối cùng này là truyền nhân trưởng giáo của vô cực môn, chỉ sợ gặp phải tai nạn lớn. Hữu thiên tử mệnh, vô trí tôn tướng. Đây là lời chính miệng sư tổ chỉ thủy nói với văn thiên, mệnh của tiêu phàm như vậy. Nếu tướng mệnh của tiêu phàm không quý trọng như vậy, có lẽ sư tổ chỉ thủy sẽ không lo lắng như vậy. Tướng mệnh tầm thường tuy thiếu chút phú quý, nhưng lại cũng bớt tai họa. Càng là tướng mệnh quý trọng, một khi gặp kiếp nạn cũng sẽ trầm trọng hơn nhiều. Tình hình tương tự rất hiếm thấy trong lịch sử ví dụ như Nguyên Duệ Tông Thác Lỗi. Trong, vô cực thuật tàng, có ghi chép về tướng mệnh liên quan tới Thác Lỗi. Lúc đó Thiết Mộc chân vùng dậy ở Đại Thảo Nguyên Mông Cổ, nơi quân tiên phong, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Truyền nhân trưởng giáo đời thứ 37 của vô cực môn từng du lịch Mạc Bắc và gặp gỡ thác lỗi. Vô cực thuật tàng, ghi chép mệnh cách của thác lỗi, chính là hữu thiên tử mệnh, vô trí tôn tướng. Thác lỗi là đứa con nhỏ nhất trong bốn đứa con trai của thành cát tư hãn mà vợ cả sinh ra, kỳ tài ngút trời, anh duệ vô song, là thiên tài quân sự. Thành cát tư hãn lúc còn sống đã phân phong chư tử, thác lỗi ở cạnh mẹ, kế thừa khu chăn nuôi và quân đội ở Wat Nan và cây ép ta lục liên của thành cát tư hãn. Đội quân thành cát tư hãn giữ lại khoảng 130.000 người, trong đó 10.000 là do thác lỗi kế thừa. Sau đó thành cát tư hãn qua đời, dựa theo nghị định trước kia của thành cát tư hãn với vương công tướng quan. Sau khi ông ta qua đời, để con thứ kế vị. Nhưng trước khi thành cát tư hãn qua đời, di mệnh này không được lập tức chấp hành. Bởi vì lúc ấy trong kho của Mông Cổ chế độ hội bộ lạc nghị sự vẫn đang có tác dụng, hàng rộng không thể dựa vào di mệnh kế vị, cần phải đợi quyết định cuối cùng của kho. Sau 2 năm, kho trải qua tranh luận kịch liệt mới đưa ra quyết định cuối cùng, để cho oát khoát đài kế vị Đại Hán, là Nguyên Thái Tông. Từ khi thành các tư hãn qua đời đến lúc quát khoát đài kế vị, hoàng vị đã chống 2 năm. Thời gian này, do thác lỗi giám quốc, chính là người thống trị cao nhất của Mông Cổ. Quát khoát đài kế vị, quyền thế của thác lỗi không giảm chút nào. Sau 3 năm, thác lỗi và oát khoát đài tấn công Kim Quốc, trên đường đi bệnh qua đời. Sau khi oát khoát đài qua đời, do con ông ta kế vị, là Định Tông. Xa hơn về sau, hoàng vị của đế quốc Mông Cổ liền truyền nhập vào hệ phái thác lỗi hai người con trai của thác lỗi hiến tông mông ca và thế tổ hốt tất liệt kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước truy tôn thác lỗi làm hoàng đế hiệu là duệ tông cuộc đời thác lỗi trải qua mệnh cách vô cùng tinh tường hữu thiên tử mệnh vô trí tôn tướng sau khi thành cát tư hán qua đời trên thực tế ông ta là vua con cháu của ông ta cũng kế thừa đế quốc mông cổ khổng lồ nhưng cuộc đời ông ta khi còn sống vẫn chưa từng chính thức làm vua thân thích của mãn thanh tướng mệnh của đa nhĩ cổn hoàng phụ yêu ta ép chính vương, cũng gần giống như vậy, sau khi chết được tôn làm hoàng đế chính thức. Hai người này đều là tuổi thọ không dài. Thác lỗi chết lúc 40 tuổi, đa nhĩ cổn chết lúc 39 tuổi. Tướng mệnh của tiêu phàm cũng như thế. Văn Thiên vô cùng dễ hiểu tâm tình của sư phụ. Hai đệ tử có hy vọng kế vị vô cực môn nhất, một người là sát nghiệp quá nặng không cáo mà biệt, về sau không biết tung tích, còn một người lại là tướng mệnh hiếm thấy, cũng chủ định vận mệnh đa xuyến đây là hàm ý đạo thống của vô cực môn cũng gặp phải khó khăn lớn cuối cùng sư tổ chỉ thủy vẫn truyền ngôi vị trưởng giáo cho tiêu phàm lúc sư tổ chỉ thủy đưa ra quyết định đã từng nói rõ với văn thiên ông muốn đánh cược một lần bởi vì thiên phú của tiêu phàm thật sự rất xuất chúng vì trong cuộc đời này sư tổ chỉ thủy hiếm thấy người như hắn tấm lòng nhân hậu làm nhiều việc thiện quảng thích am đức rất hợp với môn quy của vô cực môn Việc đánh cược của sư tổ Chỉ Thủy chính là Tiêu Phàm có đột phá lớn trong tu vi tướng thuật. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể đột nhập thành công Thiên Nhân cảnh, chẳng sợ đường đi đã rõ, cũng có khả năng thay đổi vận mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, trận đánh cược của sư tổ Chỉ Thủy là trận đánh cược lớn. Tình hình của Tiêu Phàm vô cùng không lạc quan. Đương nhiên những lời nói này, Văn Thiên tuyệt đối không thể nhắc tới khi ở trước mặt Tiêu Phàm, tránh ảnh hưởng tới tâm tình của Tiêu Phàm, gây trở ngại hắn khôi phục ông ta chỉ có thể lặng lẽ tận dụng toàn bộ năng lực, giúp tiêu phàm, chỉ có như vậy mới báo đáp được trậu ân của sư môn và sư phụ. Sư đệ, thiên mệnh vốn không thể nào chuyển đổi được. Vô cực môn chúng ta đã lập được một nghìn năm rồi, kế thừa đến nay, cũng không biết trải qua bao nhiêu sóng gió, hiện tại vẫn như trước. Đủ để chứng minh sư tổ sư môn thâm hậu như thế nào, chỉ cần chúng ta cố gắng, thì chuyện gì cũng không sợ. Văn nhị thái gia thu lại lời khen ngợi, thản thiên nói, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Sư huynh nói rất đúng, đệ cũng nghĩ như vậy, tiêu phàm mỉm cười nói. mươi 163, thiên nam vương đạo ẩn thất tinh một mình đến kinh thành. Không cần mang theo thuộc hạ kỳ tài bên cạnh, ngay cả thư ký bình thường nhất cũng không mang theo bên cạnh, chỉ một mình đến kinh thành. Nhưng đạo ẩn vương gia thiên nam là thân phận như thế nào trong giang hồ chứ, dù là đến một mình, các đại hào trong giang hồ ở kinh thành cũng từng người từng người một đều rất lo lắng. Cơ khinh xa tự mình tiếp đãi đoàn thất tinh ở Thiên Nam Trà Trang. Thiên Nam Trà Trang cũng là sản nghiệp của tập đoàn cơ thị, xét về quy mô, mức xa hoa, cảnh đẹp thì so với những quán trà ở Kinh Thành, Thiên Nam Trà Trang là nhất đẳng. Nơi này cũng là một trong những điểm dừng chân thường ngày của cơ khinh xa ở Kinh Thành. Nghiêm chỉnh mà nói, sản nghiệp và thế lực của cơ khinh xa với tập đoàn cơ thị, nhiều nhất là ở tỉnh Yên Bắc. Ở đất Kinh Thành có rất nhiều người tài giỏi, bất kể là ai cũng không dám tự xưng là vua ở kinh thành cho dù có mạnh như nhà lão uông lão diệp thậm chí là nhà họ tiêu thì uông nhị uông tam diệp đại tiêu nhị đám con ông cháu cha này cũng có lúc phải kinh ngạc không ai có thể đi ngang trong tứ cửu thành thiên nam trà trang nổi tiếng nhất không phải là cảnh đẹp trang trí xa hoa mà là trà cả kinh thành muốn uống loại trà phổ nhị chính cống lựa chọn đầu tiên đó là thiên nam trà trang ở bên ngoài loại trà phổ nhị rất hiếm gặp có loại trà không có trong mua bán nhưng ở thiên nam trà trang cũng chỉ là loại trà bình thường thương nghiệp cung cấp lá trà cho thiên nam trà trang chính là đoạn gia thiên nam chỉ là một trà trang nho nhỏ nhưng thu nhập mỗi năm lại là một con số cực lớn tê đoàn cơ thị chiếm vị trí rất quan trọng từng được tổng thanh tra tài vụ của tập đoàn cơ thị khen là kho giữ tiền số lượng tiêu thụ mỗi ngày không hề nhỏ nhưng hôm nay thiên nam trà trang lại ngừng kinh doanh một ngày nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay thiên nam trà trang không phải ngừng kinh doanh mà là không tiếp đãi những khách khác. Bố cục kiến trúc của thiên nam trà trang là do cơ khinh xa tự mình quyết định, theo kiến trúc bát quái, ở giữa trà trang là một ngọn núi giả trong hồ, trên ngọn núi có đình nghỉ mát hình bát giác, ở vị trí cao đó có thể nhìn thấy toàn bộ trà trang. Trong đình nghỉ mát, cơ khinh xa và đoạn thất tinh ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà phổ nhị. Đoạn thất tinh khoảng chừng 50 tuổi, dáng người vừa phải, Tướng Phú Quý, gương mặt vô cùng uy nghiêm, tuy nhiên lúc này lại mỉm cười, hòa nhã, nhưng khó có thể che giấu khí phách kia. Thiên Nam Vương cũng không phải là hư danh. Năm đó lúc Đoạn Thất Tinh mới xuất đạo, đúng là lúc Thiên Nam trong giang hồ hỗn loạn nhất, quả thực là loạn đến nỗi không thể nào loạn hơn nữa. Tầng cao nhất của quốc gia cũng phải đưa ra quyết định nghiêm trị. Trong hoàn cảnh đàn áp như thế, Đoạn Thất Tinh cứng rắn thoát khỏi hoàn cảnh đó. Có người từng kết luận như thế này hơn mười mấy đại ca giang hồ của thiên nam đạo, một nửa bị hành quyết, một nửa còn lại chết trong tay đoạn thất tinh. Đoạn thất tinh vốn có bối cảnh quan trường cực kỳ thâm hậu, nghe nói mấy nhà chính trị nổi danh nhất thiên nam đều có quan hệ chặt chẽ. Một số lão đại giang hồ vô cùng xảo quyệt nhạy bén dưới áp lực cực lớn của chính phủ, đều phải bỏ trốn. Thiên Nam là tỉnh vùng sát biên giới, giáp với mấy quốc gia, tuyến biên giới vô cùng dài, nhiều tuyến biên giới dần dần không thấy trong rừng rậm ái nhiệt đới, ít người tới. Cho dù bộ đội biên phòng phái rất nhiều đội tuần tra, cũng không thể phong tỏa hết tuyến biên giới dài rằng dặc này. Lúc đó Thiên Nam loạn như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính. Không ít hào hùng khắp nơi khi nghe có biến động lớn, liền trốn chạy, đợi sau khi biến động qua đi, lại lén quay về Thiên Nam, tiếp tục hoành hành. Thậm chí còn có một số hào hùng giang hồ lấy thân phận là người ngoại quốc. Những hào hùng giang hồ này, ai ai cũng đều là kẻ liều mạng, buôn lậu ma túy, súng ống đạn dược, đụng một chút là bắn giết nhau. Để chán áp nghiêm khắc thế lực đen tối này, thậm chí chính phủ thiên nam vận dụng lực lượng quân đội giã chiến nề nếp và các loại hành động, nhưng lại khó trừ tận gốc. Dù sao cũng không thể chiến đấu, đây là vấn đề ngoại giao rất nghiêm túc. Đoạn thất tinh bổ sung được sơ hở này. Năm đó thiên nam đạo thượng thiên đại ca mạnh nhất, Na Bá, được xưng vua rừng rậm, gợi yêu ta ít người vô số, máu đầy tay. Nghe đồn Na Bá là tay súng thần nổi tiếng, bất cứ lúc nào cũng mang theo hai khẩu súng ngắn bên mình, uy lực cực mạnh, đồng thời cũng là người giỏi võ đứng đầu, truyền nhân lông mi trắng, nghe nói tay không đã quật ngã hơn mười mấy đại hán. Sinh liệt hổ báo, tầm thường sự ngươi. Cuối cùng Na Bá cũng không chết ở dưới súng của bộ đội, mà là chết trong tay Đoạn Thất Tinh. Để truy sát Na Bá, Đoạn Thất Tinh một mình xông vào rừng rập, giao đấu ba lần với Na Bá, cuối cùng một đôi thiết trưởng, iota S chết Na Bá, cắt đầu y cùng na bá vua rừng rậm đánh một trận, đoạn thất tinh đã hoàn toàn ổn định địa vị trong giang hồ ở Thiên Nam, chính thức tuyên bố là đại ca lớn nhất trong giang hồ ở Thiên Nam. Thiên Nam Vương, uy danh chấn động Tây Thùy. Lần này Phạm Nhạc không đứng sau cơ khinh xa, mà ngồi một bên bàn trà, ngồi cuối bàn, tự tay pha trà cho hai vị đại lão. Pha chế chính là loại trà cao cấp đã cất giấu 30 năm. Loại trà cực phẩm này không phải hàng tồn của Thiên Nam Trà Trang, tuy thiên nam trà trang vang danh khắp kinh thành, nhưng cũng có loại trà cực phẩm cất giữ 30 năm. Trà này là do đoạn thất tinh đích thân mang từ thiên nam đến. Chỉ có một nửa bánh trà. Nước trà màu vàng cam nhẹ nhàng bầy ở trước mặt cơ khinh xa. Cơ khinh xa vẫn không cử động, chiếc áo cổ thấp bằng lụa mỏng đen trước ngực đầy đặn, để lộ ra một chút kinh hồng như tuyết trắng, sâu giữa ngực lúc ẩn lúc hiện, toàn thân lộ ra hơi thở khó nói nên lời với khí phách uy nghiêm của đoạn thất tinh lại càng tạo thành sự đối lập rõ ràng. Dương cương của đoạn thất tinh đến cực điểm, cơ khinh xa kiều mị có một không hai. Cơ khinh xa lộ ra bàn tay nhỏ bé trắng ngần, mở ra ngón tay vô cùng thanh tú thon dài, nhẹ bưng chén trà nhỏ màu tím đen, nhẹ nhàng thưởng thức, khẽ vuốt cầm, thấp giọng thở dài, nói. Trà ngon, đoạn thất tinh khẽ khom người nói. Đúng là trà ngon, nhưng tiếc là chỉ có một nửa bánh trà, không đủ thành ý đoạn vương ra khách sáo rồi cơ khinh xa hổ thẹn không dám nhận cơ khinh xa khẽ thở dài nói đoạn khổng tước cố nhiên không nên thân dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của đoạn thất tinh ngay dưới mắt của cơ khinh xa bị người trói đi cơ khinh xa ít nhiều cũng có chút áy náy đoạn thất tinh khẽ lắc đầu cũng thở dài một tiếng nói cơ tổng việc này đều tại ta không quản giáo kỹ đoạn khổng tước kỳ thật lần trước ở khánh nguyên ta nên dạy dỗ nó Phạm Nhạc cười mỉm một cái. Đoạn thất tinh nghĩa khí, vang danh khắp giang hồ, mấy năm trước cơ khinh xa có việc phải rời thiên nam, đoạn thất tinh không hỏi lý do, hết sức tương trợ. Nhưng cùng với cái tiếng tăm nghĩa khí của đoạn thất tinh, thì lại chính là bao che khuyết điểm. Nếu không phải vì đoạn thất tinh nuông chiều, đoạn khổng tước cũng không đến nỗi ngang ngược, kiêu ngạo như bây giờ. Không biết chừng mực, cũng dám vào kinh thành, lập bẫy hãm hại nhị thiếu gia của tiêu gia. Cuối cùng một cước đá vào miếng sắt, Đừng thấy đoạn thất tinh lần này là một mình vào kinh, vô cùng khiêm tốn, nhưng không biết trong lòng tức giận đến thế nào. Cho dù những đại hào chân chính trong giang hồ cao ngạo cỡ nào, tài hùng lớn thế nào cũng có một đặc điểm chung, đó là phải biết chừng mực. Tuy đoạn thất tinh uy chấn tây nam, nhưng chống lại Tiêu gia, con mình cũng rơi vào tay Tiêu phàm rồi. Đoạn thất tinh tức giận, cũng phải tạm thời khoan nhượng. Lão Tiêu quả thực không phải là người thường có thể đối đầu huống chi tiêu phàm là sâu không lường được, xem như sau hắn không ai đứng cảnh càng như tiêu ra, cũng không dễ đối phó. Ngay cả cơ khinh xa đều chọn hòa giải với tiêu phàm, tự mình đến chịu nhận lỗi. Thái độ kiêu ngạo của cơ khinh xa, chỉ sợ không kém đoạn thất tinh một chút nào. Ít nhất cho tới bây giờ, Phạm Nhạc vẫn là lần thứ hai thấy cơ khinh xa, chịu thua trước người khác. Lần trước cơ khinh xa bày ra tư thái thấp, tự mình đến thăm nhân vật lớn long trời lỡ đất, vẫn là rất lâu rồi sau lần đi thăm đó, nhất ca của tỉnh ủy Yến Bắc liền suy sụp. Lần này, cơ khinh xa đãi ngộ tiêu phàm rất cao, thậm chí đích thân cùng hắn xem nhà. Tuy nhạc phạm không có hỏi về chuyện này với cơ khinh xa, nhưng lại có thể cảm thấy rõ, địa vị của tiêu phàm trong lòng cơ khinh xa thật ra không bình thường, mờ mờ ảo ảo còn cao hơn so với địa vị của vị đại nhân vật kia. Cơ khinh xa của năm đó không thể đánh đồng với cơ tổng của bây giờ. Khi đó, cha cô qua đời chưa lâu, trên dưới chia năm xẻ bảy nhân vật trọng yếu cũng xảo trá cơ gia còn bấp bênh bên trong tình thế vô cùng rắc rối cơ khinh sa phải hạ thấp mình để cầu cứu đối thủ một lần nữa ngưng tụ các thế lực của cơ gia mà cơ khinh sa bây giờ sớm đã là chỉ cả hãng nhất của kinh yến địa vị giang hồ rất vững chắc được khắp nơi công nhận đưa ra quyết định như thế này quả thực không dễ chút nào với cơ khinh sa mà nói thực lực của đoạn thất tinh ở kinh yến hiển nhiên là không bằng cơ khinh xa còn phải lựa chọn, thỏa hiệp, đoàn thất tinh càng không cần nói đến. Đôi mi thanh tú của cơ khinh xa khẽ nhân lại, nói. Đoạn vương gia, tính cách của đoạn công tử quả thật cần phải sửa. Biết rõ đoạn thất tinh bao che khuyết điểm, nhưng cơ khinh xa vẫn thẳng thắn giáp mặt, có thể thấy trong mắt cơ khinh xa, đoạn khổng tước quả thật không có triển vọng. Đợi đoạn thất tinh già dần, chỉ sợ uy danh hiển hách của đoạn gia thiên nam sẽ bị hỏng trong tay đoạn khổng tước một luồng bóng loáng trong mắt đoạn thất tinh chợt lóa rồi biến mất, khẽ gật đầu. Ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cơ tổng, lần này ta nhất định sẽ dạy dỗ ó, để nó biết thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Cơ khinh xa cũng gật đầu, giờ cổ tay lên nhìn vào đồng hồ tinh xảo, lập tức đứng dậy nói. Đi thôi, đoạn vương ra, thời gian sắp đến rồi, chúng ta đi đón khách. Được, cơ tổng, mời đoạn thất tình cũng đứng dậy theo, khách sáo nói. Trà trang lớn như vậy, tĩnh lặng như vậy, chỉ có lâm đảo ở đó. Hôm nay thiên nam trà trang ngừng kinh doanh một ngày, chỉ vì đón tiếp một khách quý. Tiêu nhất hiếu, mươi 164, đắn đo. Thời gian cơ khinh xa và tiêu phàm giao hẹn với nhau là 4 giờ chiều. Đoạn thất tinh sáng nay mới đến đơi, nên phải nghỉ ngơi một chút. Hành trình mà cơ khinh xa suy nghĩ được sắp xếp như thế này, Tiêu Phàm và Đoạn Thất Tinh gặp mặt, Đoạn Thất Tinh bày tỏ sự ái náy của mình, dạy dỗ Đoạn Khổng Tước một trận. Sau đó cơ khinh xa thiết yến, để làm hòa hai bên, như vậy thì mối thù sẽ được bỏ qua. Tuy Tiêu Phàm lợi hại, lại dựa vào lão Tiêu gia che trời, thế lớn khó địch lại. Nhưng Đoạn Thất Tinh quả thực là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Thiên Nam, tuyệt không giới hạn trong giang hồ, cũng có kết giao thân thiết với một số danh gia vọng tộc ở Thiên Nam, bản thân cũng là xuất thân nhà làm quan mối thù không thể hòa giải của hai bên, có lẽ dựa vào cơ trí của tiêu phàm không đến nỗi nhất định phải diệt sạch đoạn gia thiên nam. Sự việc giotas yêu ta một ngàn người tổn thất ba ngàn người, tốn công nịnh nọt như vậy, người thường sẽ không thể làm được. Lại càng không cần nói đến lão tiêu gia hào môn nhất đẳng như thế, tầm nhìn không phải người thường có thể sánh bằng. Về việc, người hòa giải, cơ khinh xa vô cùng tin tưởng. Ba người đến đại đường thiên nam trà trang, ngồi trên ghế mây cổ kính đợi tiêu phàm đến. Lễ tiết như thế xem như là vô cùng nể mặt. Lương trước được Tiêu Nhất Hiếu sẽ không có ý kiến gì. Vào lúc này, điện thoại của cơ khinh xa vang lên, màn hình hiện tên Tiêu Phạm, hai hàng lông mày xinh đẹp của cơ khinh xa khẽ dương lên. Tiêu Phạm gọi điện thoại đến, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Chào ngài, Nhất Hiếu. Cơ khinh xa ấn nút trả lời, nói bằng giọng nữ thấp, hơi khàn khan. Xin chào, cơ tổng, bên này xảy ra một số chuyện nơi chúng ta gặp mặt có thể phải đổi lại rồi. Của nhiên đầu bên kia truyền đến là giọng nói của tiêu phàm, nói là xảy ra một số chuyện, nhưng lại rất điềm tính. Cơ khinh xa thăm hỏi. Hả, nhất thiếu muốn đổi nơi gặp mặt ư? Tiêu phàm trong điện thoại nói địa chỉ. Cơ khinh xa có chút ngạc nhiên nói. Nhất thiếu, đó hình như là văn phòng làm việc. Không ngờ nơi tiêu phàm hẹn gặp họ không phải là khách sạn hay là trà trang, không phải nơi thích hợp nói chuyện mà là tại văn phòng làm việc tiêu phàm cười nhẹ nói cơ tổng và đoạn vương ra trước tiên hãy đến đây có lẽ sẽ thấy gì đó mới lạ thật sao cả nhất thiếu cũng nói là vật gì đó mới lạ vậy chắc chắn rất đáng xem rồi nhất thiếu đợi một chút chúng tôi lập tức đến đợi cơ khinh xa cúp điện thoại sau khi chuyển lời của tiêu phàm đến đoạn thất tinh đoạn thất tinh có vẻ không hài lòng vị tiêu nhất thiếu này không tránh khỏi quá đắn đo đoạn thất tinh xa xôi ngàn dặm, một mình đến kinh thành, vô cùng thành ý. Địa vị thân phận của đoạn thất tinh ở thiên nam và trong giang hồ, coi như tiêu phàm là con cháu của lão tiêu, cũng nên nể mặt. Hiện giờ đã hẹn 4 giờ gặp mặt, tiêu phàm lại đột nhiên lỡ hẹn, bảo bọn họ tới văn phòng làm việc xem đồ gì đó mới lạ. Hơi quá đáng rồi. Cơ khinh xa có thể nhìn ra vẻ không hài lòng của đoạn thất tinh, cười nhẹ và nói. Đoạn vương gia, tính cách của tiêu phàm hình như không giống như con ông cháu cha, không phải là người thích ra vẻ. Nếu hắn nói như vậy, chắc là có chuyện quan trọng rồi. Nếu đoạn vương ra không để ý, chúng ta qua đó một chuyến. Đoạn thất tinh cười và nói. Tôi hết thảy sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời nói này có vẻ khách sáo, nhưng ý nghĩa cũng rất rõ, đoạn thất tinh tôi nể mặt cơ khinh xa. Đồng thời, đoạn khổng tước lại xảy ra chuyện ở chỗ của cô, nếu như có chuyện bất chắc, cơ khinh xa cũng không thoát khỏi liên quan. Cơ khinh xa làm sao không nghe hiểu được hàm ý trong lời nói của ông ta chứ, chỉ cười và nói với Phạm Nhạc. Chúng ta đi thôi. Phạm Nhạc đích thân lái xe Mercedes-Benz của cô ta lại. Cơ khinh xa nhường đoạn thất tinh lên xe trước, Mercedes-Benz nhẹ run lên, lập tức chạy đi. Những ngày này, đoạn khổng tước không chịu được khổ, sống ở khách sạn thời đại. Đương nhiên đây là đoàn khổng tước tự mình nói ra, tiêu tiền ở phòng VIP cũng là đoạn tiểu vương ra tự móc tiền túi. Lúc đoạn khổng tước ngoan ngoãn đi theo Tân Lâm, dám cả gan đưa ra yêu cầu như vậy. Đoạn khổng tước vốn cũng là ôm ấp hy vọng thử liều một lần. Gã nghĩ rằng, chỉ cần Tân Lâm không trói gã rồi nhốt vào một căn phòng tối, mỗi ngày hành hạ 100 lần, thì đã là cảm ơn trời đất rồi. Tân Lâm ra tay vô tình ở khách sạn Khánh Nguyên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đoạn khổng tước, khó có thể xóa nhòa ai ngờ tân lâm lại có thể trả lời nhưng tân lâm cũng hiểu mà nói với đoạn khổng tước thời gian này gã chỉ có thể ở trong phòng khách sạn không được đi đâu chỉ cần gã dám đạp cửa phòng tân lâm liền đánh gãy chân gã chân nào đạp trước thì đánh gãy chân đó hai chân thì đánh cả hai chân đoàn khổng tước không trả lời gã tuyệt đối tin tưởng tân lâm nói được làm được bất kể tân lâm hay tiêu phàm dường như ai cũng không coi người uy trấn thiên nam ra gì đoạn khổng tước không dám mạo hiểm, vốn bị Yến Tây đánh một trường, thể cốt đến nay vẫn chưa hồi phục. Nếu bị Tân Lâm đánh gãy hai chân, đoạn tiểu vương ra chắc không muốn sống nữa. Giống các loại nam bị bd đập gãy xương, cho dù sau khi chữa khỏi, cũng như là tàn phế. Đoạn tiểu vương ra chỉ cần nghĩ đến mai kia phải chống gậy đi lại, liền có chút bất an. Đó là muốn cái mạng của gã. Mấy ngày nay, đoạn khổng tước sống ở khách sạn thời đại giống như sống trong tù, một ngày cứ như một năm. Phục vụ của khách sạn thời đại rất tốt, một ngày ba bữa đều có người mang đến, không cần phải ra ngoài. Đoạn tiểu vương ra có thể chịu được, chủ yếu là đến tối chỉ có một mình, rất khó ngủ. Đoạn khổng tước không dám gọi phục vụ. Từ sau khi gã ở khách sạn thời đại, không gặp Tân Lâm. Nhưng đoạn khổng tước tin rằng, Tân Lâm nhất định đang theo dõi gã, chỉ cần gã có một chút động tĩnh là hai chân của gã có thể không giữ được. Tân Lâm một mỹ nhân băng sơn lạnh lùng như vậy, nếu đoạn khổng tước ở trước mặt cô ấy dở trò, thì thật không biết sẽ có hậu quả thê thảm như thế nào. Nhưng nói không chừng không chỉ hai chân không giữ được, ngay cả cái đó cũng có thể bị cắt đứt. Nhốt ở khách sạn mấy ngày, đoạn khổng tước cảm thấy vô cùng bức bối, muốn điên mất rồi. Không có tin tức bên ngoài. Điện thoại sớm đã bị Tân Lâm cắt đứt, điện thoại trong phòng cũng bị cắt đứt, chỉ có thể dùng điện thoại nội bộ ở khách sạn, nhưng không thể gọi ra ngoài được hiện tại toàn bộ trông cậy vào đoạn thất tinh và gì cơ. Ngày thứ tư ở khách sạn, đoạn khổng tước hối hận ngàn lần, sớm biết ở khách sạn gian nan như thế, chỉ bằng bị tân lâm nhốt vào phòng tối, mỗi ngày hành hạ 100 lần. Nếu muốn hành hạ gã, cũng có người lộ diện chứ, so với sống bị kìm nén như thế này, thì chết cho xong. Đoạn khổng tước nghĩ, khó trách có người nói. Hình phạt tàn nhẫn nhất trên thế giới này không phải là lăng trì mà là bỏ một người có tư duy bình thường trên một hoang đảo, để người đó suốt đời sống cô đơn. Sẽ kìm nén chết mất. Đoạn tiểu vương ra sắp không chịu được nữa rồi, lúc chuẩn bị liều mạng ở khách sạn yêu cầu, phục vụ đặc biệt thì điện thoại đầu giường rồn dập vang lên. Alo, đoạn thất tinh đang chán nằm xem tivi đột nhiên bật dậy nghe điện thoại. Đi ra ngoài đi, micro bên kia truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Tân Lâm. Đi đâu? Đoạn khổng tước vội vàng hỏi ngay sau đó trong micro truyền đến một tiếng cục sau đó là tiếng tút tút tính tân lâm là như vậy không muốn nói chuyện với gã đoạn khổng tước bỏ điện thoại xuống vui mừng chạy ra ngoài thậm chí không kịp mắng mấy câu thật sự đoạn tiểu vương ra rất muốn nhanh chóng rời khỏi phòng này cửa phòng vừa mở đoạn khổng tước nhìn thấy một khuôn mặt lạnh không chút biểu cảm một người con gái tuổi còn trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi nhìn cũng không tệ nhưng vẻ mặt lạnh lùng đó khiến đoạn khổng tước không khỏi giật mình. Đoạn khổng tước chưa từng tới chỉ thủy quan, cho nên đoạn khổng tước không biết đây là một trong sáu thuộc hạ đến từ thất diệu cung đi theo tân lâm. Đệ tử hạch tâm của thất diệu cung không có một người đàn ông nào. Cho nên lúc đầu khi nghe cung chủ dặn dò, bảo sáu người họ đuổi theo thánh nữ, đi chỉ thủy quan hầu hạ một người đàn ông, tất cả mọi người đều kinh ngạc, từng người một đều nghi ngờ tai mình có vấn đề cung chủ sao có thể tuyên bố lệnh như thế? Người đàn ông như thế nào mà đáng để thánh nữ thất diệu cung hầu hạ, còn thêm sáu người họ nữa? Thân thủ của sáu người này không thể như tân lâm, thả trong giang hồ, cũng không kém cõi, cung chủ lại để họ hầu hạ một người đàn ông xấu. Nhưng lệnh của cung chủ không thể làm trái, trong lòng mọi người đều không vui, cũng chỉ có thể ấm ức theo tân lâm đến chỉ thủy quan. Trôi qua hơn ba năm, họ đều thay đổi ý nghĩ ban đầu những điều mà tiêu phàm bày ra đều bản lĩnh, mặc dù chỉ là một góc băng sơn, nhưng cuối cùng lại khiến họ ý thức được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Đây quả thực là một người đàn ông đáng để thánh nữ thất diệu cung cao quý hầu hạ. Nhưng mà giới hạn chỉ một người, đó là tiêu phàm. Những người đàn ông khác trong mắt đệ đáy huyệt nữ của thất diệu cung, vẫn không bằng heo chó. Xuống bãi đỗ xe B1, không được chạy lung tung. Cô gái trẻ tuổi không đợi đoạn khổng tước mở miệng, liền lạnh lùng nói. Không chỉ ngữ khí lạnh lùng, sắc mặt lạnh lùng, mà ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng, mang theo một sự chán ghét và khinh thường không thể nói ra. Đoạn tiểu vương ra có chút buồn bực. Về bề ngoài mà nói, đoạn khổng tước cũng được xem là một mỹ nam. Phong lưu phóng khoáng, hơn nữa nhiều tiền, vẫn là cao, đẹp, giàu điển hình. Các cô gái vây quanh đoạn tiểu vương ra, trên dưới trăm người ngoài tân lâm ra đoạn khổng tước trước giờ chưa bị người phụ nữ nào khinh thường như thế đi nhanh đừng lề mề thấy đoạn khổng tước ngẩn ra cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nói sắc mặt không tốt giống như đoạn khổng tước nếu tiếp tục lề mề người này sẽ trực tiếp ra tay dạy dỗ gã đoạn khổng tước thân thủ không kém vết thương cũ vẫn chưa lành cộng thêm áp lực mà tân lam khủng bố đoạn khổng tước ngay cả một câu cũng không dám nói ngoan ngoãn đi tới cửa thang máy trong tận đáy lòng của Đoạn Tiểu Vương gia, tự nhiên gửi lời hỏi thăm vô số lần đối với những người thân quen nữ tính trong toàn gia, đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi. Chương 165: Săn bắt. Hơn 3 giờ chiều, không phải giờ cơm, bãi đỗ xe của khách sạn thời đại, người rất ít, cũng rất tĩnh lặng, chỉ có mấy nhân công xây dựng đang làm việc sửa chữa, thỉnh thoảng nói vài câu. Đoạn Khổng Tước dưới sự áp giải của cô gái trẻ, cảm thấy buồn bực, trong lòng không yên đi đến bãi đỗ xe xem chừng là gì cơ cùng với tên cực biến thái tiêu phàm đã thỏa đàm điều kiện đây là muốn thả gã ra nghĩ đến lập tức quay về thiên nam sống những ngày tốt đẹp lần nữa đoạn thiếu vương ra uống hết một chai bia ướp lạnh cảm thấy hết sức hài lòng đi về phía trước cô gái trẻ phía sau vẫn lạnh lùng em gái cô có thể khách sao một chút không tôi lại đắc tội với cô rồi sao cả ngày chỉ có sắc mặt đó cô không thấy mệt à đoạn khổng tước không thể nhịn được nữa quay đầu nói vẻ mặt không hài lòng. Cô gái này đẹp thì có đẹp, nhưng cô gái đẹp luôn dùng giọng điệu khinh thường nói chuyện với mình, đoạn tiểu vương ra cũng không vui vẻ gì. Dù sao cô ấy không phải tân lâm. Nếu là tân lâm đích thân, áp giải, thì đoạn khổng tước cũng tự ngoan ngoãn đi cùng cô, cũng không dám đánh giám. Nhanh lên, cô gái trẻ không chút biểu cảm, hàn quang chợt lóe, trong tay có con dao nhỏ cũng là một vật vô cùng mỏng. Con người của đoạn khổng tước bỗng co rút lại xem ra, nếu gã dám lắm điều, cô gái này không chút khách khí mà ra tay với gã. Nếu cơ thể không bị thương, thì đoạn khổng tước sẽ không sợ. Bất kể kẻ nào, đều có thể lấy dao ra da hù dọa đoạn tiểu vương ra sao. Nhưng hiện tại, đoạn khổng tước thật không muốn nghĩ phức tạp. Nhanh chóng thoát thân là đúng đắn. Đoạn khổng tước hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, bước nhanh về phía trước. Năm nhân công xây dựng đang sửa chữa dường như đã hoàn thành công việc của họ, thu dọn dụng cụ, vừa nói vừa cười với nhau đi tới hướng này mỗi người đều mặc đồng phục màu vàng trong đó hai người đàn ông cao lớn kéo một thanh sắt cực lớn khoảng mười mấy hai mươi chục cân hai người khác cầm cây thép lớn trong tay đầu thép vô cùng bén người đi trước có dáng thấp nhất cầm một cái thùng trong tay đi lảo đảo trong thùng dường như đựng bột vụn xi măng đoạn khổng tước không để ý ngay cả mắt cũng không nhìn về mấy người nhân công xây dựng đó đoạn tiểu vương ra xưa nay xem thường những người nông dân công thấp hèn này gã vốn không phải người lương thiện kém xa tiêu chuẩn năm tốt của thanh niên hai bên dần dần đến gần đoạn khổng tước dự định không thay đổi mục tiêu phía trước của mình những người nông dân công này ngoan ngoãn nhường đường cho đoạn công tử với đoạn khổng tước mà nói đây là điều đương nhiên hoàn toàn chính đáng quả nhiên năm người nhân công xây dựng không cản đường đoạn công tử tách ra hai bên nhường con đường thanh thang ở giữa cho đoạn công tử. Ngay lúc hai bên nhường đường, bỗng có chút thay đổi. Thùng vỡ trong tay của nhân công xây dựng thấp đi phía trước bỗng nâng lên, nửa thùng vôi tạt vào đoạn khổng tước. Bốn người còn lại đồng thời cầm cây sắt lên. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là đoạn khổng tước. Tất cả thủ đoạn đều là nhầm vào đoạn khổng tước. Đoạn khổng tước hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào, nhưng là con trai của đoạn thất tinh đoạn tiểu vương ra danh chấn thiên nam cũng không phải là ngồi không tuyệt đối không phải người nào đều có thể đánh lén gã thay đổi xảy ra trong phút chốc đoạn khổng tước gần như theo bản năng lập tức dừng lại lập tức cảm thấy phần gáy siết chặt đã bị người ta nắm lấy áo không đợi đoạn khổng tước hiểu rõ cả người bay ra từ phía sau bụi mù dày đặc trước mắt hai thanh sắt nặng chiếu tiếng gió gào thét hung hăng đập vào vị trí lúc nãy đoạn khổng tước đứng hai thanh sắt thô cũng một trái một phải gỡ yêu ta hết cùng lúc. Nếu không phải cô gái trẻ phía sau kéo gã về phía sau kịp thời, võ công của đoạn tiểu vương ra cao tới đâu, chỉ sợ là lúc này cũng thành cái xác chết, hơn nữa là xác chết máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Năm công nhân xây dựng một phát chưa chúng, dường như có chút không ngờ, có chút sửng sốt, lập tức giơ con dao trong tay lên, chuẩn bị gỡ yêu ta hết. Người thấp lùn trong tay cầm thùng vữa dường như là người cầm đầu, tùy tay vứt bỏ thùng vữa, rút ra một con dao và ra lệnh. Lên! Đáng tiếc họ đã không có cơ hội ra tay lần thứ hai. Một tiếng quát khẽ. Bóng người tránh gấp, bạch quang múa may. Trong bãi đỗ xe tĩnh lặng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó là tiếng, bằng bằng, thanh sắt nặng nề ảo ảo rơi xuống đất. Sau đó ánh sáng trắng lóe lên, con dao bay lên giữa không trung. Thân hình nhỏ bé của nhân công xây dựng bay lên, vang ra ngoài 3 đến 4 mét, một tiếng, bịch, nặng nề té xuống đất, hụt tại chỗ, không nhúc nhích, không chút co giật. Đợi khói mù tan hết, đoạn khổng tước mới thấy rõ tình hình trong sân. Chỉ thấy tân lâm cầm kiếm, lúc này thân hình duyên dáng nhìn qua uy phong lẫm liệt. Năm tên đánh lén nằm đầy đất, ngoài tên bị tân lâm đá bay, bốn tên còn lại đều bị trúng kiếm, ba tên nắm chặt cổ tay phải của mình. Tên cuối cùng ôm lấy chân mình, không ngừng kêu thảm thiết. Hóa ra khi thanh sắt rơi xuống đất, không biết như thế nào lại đập trúng chân gã, chân gã lập tức bị đập đến da chóc thịt bong, xương cốt nát ra. So với vết thương ở chỗ cổ tay còn đau đớn hơn. Khốn cây ếch yêu ta ép, tại sao phải đánh lén lão tử? Đoạn khổng tước bỗng nhiên nổi giật, xông lên, đập mạnh một cước, ở giữa sống mũi một tên nhân công xây dựng, người đó kêu lên một tiếng, vẻ mặt hoảng hốt, lập tức hôn mê. Mấy ngày nay, đoạn tiểu vương ra thật sự rất hung ác, đàn lo tìm không thấy đối tượng đoạn khổng tước giơ chân lên chân thứ ba muốn đá ra đủ rồi tân lâm lạnh lùng quát dường như trong đầu đoạn khổng tước được cài chip của người máy nhận được lệnh của chủ nhân nâng chân lên bật người đứng giữa không trung cũng đá không đi đối với mệnh lệnh của tân lâm gã không dám cãi lời các người là ai tại sao đánh lén tôi đoạn khổng tước vừa sợ vừa giận quát mấy tên ra tay lúc nãy đoàn khổng tước nhìn rõ Tuyệt đối là đối phó với gã, không phải đối phó cô gái trẻ sau lưng gã. Nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời. Đoạn khổng tước thật sự không hiểu là ai có mối thủ lớn với gã như thế, muốn dồn gã vào chỗ chết. Chỉ cần bị thanh sắt đánh trúng, Đoạn khổng tước biết rất rõ hậu quả như thế nào. Chết chắc. Thù hận này rất sâu đậm a. À. Hai nhân công xây dựng còn lại đang lẩm bẩm, không ai trả lời gã. Được rồi, theo ta. Tân Lâm thu con dao vào thản thiên nói, giọng nói không thể nghi ngờ. Đi ư, dù sao cũng làm rõ, có người muốn gỡ yêu ta ít tôi, ngay cả ai tôi cũng không biết, sau này sẽ có phiền toái. Đoạn khổng tước đưa ra kháng nghị. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, đoạn tiểu vương ra muốn làm rõ, nếu không sau này sợ ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Mặc dù gã rất sợ tân lâm, nhưng liên quan đến mạng nhỏ của mình, lại không thể không kiên trì chống đối. Tân Lâm lạnh lùng nói. Họ muốn gờ yêu ta ết ngươi, nhưng người mà họ muốn chống đối không phải là ngươi, đi. Đoạn khổng tước không dám chần trừ, ở phía sau tân lâm hỏi. Tân cô nương, ý cô là sao? Không phải chống đối tôi, vậy tại sao lại muốn gợi yêu ta tôi? Tôi có chút không hiểu, tân lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Người có lúc nào thông minh chứ? Nói rất đúng. Sinh sinh muốn chọc tức đoạn tiểu vương ra. Hừ, cái này có gì khó đoán, muốn lấy mạng tôi, lại không phải chống đối tôi, vậy thì chắc là muốn giá hỏa cho các người, để ông già tôi cùng chơi với các người." Đoạn Khổng Tước không phục lắm nói thầm. Tân Lâm dừng bước, liếc nhìn gã, có chút kinh ngạc. Đoạn Khổng Tước không khỏi hoảng sợ, không kìm lòng giảm âm thanh nói. "Sao, tôi đoán đúng à?" Vốn dĩ gã đoán mò, nhưng nhìn bộ dạng của Tân Lâm, rất rõ, gã đã đoán đúng. Nếu gã chết ở khách sạn thời đại cho dù không phải Tân Lâm làm, thì món nợ này đoạn thất tinh chắc sẽ tính sổ với Tân Lâm và Tiêu Phàm. Đoạn thất tinh là con người như thế. Bất kể Tiêu Phàm giỏi giang như thế nào, lão tiêu mạnh như thế nào, đoạn thất tinh tuyệt đối không tha, cho dù xuất thân hạng nặng cũng liều mạng. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Phàm phúc hậu, cũng phải nghênh chiến, rằng ca với đoạn thất tinh. Biết mình đoán đúng, đoạn khổng tước không chút vui mừng, chỉ cảm thấy một hơi lạnh từ đuôi truy, nháy mắt truyền khắp toàn thân, Tứ chi đều lạnh lẽo. Là mục tiêu bị săn giết, đây là điều trước giờ Đoạn công tử chưa từng nghĩ tới. Bị bóng ma chết chóc từng giây từng phút bao phủ, cảm giác thật không tốt chút nào. "Vậy cô nhanh chóng đưa tôi về nhà đi, tôi, tôi đi Thiên Nam sẽ không có chuyện gì hết." Đoạn Tiểu Vương ra dưới tình thế cấp bách, không ngờ nói lắp bắp. "Lên xe." Tân Lâm mở cửa xe, lên xe lái. Đoạn Khổng Tước vội vàng ngồi xuống ở vị trí lái phụ nhìn mấy tên sát thủ đang nằm dưới đất hỏi vậy bọn họ như thế nào chuyện này không cần ngươi lo im miệng ngay tân lâm lạnh lùng nói nổ máy chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe cùng lúc đó một chiếc xe khác cũng chạy vào tân lâm vừa rời khỏi một chiếc xe mini chạy vào bãi đỗ xe đệ tử của văn nhị thái ra khương nhị bước xuống xe đợi ở chỗ cô gái trẻ nói vài câu liền chỉ huy mấy tên cường tráng nâng năm tên nhân công xây dựng giả sát thủ lên nhét vào xe mini rồi chạy như gió. Tất cả đều dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 165.